Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 52. Giang Sách cho mình ngược lại cũng một cái ly đồ uống, nếm thử một miếng, mùi vị không tệ. Đây coi như là hóa giải Triệu Dung xấu hổ. Giang Sách bỗng nhiên không giải thích được nhìn chằm chằm Triệu Dung nhìn hồi lâu, nhìn Triệu Dung gương mặt ửng đỏ, tiểu trái tim phát thông điên cuồng nhúc nhích. Giang tiên sinh, người đang xem cái gì? Ta là đang suy nghĩ trên thế giới sự tình thực sự chính là chỗ này sao xảo, ta trợ giúp qua ngươi một lần, ngươi cũng trợ giúp ta một lần. Càng làm cho ta muốn không tới là ngươi dĩ nhiên là Triệu gia đại tiểu thư. Triệu Dung sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Triệu gia đại tiểu thư làm sao vậy? Lẽ nào nguyên do bởi vì cái này thân phận, Giang Sách sẽ xa lánh nàng? Giang tiên sinh, ngươi sẽ nhờ đó theo ta giữ một khoảng cách sao? Giang Sách cười cười, ta chưa bao giờ biết bởi vì thân phận còn đối với người vài phần kính trọng. Vậy, tốt. Giang Sách hỏi, nhưng thật ra ngươi, biết bởi vì ta là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật người, vì vậy mà đối với ta sản sinh định ý sao? Làm sao có thể, Triệu Dung bĩu môi nói rằng, ta ghét nhất những gia tộc kia phân tranh rồi, đại gia liền không thể hài hòa ở chung sao? Đáng tiếc ta nói cha cũng không nghe, còn nói ta ngây thơ. Hanh, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ chứng minh cho hắn xem, ba gia tộc lớn cũng có thống nhất thời khắc. Giang Sách mỉm cười nhìn trước mắt tiểu cô nương. Đúng vậy, ý tưởng của nàng rất ngây thơ, thế nhưng ý tưởng của nàng lại đơn thuần như vậy, khả ái. Ba gia tộc lớn thống nhất sao? Ngây thơ mà hoang đường ý tưởng, ngoại trừ Triệu Dung, ước đoán không có người thứ hai nghĩ như vậy. Triệu tiểu thư, Triệu Dung lập tức ngăn cản nói, không muốn la như vậy ta không thích. Na gọi ngươi, ân, gọi ta là Dung Dung thì tốt rồi nha. Tốt, ta đây có thể gọi ngươi Sách ca ca sao? Đương nhiên, hai người bèn nhìn nhau cười, ở nho nhỏ trong phòng vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí tương đương hòa hợp. Mặc dù cũng không có bất kỳ nói chuyện yêu đương đồ đạc ở bên trong, thế nhưng... Triệu Dung lại phi thường hưởng thụ giờ khắc này thời gian. Thời gian tươi đẹp luôn là qua thật nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, Giang Sách sẽ mang theo ký kết tốt hợp đồng đi trở về. Triệu Dung lưu luyến không rời, vẫn còn không thể nói ra được, lúc đó có vẻ nàng vô cùng. Sách ca ca, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt lại cơ hội. Sẽ có. Giang Sách xoay người rời đi, ngồi trên cừu trắng mở xe, nghênh ngang mà đi. Nhìn Giang Sách xe xa xa chạy tới, Triệu Dung tâm cũng theo ly khai, đối với duyên mộng Internet cũng không có nửa phần lưu niệm. Đứng dậy ngồi xe cũng ly khai. Gặp lại lúc khó đừng cũng khó, đông phong vô lực bách hoa tàn. Tưởng niệm rồi cỡ nào lâu chỉ có gặp mặt một lần, vui sướng thời gian vẫn còn không bao lâu, liền lại muốn tiếp thu phân biệt đau khổ. Ái tình, có không riêng gì ngọt ngào, còn có chua xót. Nói phân hai đầu. Giang Sách trở lại Thịnh Vui khoa học kỹ thuật sau đó, ngựa không ngừng vó chạy tới bộ nghiên cứu. Chủ quản Thường Hướng Đông đám người vừa nhìn thấy Giang Sách trở về, không khỏi nói châm chọc yêu, đây không phải là chúng ta không dậy nổi Giang phó đồng sao. Ngươi không đi chế tác kế hoạch thư, tới công ty làm cái gì nha? Không đợi Giang Sách mở miệng, quản lý Lưu Cảnh Minh cũng đi đến. Đều ở đây nghiên cứu những thứ gì? Lưu Cảnh Minh hỏi. Lưu Kinh Lý. Chúng ta cũng không có nghiên cứu cái gì. Chính là theo chúng ta Giang phó đồng nói chút nhàn thoại. Hắn đánh với ta cam đoan, trong vòng 3 ngày là có thể bắt được duyên mộng Internet hợp đồng, kết quả nhưng bây giờ không biết vì sao đã trở về, ước đoán A, là chế tác hợp đồng thất bại, trở về cầu xin tha thứ A. Không trách Thường Hướng Đông như vậy phỏng đoán, những người khác cũng cơ bản bảo trì cái ý nghĩ này. Ước đoán Giang Sách nghiên cứu một ngày cũng biết độ khó không nhỏ. Hay hoặc là, Giang Sách đã biết duyên mộng Internet cùng Triệu gia quan hệ. Biết đây là một việc nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên biết khó mà lui rồi. Lần này trở về, đoán chừng là cầu xin tha thứ tới. Tuy là mất mặt, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Lưu Cảnh Minh cười cười, cố ý nói rằng, cái kia bộ môn sự tình ta cũng biết, duyên mộng Internet vị trí có điểm đặc thù, vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta đã sớm chuẩn bị dừng lại, không làm được cũng không còn cái gì không dậy nổi. Đây coi như là cho Giang Sách một nấc thang. Thường Hướng Đông cùng Lưu Cảnh Minh hai người,
một cái phẫn mặt đỏ một cái phẫn mặt trắng, đã làm nhục Giang Sách lại cho thấy Lưu Cảnh Minh rộng lượng. Rất nhiều nhân viên trong lòng, Lưu Cảnh Minh hình tượng càng thêm quang huy vĩ đại. Còn như Giang Sách, hắn chỉ là một khẩu suất cuồng ngôn thêm xám xịt chạy trở về tới kẻ bất lực mà thôi, người nối nghiệp này vị trí, hắn ngồi không có chút nào ổn. Lưu Cảnh Minh cố ý đối với Giang Sách nói rằng, Giang Phó Đồng, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Nghe là lời an ủi. Đã có điểm chói tai. Tại chỗ có người đều cho rằng Giang Sách biết mượn dưới sườn núi lừa. Chuyện này dừng ở đây thời điểm, Giang Sách lại cười một tiếng, nói ra mọi người ngoác mồm kinh ngạc lời nói. Ta hôm nay trở về không phải là vì từ chối trách nhiệm, mà là để hoàn thành công tác. Hợp đồng sự tình, đã hoàn thành. Một ngày là đủ. Mọi người trong mắt đều phải kinh điệu, từng cái sững sờ ở hiện trường. Thường Hướng Đông càng là vẻ mặt mộng bức, hắn thấy, ba ngày hoàn thành ký kết hợp đồng cũng đã là vớ vẩn thổi, lúc này Giang Sách càng là khoa trương đến một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, đây không phải là làm loạn sao? Đoán chừng là làm một phần giả hợp đồng tới lừa dối qua cửa. Thật đem mọi người trở thành kẻ ngu si sao? Giang Sách, ngươi cần phải vì mình đã nói phụ trách, chớ ăn nói bừa bãi, biết không? Thường Hướng Đông là thật tức giận. Trực tiếp hướng về phía Giang Sách ầm ĩ lên. Giang Sách tự tay lấy ra hợp đồng bày ra trên bàn, đây là vừa mới cùng Duyên Mộng Internet ký kết hợp đồng, các ngươi có thể xem qua. Không có khả năng. Thường Hướng Đông lập tức tự tay đem hợp đồng cầm lên. Mở ra nhìn kỹ. Lưu Cảnh Minh nhíu nhíu mày, cũng đi tới cùng theo một lúc xem, viên chức mầm đồng bọn người nhìn không được xít tới, một đám người vây quanh hợp đồng xem. Không sai. Là Duyên Mộng Internet hợp đồng. Vấn đề là, phần này là thật sao? Mầm đồng, người đi làm cho Bộ Tư pháp đồng sự tới một cái, xác định hợp đồng thật giả. Là, không đến 2 min, Bộ Tư pháp phái người qua đây, đem hợp đồng tỉ mỉ nghiên cứu phân tích một lần, đối với con dấu cũng có cặn kẽ nghiêm túc kiểm tra. Cuối cùng tính ra hai chữ kết luận, chân thực. Phần này hợp đồng, là chân thật hữu hiệu. Là chân tránh Duyên Mộng Internet hợp đồng. Như vậy, lúng túng chính là Thường Hướng Đông rồi. Miệng hắn cửa nhiều tiếng nói cái gì Giang Sách không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, còn đối với Giang Sách châm chọc khiêu khích, đem Giang Sách cho làm thấp đi cái gì cũng sai. Kết quả đâu? Kết quả chính là, Giang Sách chỉ dùng một ngày, liền đem kế hoạch thư, hợp đồng toàn bộ hoàn thành. Lớn như vậy lượng công việc, như thế nghiêm khắc công tác điều kiện. Là bộ nghiên cứu tìm hơn mấy tháng đều không hoàn thành được. Giang Sách năng lực, thật là đáng sợ. Thường Hướng Đông lắc đầu liên tục, không dám tin nói rằng, điều đó không có khả năng a. Duyên Mộng Internet là Triệu gia đầu tư cổ phần khống chế, Triệu gia không có khả năng tiếp thu kế hoạch của chúng ta thư, tuyệt đối không thể có thể, không có lý do gì a. Không ngừng Thường Hướng Đông không rõ, những người khác đều không rõ. Lưu Cảnh Minh cũng tò mò hỏi. Giang Phó Đồng, ngài có thể cho chúng ta tiết lộ một chút. Là như thế nào hoàn thành hợp đồng ký kết sao? Bởi vì thực sự quá kinh người, Triệu gia cổ phần khống chế công ty biết tiếp thu kế hoạch của chúng ta thư, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Giang Sách mỉm cười, không có gì lý do đặc biệt. Kế hoạch thư hoàn thành tốt, nhân gia liền tiếp nhận rồi, không hơn. Không hơn. Lưu Cảnh Minh cau mày. Phần kế hoạch này thư hoàn thành là không tệ. Nhưng hắn lý giải Kha Văn Thông người kia, tuyệt đối không phải sẽ nhờ đó mà cùng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật hợp tác người. Cái này phía sau nhất định còn có bí mật gì, chỉ là Giang Sách không chịu nói mà thôi. Vừa lúc đó, Bộ Tư pháp đồng sự phát hiện một việc phần này hợp đồng còn có một cái bổ sung điều khoản, hơn nữa còn là cùng ký hợp đồng kim ngạch có quan hệ. Như vậy phát hiện, làm cho Thường Hướng Đông cười ha ha. Hắn vui vẻ nói rằng, ta đã nói Kha Văn Thông cái kia xảo trá lão dù điều sao lại thế nguyện ý hợp tác với chúng ta, cảm tình là Giang Phó Đồng ngươi cố ý thấp xuống giá cả, mới để cho hắn đồng ý hợp tác. Có thể để cho Kha Văn Thông đồng ý hợp tác giá cả, đó nhất định là vô cùng rẻ mạt a. Để cho ta đoán một chút, Giang Phó Đồng, ngươi nên là bằng lòng đối phương chỉ dùng thanh toán thì ra một nửa giá cả, thậm chí một phần ba giá cả. Giang Sách mỉm cười. Lúc này, tài vụ bộ đồng sự lắc đầu, thường chủ quản, người đoán sai rồi. Thường Hướng Đông cười ha ha, yêu, ta còn đã đoán sai.
Vậy ngươi nói cho ta biết, Giang Sách muốn giá bao nhiêu sao? Sẽ không phải là 1/5 à? Hắn âm dương quái khí dáng vẻ, làm xong xem Giang Sách chuyện Thiếu Lâm chuẩn bị. Cái khác viên chức không thể không như thế. Dù sao ngoại trừ, giá cả chiến đấu, bây giờ không có cái khác bất kỳ lý do gì, Kha Văn Thông sẽ đồng ý giữa song phương hợp tác. Có thể tiếp nhận xuống tới tài vụ bộ đồng sự một câu nói, làm cho tất cả mọi người kinh điệu cằm. Thường chủ quản, trên hợp đồng bổ sung điều khoản nói rõ, nguyện ý cho ra gấp 2 giá cả ký kết hợp đồng. Giọng bình thản, lại mang đến to lớn chấn động. Thường Hướng Đông ngây ra như phỗng. Mặt kia lên nụ cười đều đọng lại, cả người giống như là một khối phong hóa rồi tảng đá. Sự tiến triển của tình hình cực đại nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Điều đó không có khả năng. Đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra. Thường Hướng Đông làm sao cũng không dám tin tưởng, Kha Văn Thông cái kia lão gian tặc chẳng những đồng ý hợp tác, hoàn nguyện ý trả giá gấp 2 giá cả. Mặt trời mọc ở hướng Tây cũng không thể chuyện đã xảy ra. Bộ nghiên cứu tất cả viên chức đều trợn tròn mắt, nếu như mãn phân là 100 phân nói, như vậy Giang Sách biểu hiện lần này đủ để đánh 120 phân. Thật lợi hại. Không phải, chỉ là, lợi hại, đều không đủ lấy hình dung Giang Sách năng lực. Tất cả mọi người từ nghèo. Chỉ cảm thấy Giang Sách hình tượng lập tức đồ sộ đứng lên, phảng phất trước mắt Giang Sách tựu như cùng người khổng lồ thông thường, đồ sộ uy vũ, tiền đồ sán lạn. Một bên Lưu Cảnh Minh bị sấn thác thấp bé không gì sánh được. Đại gia tựa hồ lập tức đều biết, vì sao chủ tịch biết chỉ định Giang Sách tới đón tiểu đội, tuy là Giang Hàn không phải cũng không phải là thực sự như đại gia vậy suy nghĩ. Khái khái, Lưu Cảnh Minh lúng túng tằng hắng một cái, thật sự là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hợp đồng này quả thực phi thường hoàn mỹ, nhưng Giang Phó Đồng, ta thực sự không biết ngươi là làm sao hoàn thành. Ngươi chẳng lẽ lấy đao đỡ Kha Văn Thông cổ, buộc hắn ký phần này hợp đồng à? Nói cho ngươi biết, làm như vậy phạm pháp, loại điều kiện này dưới ký kết hợp đồng là vô hiệu, ngươi biết không? Giang Sách cười ha ha, chỉ bên cạnh điện thoại, ngươi đã hoài nghi như vậy, nếu không, cho Kha Văn Thông đánh tới hỏi thăm. Lưu Cảnh Minh nhìn điện thoại trên bàn, trong lòng sinh ra một chút do dự. Hắn không muốn đánh sao? Không phải, hắn phi thường muốn gọi số điện thoại này xác nhận một chút, nhưng hắn phi thường chú ý gọi điện thoại tới phía sau phiền phức. Nếu như xác nhận Giang Sách lừa gạt, đó còn dễ nói. Chỉ khi nào nhân ra Kha Văn Thông là cam tâm tình nguyện, Giang Sách chính là đi qua có chút thủ đoạn đặc biệt làm được, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, Lưu Cảnh Minh cảm thấy phía sau một loại khả năng tính cực đại. Lừa gạt, không có ý gì, đến khi chân chính hợp tác thời điểm nhất định sẽ lộ tẩy. Mặc dù không biết Giang Sách lựa chọn biện pháp gì, nhưng có thể làm cho Kha Văn Thông thống khoái như vậy ký hợp đồng cũng đề cao báo giá, Giang Sách nhất định bỏ ra giá không nhỏ à. Trên thực tế, Giang Sách căn bản không có trả giá cái gì, ai bảo hắn cứu Triệu Dung một mạng đâu. Không biết chân tướng Lưu Cảnh Minh chỉ có thể đồ đoán. Lúc này, Thường Hướng Đông không nhìn nổi. Hắn lạnh rên một tiếng, đi tới bàn bên cạnh nói rằng, đánh thì đánh, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bị ngươi dọa cho hù dọa sao? Ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi qua tìm Kha Văn Thông hỏi một chút. Đang ở hắn vừa đem bàn tay hướng điện thoại thời điểm. Lưu Cảnh Minh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, làm càn. Thường Hướng Đông, ngươi nghĩ làm cái gì? Cái này một tiếng nói đem Thường Hướng Đông đều cho giống mộng ép. Cho tới nay, Thường Hướng Đông đều đối với Lưu Cảnh Minh trung thành và tận tâm, Lưu Cảnh Minh cũng vẫn cầm Thường Hướng Đông làm anh em tốt đối đãi, chưa từng có không cho mặt mũi như vậy giống giận qua. Đây là thế nào? Chỉ nghe Lưu Cảnh Minh không vui nói, Giang Phó Đồng là thân phận gì, biết làm dở trò bịp bợm một bộ kia sao? Hợp đồng đều đã chứng thực là có hiệu, người còn muốn chứng minh cái gì? Thường Hướng Đông, chú ý thân phận của ngươi, về sau cùng Giang Phó Đồng nói chuyện khách khí một chút. Thường Hướng Đông nuốt nước miếng một cái, nghe được Lưu Cảnh Minh là thật sinh khí. Thế nhưng, vì sao a? Hắn nào biết đâu rằng, Lưu Cảnh Minh sức sống cũng là bởi vì hắn quá ngu rồi. Lưu Cảnh Minh hướng về phía Giang Sách chắp tay, Giang Phó Đồng, thực sự là xin lỗi, thuộc hạ những người này không lớn không nhỏ, để cho ngươi chịu ủy khuất. Giang Sách khoát tay chặn lại, không quan trọng,
Lưu Cảnh Minh hướng về phía một gã công nhân viên chức vẫy vẫy tay, Tuân Dương, Duyên Mộng Internet việc liền giao cho ngươi tới nối. Tuân Dương gật đầu, minh bạch. Sau đó Lưu Cảnh Minh hướng về phía Giang Sách cười cười, ta còn có chuyện phải làm, Giang Phó Đồng, cáo từ. Không tiễn. Lưu Cảnh Minh khí hanh hanh đi ra, Thường Hướng Đông sửng sốt một chút, lập tức đi theo. Lúc đầu ký hợp đồng là một kiện chuyện thật tốt, thế nhưng ở tại bọn hắn hai người trong lòng, nhưng thật giống như là một kiện chuyện xấu, đơn giản là hai chữ, đố kỵ. Giang Sách khẽ lắc đầu, ngồi xuống. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay hắn hoàn thành chuyện này, ở bộ nghiên cứu xem như là đứng vững bước chân. Quả nhiên, nguyên bản đối với Giang Sách phi thường khinh bỉ nữ nhân viên Miêu Đồng, lúc này chủ động xông tới, vẻ mặt sùng bái nói rằng, Giang Phó Đồng. Chào ngươi lợi hại a, chúng ta toàn bộ bộ môn tìm hơn mấy tháng cũng không có giải quyết hạng mục, ngươi chỉ dùng một ngày liền hoàn thành. Nhưng lại vượt mức hoàn thành. Ôi chao, nói cho ta một chút, ngươi làm sao làm được? Giang Sách mỉm cười, Phật nói không thể nói. Miêu Đồng chua mỏ một cái, hanh, quỷ hẹp hòi, chút chuyện nhỏ này cũng không chịu nói. Tuân Dương đề cao giọng nói rằng, Miêu Đồng, tới giúp ta xử lý một chút hạng mục đồng hồ. Biết rồi, học trưởng. Miêu Đồng trước khi rời đi len lén cùng Giang Sách nói rằng, người nghĩ bảo mật đều vô dụng, ta nhất định sẽ hiểu rõ ngươi là làm sao làm được. Giang Sách mỉm cười. Cô bé này tò mò còn rất thịnh vượng, cái này cũng không kỳ quái, có thể ở bộ nghiên cứu loại này tràn đầy đàn ông bộ môn còn sống, không có nhất định tò mò, Miêu Đồng làm sao có thể lưu được ở. Bên kia. Lưu Cảnh Minh cùng Thường Hướng Đông đi tới công ty một chỗ tĩnh lặng góc, dừng lại. Thường Hướng Đông hỏi, không phải, huynh đệ, ngươi vừa mới giống ta vài cái ý tứ. Lưu Cảnh Minh chừng mắt liếc hắn một cái, xem Giang Sách giá thế kia, nhất định là không sợ ngươi gọi điện thoại, ngươi đánh tới không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Ta chửi, là bởi vì ngươi quá coi thường Giang Sách, quá ngu xuẩn. Thường Hướng Đông ha hả cười nhạt, ngươi a. Không khỏi quá đề cao Giang Sách đi. Không phải ta xem trọng hắn, là hắn có thực lực này. Lưu Cảnh Minh phân tích nói, Giang Sách có thể làm được Giang Nam khu người tổng phụ trách, có thể trở thành là Tây Kỳ Tu La chiến thần, nhất định có hắn chỗ lợi hại. Mặc dù bây giờ không có quyền vị, nhưng năng lực vẫn còn ở. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, cẩn thận một chút luôn là không sai. Nói có điểm đạo lý. Thường Hướng Đông hỏi, bất quá có chuyện ngươi được cho ta lộ chân tướng, Cảnh Minh a, chủ tịch đến cùng làm sao tính toán a? Là muốn giúp đỡ Giang Sách, hay là muốn giết Giang Sách a? Lưu Cảnh Minh cười ha ha, chuyện này cũng không khỏi ngươi quan tâm, vẫn là câu nói kia. Ngươi nên biết đến ngươi sẽ biết, chớ nên ngươi biết một câu đều đừng hỏi. Mặt khác, thành dưới đất bên kia gần nhất lại thiếu hàng rồi. Chủ tịch thúc giục gấp, nắm chặt xử lý một chút. Thường Hướng Đông chân mày nhíu chặt hơn. Hắn mất hứng nói rằng, cái này, thành dưới đất, rốt cuộc là cái gì địa phương? Hoặc có lẽ là một cái gì tổ chức, mỗi lần đều cùng công ty chúng ta đòi một số lớn tài liệu. Chúng ta còn phải miễn phí cung cấp, chủ tịch chưa bao giờ thu tiền. Trên đời này nào có làm như vậy buôn bán? Lưu Cảnh Minh nói rằng, người cảm thấy người cùng chủ tịch so với, ai thông minh hơn? Thường Hướng Đông vui vẻ. Cái này không lời nói nhảm sao? Ta muốn là có chủ tịch thông minh như vậy, còn có thể chỉ coi cái tiểu chủ quản sao? Có thế chứ, nếu chủ tịch nguyện ý ủng hộ vô điều kiện thành dưới đất, tự nhiên có đạo lý của hắn, người cần làm cũng chỉ có một việc nghe theo chỉ huy. Không phải, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Thường Hướng Đông không nói, đi, ta cũng không hỏi, quay đầu ta để thuộc hạ mấy người phân biệt xử lý. Lưu Cảnh Minh đặc biệt nhắc nhở, nhớ kỹ, thành dưới đất tồn tại, trừ bọn ngươi ra ngành mấy người ở ngoài, công ty những ngành khác bất luận kẻ nào cũng không cho phép biết. Na Giang Sách rồi. Đương nhiên không thể cho hắn biết. Chuyện này, muốn, nhất giấu giếm chính là Giang Sách. Đi, ta hiểu được. Thường Hướng Đông lĩnh mệnh lệnh, xoay người lại bộ nghiên cứu. Lưu Cảnh Minh hít thở sâu một hơi, lẩm bẩm, Giang Sách a Giang Sách. Người tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chỉ là vì tìm phụ thân sao? Người trong hồ lô muốn làm cái gì? Trầm mặc khoảng khắc, hắn phốc suy vui vẻ. Chỉ là Giang Sách, người sợ rằng mãi mãi cũng không nghĩ tới, người tìm lâu như vậy phụ thân,
cuối cùng sẽ chết ở tay của phụ thân chung. Ta đã khẩn cấp muốn thấy được ngươi na bộ dáng khiếp sợ rồi. Phó đồng, người nối nghiệp. Viên này viên đạn bọc đường, ăn thơm không? Ha 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 ha. Lưu Cảnh Minh phất ống tay áo một cái, sải bước ly khai, tựa hồ sớm đã nhận định Giang Sách bị hắn tính toán chết, hết thảy đều tại hắn kế hoạch trong. Thật tình không biết, núi cao còn có núi cao hơn. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Trọng môn khoa học kỹ thuật, chủ tịch phòng làm việc. Ngô lão ra rót một bình trà, đang ở một mình thưởng thức. Còn không có uống vài hớp, cửa mở ra, Lao Kéo vẻ mặt ngưng trọng đi đến, chỉ là nhìn cái dáng vẻ, cũng biết không giống như là có chuyện tốt phát sinh. Không đợi nàng mở miệng, Ngô lão gia chủ động hỏi, làm sao, còn có chuyện sẽ làm ngươi tâm tình nặng nề như vậy? Ân, nói một chút, là về một phương diện nào? Giang Sách, vẫn là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Đều là, Ngô lão gia sửng sốt một chút, người cái này, đều là, lại là có ý gì? Lao Kéo dài thở dài một hơi, ta đã biết rõ Giang Sách tới kinh thành mục đích, cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mật thiết tương quan. À, Ngô lão gia nở nụ cười, cái này Giang Sách thật đúng là bám dai như đỉa a, chúng ta với hắn nợ cũ còn không có tính toán rõ ràng sở, hắn lại cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng câu kết làm bậy bắt đi. Nói đi, hắn cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng quan hệ thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lao Kéo suy nghĩ khoảng khắc, nói rằng, Giang Sách, là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch Giang Hàn phi thân nhi tử. Phốc tương đương tương đương. Ngô lão ra một miệng trà trực tiếp phun tới. Hắn trợn tròn cặp mắt nhìn Lao Kéo, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Sách, là Giang Hàn phi con trai. Ngô lão ra sắc mặt thay đổi liên tục, giờ khóc giờ cười, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy. Tốt, tốt, cựu nhân đều tiến đến cùng nơi rồi. Lúc đầu ta là muốn phân biệt đối phó Giang Sách, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Hiện tại được rồi, bọn họ hợp lại cùng nhau rồi, vậy đối với trả bọn họ biến thành chuyện gì xảy ra, cho ta tiết kiệm không ít tâm tư a. Lao Kéo nói rằng, ngày hôm nay sáng sớm, Giang Hàn Phi tổ chức nội bộ hội nghị, đem Giang Sách cho tăng lên tới phó đồng vị trí, đồng thời xác định hắn vì Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hợp pháp người nối nghiệp. A hát, Ngô lão gia cảm giác không thích hợp. Coi như là thân nhi tử, cũng không có như thế, nuông chiều cho hư. Giang Hàn Phi làm như vậy, bằng đem Giang Sách cho đẩy ngã toàn bộ công ty mặt đối lập, này tân tân khổ khổ làm việc công nhân viên kỳ cựu khẳng định sinh lòng bất mãn. Giang Hàn Phi con cáo già kia, không có khả năng không biết điểm này. Đây không phải là hãm hại con trai của mình sao? Còn nữa nói, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạch tâm ngoại trừ Giang Hàn Phi, đó chính là Lưu Cảnh Minh. Hiện tại đột nhiên đem Giang Sách đẩy tới Lưu Cảnh Minh phía trước, Lưu Cảnh Minh biết nguyện ý. Thấy thế nào, trong này đều có luận án. Lao Kéo gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, luôn cảm giác như là Giang Hàn Phi cùng Lưu Cảnh Minh liên thủ lại cố ý phủng sát Giang Sách. Nhưng vấn đề là, Giang Sách không phải Giang Hàn Phi thân nhi tử sao? Hổ dữ không ăn thịt con, có cần phải làm sao như vậy? Ta muốn không thông. Ngô lão gia nhấp một ngụm trà. Ta cũng nghĩ không thông a. Bất quá chuyện này đối với chúng ta là có lợi, Giang Sách, Giang Hàn Phi đều không phải là hời hợt hạng người, bọn họ chó cắn chó, đối với chúng ta mà nói là phi thường cam tâm tình nguyện thấy cục diện. Chuyển qua câu chuyện, hắn dò hỏi, Lao Kéo, về, mà Hạ Thành, tin tức dò thám biết bao nhiêu. Lao Kéo có chút ủ rũ. Rất ít, toàn bộ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Chỉ có mài phát bộ số ít mấy người biết mà Hạ Thành tồn tại, đồng thời toàn bộ giữ kín như bưng. Giang Hàn Phi con cáo già kia phi thường giảo hoạt, làm cho mấy người mỗi người con giải khai một bộ phận, trừ phi đại gia thông đồng, bằng không ai cũng sẽ không biết toàn bộ mà Hạ Thành toàn bộ diện mạo. Chúng ta xếp vào ở mài phát bộ cơ sở ngầm, hao tổn tâm cơ cũng đều không có tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Ngô lão gia gật đầu, điểm này là có thể đoán được. Mà Hạ Thành là Giang Hàn Phi con cáo già kia mạch máu chỗ, làm rõ ràng mà Hạ Thành là có thể giết chết hắn. Cho nên, hắn làm sao có thể không cẩn thận cẩn thận. Ngô lão ra nhìn về phía Lao Kéo, vậy ngươi định làm như thế nào? Vẫn cái này tốn hao lấy. Lao Kéo nói rằng, ta ngược lại thật ra có một chủ ý, chính là vô cùng mạo hiểm, không thì ra làm chủ trương, muốn trưng cầu nghĩa phụ ý kiến của ngươi. Ân, nói một chút coi a.
ta nghĩ muốn làm cho mài phát bộ cơ sở ngầm vu oan hãm hại đồng dạng biết, mà hạ thành cơ mật công nhân, bức bách Giang Hàn Phi đem cái này vài tên công nhân từng cái khai trừ. Sau đó, chúng ta lại tiến hành, chiếu cảnh, đem bọn họ hấp thu được trọng môn khoa học kỹ thuật tới, nghĩ biện pháp cậy ra miệng của bọn hắn, như vậy thì có thể thuận lợi biết mà hạ thành bí mật. Ngô lão ra hé mắt, phiêu lưu quả thực rất lớn a, sơ sót một cái, tiền mất tật mang. Chẳng những phải không đến bất luận cái gì có lợi manh mối. Còn có thể đem chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ chỉ có xếp vào đi vào cơ sở ngầm phá tan lộ ra. Suy nghĩ nhiều lần. Ngô lão ra vung tay lên, không phá thì không xây được, vẫn như thế hao tổn nữa cũng không gọi sự tình, lao kéo, liền theo ngươi nói làm a, chỉ là tất cả cẩn thận. Đã biết. Lao kéo lĩnh mệnh, xoay người ly khai, ấn chiếu kế hoạch của nàng tiến hành bộ thự. Cửa đóng lại. Ngô lão ra ở một thân một mình thời điểm, len lén lấy ra một tấm hình, rip ảnh chụp. Mỗi khi nghĩ đến rip, cái này cô độc lão nhân sẽ thương tâm rơi lệ. Con của ta a, mối thù của ngươi, có thể trước giờ báo. Giang Sách bây giờ là thịnh nhạc khoa kỹ năng nhân, vậy rất tốt a, mượn Triệu gia lực lượng. Mượn chúng ta từ trước đến nay bộ thự, tin tưởng rất nhanh thì có thể làm rơi Giang Sách, báo thù cho ngươi. Còn a, ngươi cho, nữ vi phụ một chút thời gian. Màn đêm buông xuống. Giang Sách ở mài phát bộ làm ngồi cả ngày, chuyện gì cũng không làm. Toàn bộ mài phát bộ nhân giống như là đề phòng cướp giống nhau đề phòng hắn. Đừng nói làm việc, học kiến thức, coi như là muốn cùng người khác nói hơn mấy câu đều lao lực. Không có biện pháp, Thường Hướng Đông âm thầm đã hạ đạt quá mệnh lệnh, cấm đem mài phát bộ cơ mật nói cho Giang Sách. Cho nên khiến cho Giang Sách ở chỗ này vô sự có thể làm. Đương nhiên, điểm này Giang Sách cũng đã sớm trước giờ nghĩ tới. Nếu như thuận lợi vậy là có thể thu hoạch cơ mật, Na Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cũng quá không chịu nổi một kích rồi. Lúc này, Thường Hướng Đông đứng dậy thu thập đồ đạc xong, đối với Giang Sách nói rằng, đã tới giờ tan việc rồi. Giang Phó Đồng, ta về nhà trước, không phải bồi ngươi a. Xin cứ tự nhiên. Thường Hướng Đông rất được nước từ Giang Sách trước mặt đi qua. Hắn thấy, chỉ cần bọn họ tận lực cùng Giang Sách giữ một khoảng cách, Giang Sách nên cái gì cũng đừng nghĩ thu hoạch. Ngành công nhân viên chức lục tục ly khai. Cuối cùng, chỉ còn lại có Giang Sách, Miêu Đồng cùng với Tuân Dương ba người giữ lại. Miêu Đồng ở đem hạng mục đồng hồ xử lý đến một nửa thời điểm. Cao mày, thẳng người lên nói rằng, học trưởng, cái này nhãn đồng hồ làm sao cảm giác là lạ. Hình như là chỗ đó có vấn đề, nếu không, ta bắt đầu lại từ đầu kiểm tra một lần a. Tuân Dương cười cười, đi tới nói rằng, cái này nhãn đồng hồ là ta tự tay chế luyện, tìm hai gã đồng sự hỗ trợ chỉnh sửa, còn có thể có vấn đề gì. Nhưng mà cái gì, ngươi chẳng lẽ hoài nghi học trưởng năng lực sao? Miêu Đồng bẹp bẹp miệng. Ta cũng không phải hoài nghi học trưởng, chính là cảm giác hạng mục đồng hồ là lạ. Ta xem ngươi a, chính là quá mệt mỏi. Bỗng nhiên, Tuân Dương ánh mắt biến đổi, hỏi dò, Miêu Đồng, ngươi gần nhất có phải hay không lại đang vội vàng, mà hạ thành, sự tình a. Cho nên mới phải mệt như vậy. Miêu Đồng lập tức khẩn trương, học trưởng, chuyện này không phải ngươi nên hỏi tới a. Dạ, ta cũng không phải là phải qua hỏi mà hạ thành. Chỉ là quan tâm tình trạng của ngươi. Tình trạng của ta không có vấn đề. Tuân Dương nhún nhún vai, không thành vấn đề là tốt rồi, ngươi tiếp tục làm việc, ta về nhà trước. Tuân Dương thu dọn đồ đạc ly khai. Ở tại bọn hắn hai cái nói chuyện trong quá trình, Giang Sách nhìn như vô ý, kỳ thực một mực tỉ mỉ lưu ý, đang nghe, mà hạ thành, ba chữ thời điểm, lập tức liền cho nhớ kỹ trong lòng. Tuân Dương nghĩ như vậy phải biết rằng mà hạ thành tin tức, Miêu Đồng lại giữ kín như bưng. Cái này mà hạ thành rốt cuộc là cái gì? Xem ra, ở thịnh nhạc khoa kỹ năng, ở mài phát bộ, vẫn tồn tại làm người không biết cơ mật. Có phải hay không cùng phụ thân có quan hệ? Bất kể như thế nào, Giang Sách rất có cần phải hỏi ra cái này mà hạ thành bí mật. Đương nhiên, như thế xứng sở hỏi khẳng định cái gì đều không hỏi được. Giang Sách cố ý cầm một khối sô-cô-la nhét vào Miêu Đồng trên bàn. Ăn một chút gì bổ sung thể lực a. Miêu Đồng cười tiếp thu, không nhìn ra, người còn rất đau người. Giang Sách nở nụ cười, đồng thời, hắn nhắc nhở Miêu Đồng, vừa mới ngươi nói hạng mục đồng hồ có chuyện.
Đúng vậy, Miêu Đồng vừa ăn sô-cô-la vừa nói, luôn cảm giác là lạ. Như là nơi nào bị người động tay động chân. Nhưng học trưởng nói không có vấn đề vậy nếu không có vấn đề lạc tương đương, ta không cần thiết cho mình tăng lượng công việc, tin tưởng học trưởng thì tốt rồi. Tin tưởng học trưởng thì tốt rồi. Giang Sách hé mắt, nhìn như vô tình nói rằng, một số thời khắc, nên tin tưởng mình. Nên kiên trì tới cùng. Ngươi có ý tứ? Không có ý gì, chính là cảm thấy ngươi có đôi khi đối với mình phải có chút lòng tin, ngươi người học trưởng kia cũng không thấy liền khắp nơi đều chính xác phải không? Nói xong, Giang Sách cũng thu thập đồ đạc xong, xoay người ly khai. Ở Giang Sách trong lòng, hắn vẫn càng thêm quan tâm như thế nào tra xét ra, mà Hạ Thành tin tức. Tin tưởng mình sao? Miêu Đồng chu mỏ một cái, lại nhìn một chút trong tay hạng mục đồng hồ. Quả thực, nàng luôn cảm giác hạng mục đồng hồ có chuyện. Nhưng, học trưởng tự mình chế luyện, lại có hai gã đồng sự nghiêm ngặt bả khống, không nên xảy ra vấn đề, tự có cần phải cho mình tăng lượng công việc, làm điều thừa sao? Miêu Đồng phốc suy vui vẻ. Ta đang làm gì? Vì sao không tin học trưởng, mà muốn đi tuyển trạch tin tưởng Giang Sách cái kia cũng biết chiếm tiện nghi vô liêm sỉ lời nói. Ta mới không cần cho mình tăng lượng công việc. Nhanh lên xử lý xong mấy tờ cuối cùng, tan tầm về nhà truy kịch. Miêu Đồng đem Giang Sách kiến nghị hoàn toàn ném sau ót, vẫn là càng thêm nguyện ý tin tưởng của nàng hiếu học học sinh. Ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng không có ai trong góc phòng. Một mảnh đen nhánh. Tuân Dương lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra cho một cái số xa lạ đã gọi đi. Uy, Lao Kéo tiểu thư, ta đã dựa theo ngươi nói đi làm rồi. Đối phương có hoài nghi sao? Có, bất quá bị ta đè xuống, dựa theo dự tính, ngày mai sẽ có kết quả. Tốt, Na Lao Kéo tiểu thư, ta đây một lần thù lao. 1 triệu, đánh tới người danh hạ thẻ tiết kiệm chung. Đa tạ, cúp điện thoại, Tuân Dương trong lòng vui vẻ, lẩm bẩm, niên muội a niên muội, đừng trách ta lòng dạ ác độc, tự cổ câu cửa miệng nói cho cùng, nhân bất vi kỷ. Ngươi liền vì học trưởng vinh hoa phú quý, nho nhỏ hy sinh một hồi a. Ngày kế, làm Giang Sách đi tới nghiên phát bộ thời điểm, hết ý phát hiện Miêu Đồng thật nằm công ty trên ghế salon đang ngủ. Xem cái dạng này, chắc là một đêm không ngủ. Thật là một bính kính 10 phần nữ hài tử a. Giang Sách lầm bầm lầu bầu nói rằng. Đang ở Giang Sách mới vừa ngồi xuống thời điểm, bỗng nhiên, Thường Hướng Đông nổi giận đùng đùng đi đến. Hướng về phía trên ghế salon Miêu Đồng liền giận dữ hét, lúc này là lúc nào rồi rồi còn ngủ. Nhanh lên đứng lên cho ta. Miêu Đồng lập tức bị thức dậy. Nàng dụi dụi con mắt, còn buồn ngủ mà hỏi, Thường chủ quản, làm sao vậy đây là? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao vậy? Thường Hướng Đông đem một phần hạng mục đồng hồ ném ở trước mặt nàng, phần này hạng mục đồng hồ là ngươi làm a? Miêu Đồng cầm lên vừa nhìn, không sai. Chính là nàng đêm qua tăng ca đến đêm khuya chỉ có đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài. Là ta làm sao vậy? Thường Hướng Đông ha hả cười nhạt, bằng lòng thừa nhận là tốt rồi. Miêu Đồng, chính ngươi nhìn phần này hạng mục đồng hồ. Cùng ban đầu kế hoạch, hộ khách dự trù có bao nhiêu chênh lệch? Ngày hôm nay ta đem ngươi phần này hạng mục đồng hồ giao cho hộ khách sau đó, không đến 10 phút đã bị nhân gia lui về, ta tức thì bị nhân gia đổ ập xuống mắng một trận. Bị chửi một trận còn chưa tính, nhất đáng hận là, bởi vì chúng ta nghiêm trọng thất trách, đưa tới đơn đặt hàng thủ tiêu, 50 triệu hạng mục A, cứ như vậy không có. Thường Hướng Đông tức giận quát, ở trong đầu của ngươi giả bộ đều là mễ điền cộng sao. Thế nào làm việc, như thế này nếu như chủ tịch, tổng giám đốc hỏi tới, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Ân, Miêu Đồng bị phách đỉnh đầu khuôn mặt một trận của trách, nhất thời hoảng hồn. Chính mình tân tân khổ khổ tăng ca một buổi tối chế tạo gấp gáp đi ra hạng mục đồng hồ, chẳng những không có chịu đến bất kỳ biểu dương, cũng bởi vì sai lầm mà cõng nồi. Lòng này mà đơn thuần cô nương trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Chỉ cảm thấy ủy khuất. Nước mắt của nàng lặng lẽ chảy xuống, thỉnh thoảng lấy tay chà lau, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Khóc. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Thường Hướng Đông chỉ vào hạng mục đồng hồ nói rằng. Bởi vì ngươi nghiêm trọng thất trách, cho công ty mang đến tổn thất khách xù. Ngươi đừng cho rằng cứ tính như vậy. Dựa theo hợp đồng yêu cầu, ngươi cần gánh chịu 10% tổn thất kinh tế.
Nói cách khác, Miêu Đồng, người cũng trả cho công ty 5 triệu khoản nợ. 5 triệu. Miêu Đồng triệt để trợn tròn mắt. Chính mình tân tân khổ khổ tăng ca, tiền không có kiếm đến còn chưa tính, làm sao kết quả là còn muốn cấp lại công ty 5 triệu. Trên thế giới nào có đạo lý như vậy a? Thường chủ quản, ta nào có nhiều tiền như vậy a? Hơn nữa, hạng mục này cũng không phải là ta chủ yếu phụ trách a, là. Thường Hướng Đông lập tức cắt đứt nàng, không phải ngươi chủ yếu phụ trách. Ha ha, lời như vậy ngươi đều có thể nói ra được. Hạng mục đồng hồ là ngươi chế luyện, tiền tiền hậu hậu đều là ngươi đang làm, Tuân Dương mấy người bọn hắn đều là cho ngươi trợ thủ. Ngươi còn nói không phải ngươi chủ yếu phụ trách. Miêu Đồng càng luống cuống. Kỳ thực hạng mục này người phụ trách chủ yếu là Thường Hướng Đông chính mình, chỉ bất quá Thường Hướng Đông cái gì cũng không làm, tất cả việc đều giao cho đầy tớ đi làm. Miêu Đồng bởi vì tư lịch thấp nhất, cho nên làm tối đa. Hiện tại lại đảo ngược. Làm tối đa chẳng khác nào chịu trách nhiệm chính. Miêu Đồng không cam lòng đem hạng mục đồng hồ cầm lên xem, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, kết quả không nhìn còn khá, vừa nhìn phía dưới giận không kềm được. Những thứ này ra vấn đề địa phương, toàn bộ đều là học trưởng Tuân Dương tự xưng, không có vấn đề địa phương. Kỳ thực đêm qua Miêu Đồng cũng cảm giác không thích hợp, thậm chí Giang Sách cũng khuyên qua nàng, muốn nàng tin tưởng mình phán đoán. Kết quả đâu? Miêu Đồng đem Giang Sách lời nói trở thành gió thoảng bên tai, tình nguyện tin tưởng Tuân Dương cũng không tin tưởng mình phán đoán, cuối cùng mới có kết quả như vậy. Nếu như nàng hơi chút đối với mình hoặc là đối với Giang Sách có bao nhiêu một chút lòng tin, cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay bước này. Thường chủ quản, những sai lầm này cũng không phải là ta tạo thành. Miêu Đồng cho mình tiến hành sau cùng biện giải, là Tuân Dương. Là hắn. Ha ha. Cho tới bây giờ còn muốn nói xạo, Thường Hướng Đông không vui nói, sáng sớm hôm nay, Tuân Dương liền cùng ta tiến hành rồi hội báo. Nói ngươi chuyên quyền độc đoán, không nghe khuyến cáo. Rõ ràng Tuân Dương ở hạng mục biểu trung phát hiện đại lượng lệch lạc. Nhưng ngươi chính là bảo thủ, không chịu nghe người ta, cuối cùng chỉ có làm ra lớn như vậy lỗ thủng. Miêu Đồng, ngươi bây giờ còn tặc kêu bắt trộm, cắn ngược lại nhân ra Tuân Dương. Lòng của ngươi làm sao đen như vậy? Ta, Miêu Đồng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Thường Hướng Đông đem người phụ trách giao cho Miêu Đồng, Tuân Dương đem lệch lạc giao cho Miêu Đồng, hai cái này nhất hẳn là gánh chịu trách nhiệm ra hỏa. Nhưng ở trước tiên đem tất cả vấn đề đều giao cho Miêu Đồng. Đáng thương này tiểu cô nương, trở thành na hai nam nhân hình nhân thế mạng. Bình thường cầm thấp nhất tiền lương, làm công việc nặng nhọc nhất nhi, kết quả là có vấn đề còn muốn bối nổi. Đây chính là thân là tầng dưới chót nhân viên BIA. Thời khắc này Miêu Đồng, ngoại trừ khóc ở ngoài, không còn có bất kỳ biện pháp nào. Thường Hướng Đông cuối cùng nói rằng, Miêu Đồng, hiện tại đặt trước mặt ngươi có hai con đường. Đệ nhất, giao nộp 500 vạn tổn thất phí, đệ nhị, chờ đấy bị công ty khởi tố, ngồi chồm hổm cái 10 năm 20 năm. Làm như thế nào chọn, chính ngươi quyết định đi. Thường Hướng Đông nói xong. Phất ống tay áo một cái trực tiếp ly khai. Chỉ để lại Miêu Đồng ngồi liệt ở trên ghế salon, khóc thành khóc sướt mướt. Cả nhà bên trong lặng ngắt như tờ, tâm tình của mỗi người đều trở nên trầm trọng, Tuân Dương đang âm thầm cười trộm một tiếng, sau đó Thiểu Yên lặng ly khai gian nhà. Tìm không có một người nhân góc, Tuân Dương cho Lao Kéo bấm điện thoại. Uy, Lao Kéo tỷ, sự tình làm xong, bởi vì 50 triệu đại hạng mục thất bại. Thường Hướng Đông con chó kia đồ đạc đem trách nhiệm đều giao cho Miêu Đồng. Hiện tại Miêu Đồng vô lực hoàn lại 500 vạn tổn thất, khóc có thể thảm. Bên đầu điện thoại kia đầu tiên là trầm mặc vài giây. Sau đó, truyền đến Lao Kéo thanh âm, làm tốt. Ngươi thời khắc lưu ý Miêu Đồng hướng đi, hồi báo cho ta. Vừa có cơ hội, ta sẽ sắp xếp người đi mượn hơi Miêu Đồng. Thu được. Lao Kéo kế hoạch phi thường tốt, lợi dụng Thường Hướng Đông. Tuân Dương đem Miêu Đồng bước cho trên tuyệt lộ, sau đó chính mình lại phái người trợ giúp Miêu Đồng bổ khuyết thiếu hụt, kể từ đó là có thể tranh thủ Miêu Đồng hào cảm. Dưới lúc, Miêu Đồng còn không đối với trọng môn khoa học kỹ thuật mang ơn. Thành dưới đất bí mật, nhất định sẽ không giữ lại chút nào toàn bộ đều nói ra. Một chiêu này, kế phản gián, Lao Kéo đùa phi thường lưu, hiện tại sẽ chờ Miêu Đồng một thân một mình thời điểm, khiến người ta đi mượn hơi là được rồi.
Mặc kệ Miêu Đồng có nguyện ý hay không, đều sẽ tuyển trạch tiếp nhận. Dù sao nàng không có năng lực hoàn lại 500 vạn thiếu hụt, lại càng không nguyện ý đi ngồi tù, tuyển trạch tiếp thu trọng môn khoa học kỹ thuật là nàng duy nhất có thể, lên bờ, phương thức. Lao kéo đã sớm đem Miêu Đồng đường lui đều lấp kín. Nàng, không có lựa chọn nào khác. Rốt cục, ở qua 2 giờ sau đó, Lao kéo bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, Miêu Đồng đi công ty đối diện quán cà phê. Lao kéo nở nụ cười, lập tức làm cho an bài người đi mượn hơi Miêu Đồng. Thành dưới đất bí mật, thì sẽ đến tay. Ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đối diện quán cà phê, Miêu Đồng một thân một mình cô đơn ngồi ở trong góc, gọi một ly cà phê, thưởng thức cuộc sống đau khổ. Nàng không dám đem chuyện này nói cho người nhà, bởi vì nàng không biết nên làm sao mở miệng. Nàng cũng thống hận Thường Hướng Đông, Tuân Dương mấy tên khốn kiếp này, xem nàng như thành hình nhân thế mạng, ép vào tuyệt lộ. Nàng nhất không thể tha thứ chính là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Lúc này Miêu Đồng, hận không thể Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lúc đó đóng cửa mới tốt, chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng như vậy thống hận. Như vậy một nhà rác rưởi công ty, làm sao có thể chữ hàng hậu thế? Nàng một bên thưởng thức cây cà phê, một bên len lén lau nước mắt. Lúc này, trong bóng tối một đôi mắt đã sớm nhìn chăm chú vào Miêu Đồng, vẫn dục dịch, đó là Lao kéo thủ hạ. Đã nhận được mệnh lệnh, muốn đi mượn hơi Miêu Đồng. Nhìn chung quanh một chút vây không có người nào, hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Vừa mới chuẩn bị đi ra phía trước, kết quả là nghe được có người hô một tiếng, Miêu Đồng, làm sao một người ngồi ở đây a? Hắn lại càng hoảng sợ, lập tức phản hồi tại chỗ. Trong góc Miêu Đồng ngẩng đầu lên, mới phát hiện thì ra đi tới là Giang Sách, cái kia bị mọi người cho rằng là chỉ biết hái thành quả thắng lợi kẻ bất lực. Hắn tới làm gì? Miêu Đồng hiện tại tâm tình rất kém cỏi, chứng kiến Giang Sách thì càng không cao hứng, cúi đầu không nói. Giang Sách lại tự lai thục ngồi ở đối diện với nàng, cũng gọi một ly cà phê, một bên uống vừa nói, ai yêu, cà phê này thật đúng là đắng a. Miêu Đồng nhịn không được mắng, ngươi có thể không thể lăn xa một điểm. Ta biết ta hiện tại rất không xong, nhưng ngươi cũng không cần phải đến xem chê cười a. Giang Sách cười ha ha. Hắn cố ý nói rằng, ôi chao, không phải là 5 triệu sao? Có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Không phải là 5 triệu. Ngươi cho rằng đó là 500 khối, nói lấy ra liền lấy ra tới sao? Miêu Đồng tay cầm ly cà phê, nhịn không được đều muốn tạt hướng Giang Sách rồi. Không nhìn được nhất đúng là loại này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Còn không chờ nàng động thủ, Giang Sách móc trong ngực ra một cái tờ chi phiếu, sau đó kéo xuống một tấm, rỗi rãnh nhưng tự đắc viết vào một con số, 500 vạn. Cử động này đều đem Miêu Đồng cho xem choáng váng. Giang Sách trực tiếp đem chi phiếu vứt cho rồi Miêu Đồng, cười ha hả nói, cầm đi hoa, đừng khách khí. Miêu Đồng hai tay dâng 5 triệu chi phiếu, cảm giác giống như là sống ở trong mộng giống nhau, căn bản không dám tin tưởng đây chính là sự thực. Trước một giây nàng còn vì 5 triệu sự tình buồn đều muốn tự sát, một giây kế tiếp vấn đề liền giải quyết rồi. Cuộc sống thay đổi rất nhanh không khỏi cũng trải qua quá nhanh đi. Không phải, người từ đâu tới tiền? Miêu Đồng hỏi. Giang Sách dùng thái độ bất cần đời nói ra để cho người muốn đánh hắn, bởi vì ta ba là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch A, ta mỗi tháng đều hữu dụng không xong tiền tiêu vặt, 5 triệu đối với ta mà nói không gọi sự tình, ai bảo ta là phú nhị đại đâu. Miêu Đồng nghe xong dở khóc dở cười. Đây chính là vì người nào người căm hận phú nhị đại, lại người người đều muốn làm con nhà giàu nguyên nhân A. Không cần làm việc, bầu trời sẽ rớt xuống tuyệt bút một khoản tiền lớn. Đập ngươi chóng mặt. Quả thực, thân là Giang Hàn không phải là thân nhi tử, Giang Sách còn có thể thiếu tiền. Bất quá trên thực tế, Giang Hàn không phải một phân tiền cũng không có đã cho Giang Sách, cái này 5 triệu, là thật thật tại Giang Sách tiền của mình. Sở hữu ngâm mộng khoa học kỹ thuật, ước mạch vui chơi giải trí hai tòa đại kim kho, Giang Sách cũng không thiếu tiền. Chỉ là... Hắn nói tiền này là Giang Hàn không phải cho hắn, biết càng lộ ra hợp tình hợp lý, cũng sẽ không bại lộ hắn quá nhiều bí mật. Miêu Đồng lại hỏi, vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Giang Sách nhún vai, ta giúp ngươi đương nhiên là có mục đích a, không có khả năng bạch bang ngươi. Miêu Đồng hai mắt sáng ngời, cắn môi một cái,
phảng phất là làm rất lớn quyết định thông thường, hơi đỏ mặt nói rằng tốt. Ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Phốc tương đương tương đương. Giang Sách mới vừa uống vào một ngụm cây cà phê, ngay lập tức sẽ cho phun tới. Cái quái gì tự lấy thân tương hứa. Cô bé này thật đúng là đơn thuần có thể a. Giang Sách một bên lau miệng một bên lúng túng nói, không phải, ta cũng không phải là ý tứ này, trợ giúp ngươi không phải là muốn đi cùng với ngươi, ta đối với ngươi bây giờ không có nửa phần hứng thú, mời không nên hiểu lầm. Nữ hài tử ghét nhất nghe được là cái gì? Không phải trông mà thèm thân thể của ngươi, mà là đối với ngươi không có hứng thú. Vậy ý nghĩa ngươi khuyết thiếu nữ nhân nên có mị lực. Miêu Đồng tức giận nói, ngươi có ý tứ, chê ta không xứng với ngươi sao? Ngươi tốt nhất nhìn, ta Miêu Đồng dáng dấp kém sao? Còn có ta vóc người này, nói như thế nào ta cũng là đê cháo bôi. Không biết bao nhiêu nam nhân nhìn ta đều phải chảy nước miếng, ngươi còn có tiện nghi khoe mã, ha ha. Người muốn ta còn không phải với ngươi rồi. Giang Sách hữu ý vô ý hướng phía Miêu Đồng ngực nhìn lại. Bởi vì Miêu Đồng bình thường mặc quần áo đều tương đối rộng rãi, cho nên căn bản không nhìn ra cao thấp. Thật sự có đê. Lời nói nhảm, đương nhiên là có. Miêu Đồng cố ý giơ lên ngực, bằng không ngươi sờ một cái xem. Không lừa già dối trẻ. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng nàng liền ý thức được không đúng. Loại chuyện như vậy nào có kiểm hàng. Miêu Đồng lập tức quay đầu, gương mặt đỏ bừng một mảnh, hiện trường xấu hổ tới cực điểm. Sau một lát, Giang Sách tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói rằng, tối hôm nay 10 giờ, chớ đóng môn, ta sẽ đi nhà ngươi một chuyến. Miêu Đồng sửng sốt một chút, không nói chuyện cảm tình trực tiếp tới sao. Trực tiếp tới cái gì tới? Giang Sách quả thực hết chỗ nói rồi, nói rằng, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cái này 5 triệu. Coi như là câu hỏi phí. Nhớ kỹ, đêm nay 10 giờ, ta sẽ đến đúng giờ nhà ngươi. A hát. Giang Sách đứng dậy rời đi. Miêu Đồng nhìn trong tay 5 triệu chi phiếu, lăng lăng đờ ra. Nàng lẩm bẩm, thoạt nhìn, không phải mỗi cái phú nhị đại đều như vậy bất kham nha. Giang Sách dường như, còn rất khá. Sau đó nàng liền lắc đầu. Không phải. Hắn chính là một lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, bằng không 10 giờ tối đi nhà của ta để làm chi. Ai, ai bảo ta không có tiền, vì 5 triệu, nho nhỏ hy sinh một chút đi, không có biện pháp. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Miêu Đồng trong lòng có thể một điểm không phải nghĩ như vậy. Nàng thậm chí đối với buổi tối gặp mặt tràn đầy chờ mong. Hận không thể hiện tại liền chạy vội về nhà, tắm trước, đổi lại một thân quần áo đẹp đẽ. Đợi Giang Sách đến, tuy là Giang Sách nhìn qua có điểm cặn bã, nhưng dù sao giúp của nàng vội vàng, dáng dấp cũng thấu hoạt. Có thể gả cho như vậy một cái phú nhị đại, ân, kỳ thực cũng không coi là hư. Miêu Đồng ngây ngốc huyễn tưởng đứng lên. Qua hơn 10 phút, Miêu Đồng uống xong cây cà phê về tới bộ nghiên cứu, vừa vào cửa liền thấy Lưu Cảnh Minh tổng giám đốc ngồi ở thường hướng đông chỗ ngồi. Lưu Cảnh Minh đang ở kiểm tra phần kia hạng mục đồng hồ. Thường hướng đông ở một bên hội báo. Hiển nhiên, đây là đang đem trách nhiệm đều giao cho Miêu Đồng. Chứng kiến Miêu Đồng trở về, Lưu Cảnh Minh lạnh như băng nói rằng, Miêu Đồng, người qua đây. Nàng đi thẳng tới. Lưu Cảnh Minh đem hạng mục đồng hồ để xuống, giọng nói lạnh như băng nói rằng, hạng mục vàng rơi sự tình, thường chủ quản đều nói với ta, trách nhiệm ở ngươi. 50 triệu hạng mục bởi vì ngươi nghiêm trọng thất trách nhi chung kết. Ngươi nên vì này gánh chịu 10% tổn thất, cũng chính là phải đóng trả công ty 5 triệu. Tuy là ngươi vì công ty làm ra không nhỏ cống hiến, nhưng chế độ chính là chế độ, pháp bất dung tình. Miêu Đồng, ngươi nguyện ý gánh chịu tổn thất sao? Miêu Đồng gật đầu, nguyện ý. Ân. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vốn cho là Miêu Đồng biết khóc nháo không thừa nhận, hoặc là đem trách nhiệm đẩy trở về cho thường hướng đông, Tuân Dương. Nhưng người nào biết Miêu Đồng cư nhiên như thử sảng khoái thừa nhận. Thực sự là quá kỳ quái. Lưu Cảnh Minh bọn họ vì ứng phó Miêu Đồng đặc biệt chuẩn bị thật nhiều bộ lý do thoái thác. Hiện tại cư nhiên cũng không dùng tới rồi. Lưu Cảnh Minh nói rằng, Miêu Đồng, người nghe rõ ràng không? Người cần phải bồi thường công ty 5 triệu tổn thất, người nguyện ý. Ân. Miêu Đồng không chút do dự đem chi phiếu để lên bàn. Đây là 5 triệu chi phiếu. Dùng để bồi thường công ty tổn thất. Tiền, có.
Lưu Cảnh Minh bất khả tư nghị cầm lấy tấm chi phiếu kia. Cách đó không xa Tuân Dương âm thầm cười trộm, đây hết thảy đều với hắn thiết tưởng hoàn toàn nhất trí. Hắn thiết kế đem Miêu Đồng ép vào tuyệt lộ, sau đó lao kéo sắp xếp người đi đem Miêu Đồng cho mượn hơi đi qua, tuy là phải hao phí 5 triệu, nhưng chỉ cần có thể moi ra, thành dưới đất, bí mật, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Tuân Dương mừng thầm trong lòng, chứng kiến Miêu Đồng lấy ra 5 triệu chi phiếu, vậy đã nói rõ Miêu Đồng đã thành công bị lao kéo thu mua. Về sau hắn lại nhiều thêm một vị, đồng chí. Đang mỹ lấy, ai biết Lưu Cảnh Minh đột nhiên nhìn về phía Giang Sách, giọng nói kinh ngạc dò hỏi, Giang Phó Đồng, chi phiếu này là ngươi mở cho Miêu Đồng. Tuân Dương trực tiếp nằm lên trên bàn. Tình huống gì? Vì sao chi phiếu sẽ là Giang Sách lái ra? Chẳng lẽ Giang Sách là lao kéo an bài nằm vùng? Không có khả năng a, đây không khỏi có điểm quá khoa trương. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng có chút đạo lý. Vì sao lần trước Giang Sách có thể cùng Kha Văn Thông ký hợp đồng? Nếu như Giang Sách là lao kéo người, đó chính là người của Triệu gia, có thể cùng Triệu gia đầu tư nâng đỡ Kha Văn Thông ký hợp đồng, liền thuận lý thành chương. Tuân Dương trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, lao kéo a lao kéo, ngươi thật đúng là không đơn giản, trừ ta ra, lại còn nằm vùng một cái như vậy khó lường lớn nằm vùng. Bởi vì lần trước cùng Kha Văn Thông ký hợp đồng, cộng thêm lúc này đây cho Miêu Đồng khai ra chi phiếu, cho nên ở Tuân Dương trong lòng, đã phi thường khẳng định đem Giang Sách trở thành người một nhà. Tuân Dương len lén nhìn Giang Sách, đã tại tính toán có phải hay không nên tìm một cơ hội với hắn yên lành nhờ một chút. Dù sao đại gia cùng tồn tại một cái dưới mái hiên làm nằm vùng, giúp đỡ cho nhau là phải. Buông Tuân Dương không nói chuyện. Bên kia Lưu Cảnh Minh cùng Thường Hướng Đông Đô là vẻ mặt mộng bức, bọn họ một ngàn mốt vạn không nghĩ tới, Giang Sách cư nhiên sẽ ra tay trợ giúp Miêu Đồng. Lưu Cảnh Minh hỏi, Giang Phó Đồng, người thiền này. Giang Sách nở nụ cười, làm sao? Người cho là ta ngay cả chút tiền ấy đều không lấy ra được sao? Đó cũng không phải, Lưu Cảnh Minh trong lòng rõ ràng, Giang Sách làm qua người tổng phụ trách, làm qua tu la chiến thần, mặc dù hiện tại không có quyền lực. Thế nhưng có tài phú vẫn là khó có thể tính toán. 5 triệu, vậy không gọi sự tình. Vấn đề là, hắn vì sao trợ giúp Miêu Đồng a? Vì bỏ đi Lưu Cảnh Minh sự hoài nghi của bọn họ, vì mình tra xét, thành dưới đất, mục đích không đến mức cho hấp thụ ánh sáng. Giang Sách cười đễu nhìn về phía Miêu Đồng, liếm môi một cái, ánh mắt tham lam nói rằng, giống như Miêu cô nương đáng yêu như vậy nữ hài tử, giúp đỡ nàng làm sao vậy? Đương nhiên cũng không phải bạch bang, chúng ta hẹn xong, đêm nay 10 giờ, ta còn muốn đi nhà nàng một chuyến a hát. Cái này, Lưu Cảnh Minh xem như là minh bạch nguyện ý. Cảm tình Giang Sách chính là một lão sắc quỷ, bởi vì mơ ước Miêu Đồng thân thể. Cho nên mới ra 5 triệu trợ giúp Miêu Đồng vượt qua nguy cơ, thuận tiện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bắt một huyết. Loại này có tiền công tử ca, yêu nhất làm loại này bẩn thỉu chuyện. Thường Hướng Đông cười ha ha, Giang Phó Đồng thực sự là hảo thủ đoạn a. Tận dụng mọi thứ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đùa được kêu là một cái lưu. Giang Sách chắp tay, không cần khách khí, không cần khách khí. Nghe mấy người bọn hắn đối thoại, Miêu Đồng trong lòng âm thầm sức sống, đối với Giang Sách dâng lên một điểm hảo cảm cũng ở đây nhất khắc không còn sót lại chút gì. Nàng yên lặng nghĩ đến, quả nhiên, Giang Sách chính là một lão sắc quỷ. Đồ lưu manh. Vì đạt được thân thể của ta mới giúp ta. Ha ha, vừa mới ở quán cà phê còn giả bộ người năm người sáu, hiện tại tất cả đều bại lộ a. Số nam nhân. Lưu Cảnh Minh trong lòng cười, thì ra hay là tu la chiến thần, cũng chỉ bất quá liền loại tiêu chuẩn này mà thôi. Nam nhân, nào có không ăn trộm tinh. Ta đây ở nơi này chúc mừng Giang Phó Đồng rồi. Hắn chắp tay, sau đó đem chi phiếu thu vào. Rồi hướng Miêu Đồng nói rằng, ngươi lần này xem như là may mắn, có Giang Phó Đồng thay ngươi khiêng, tiếp theo khả năng liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, Lưu Cảnh Minh ly khai bộ nghiên cứu. Đã có Giang Sách tự nguyện móc ra 5 triệu, vậy không có gì đáng nói, như thế này chủ tịch hỏi tới, chuyện này cũng có thể có một khai báo. Thường Hướng Đông bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Có cái này 5 triệu. Hắn coi như là có cuối cùng, không cần lo lắng sẽ phải chịu cái gì xử phạt. Có thể nói, Giang Sách cái này 5 triệu,
không riêng cứu Liễu Miêu Đồng, cũng đem toàn bộ bộ nghiên cứu đều cấp cứu. Vào buổi trưa, Giang Sách một người ở công ty phụ cận trong quán cơm đầu điểm rồi mấy món thức ăn, vừa ăn một bên uống, đang suy tư lấy 10 giờ tối đi Miêu Đồng ra sự tình. Lúc này, một người nam nhân không mời mà tới, trực tiếp ngồi ở Liễu Giang Sách đối diện. Ân. Giang Sách ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện không phải ngoại nhân, người này chính là mắc phải sai lầm lớn cũng đem trách nhiệm toàn bộ đều giao cho Miêu Đồng học trưởng Tuân Dương. Chính mình với hắn dường như không có chút nào thuộc a. Chả thế nào ngồi ở đối diện đâu. Giang Sách cũng không nói chuyện, biết đối phương nếu ngồi xuống, đó nhất định là có chuyện gì muốn cùng tự. Quả nhiên, không đợi Giang Sách mở miệng, Tuân Dương liền chủ động nói rằng, Giang Phó Đồng, người đêm nay 10 giờ đi Miêu Đồng ra, sợ là có dụng ý khác hả? Giang Sách gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, người có ý tứ, ta nghe không hiểu a. Tuân Dương nở nụ cười, Giang Phó Đồng, thân phận ngài thân phận. Tự lấy thân phận địa vị của ngài cùng tiền tài, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không được a. Hoa 5 triệu, có thể tìm tới so với Miêu Đồng xinh đẹp gấp trăm lần, vóc người đẹp gấp trăm lần nữ nhân. Giang Sách cười ha ha, ta là tốt rồi một hớp này, không được sao. Tuân Dương sầm mặt lại, nói rằng, được rồi, nơi đây cũng không có ngoại nhân. Giang Phó Đồng ngươi liền thừa nhận a, ngươi buổi tối đi Miêu Đồng ra, là vì thành dưới đất sự tình a. Oanh! Giang Sách chỉ cảm thấy trong đầu một đạo sấm sét nổ vang. Hắn muốn hỏi thành dưới đất chuyện này, coi như là Miêu Đồng, Lưu Cảnh Minh bọn họ cũng không biết, vì sao Tuân Dương sẽ biết. Chính mình không có ở bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm chủ động đề cập tới ba chữ này a. Nơi nào xảy ra sơ suất? Giang Sách cố ý giả bộ hồ đồ, người nói cái gì ta nghe không hiểu. Tuân Dương nở nụ cười. Hắn thận trọng nhìn quanh một tuần, sau đó tiến đến Liễu Giang Sách trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, không cần phải giả bộ đâu, chuyện của ngươi ta toàn bộ đều đã biết, ngươi là trọng môn khoa kỹ năng nằm vùng A. A. Giang Sách càng mộng ép. Này cũng chỗ cùng chỗ. Tuân Dương tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ai sẽ cho Miêu Đồng khai ra chi phiếu, không nghĩ tới là ngươi. Giang Sách nghi ngờ hỏi, làm sao, ngươi ngay từ đầu cũng biết có người sẽ cho Miêu Đồng khai ra chi phiếu. Đương nhiên, Tuân Dương phi thường tự hào nói, ta cố ý đem hạng mục đồng hồ làm cho đập, làm cho Miêu Đồng gánh chịu trách nhiệm, chính là vì làm cho trọng môn khoa kỹ năng nhân có thể nhân cơ hội mà vào, bắt Miêu Đồng. Giang Sách là một người thông minh, không cần phải nói quá rõ, chỉ là mấy câu nói đó cũng biết mục đích của đối phương rồi. Hắn hỏi dò, cho nên là các ngươi ngay từ đầu nằm tính toán cẩn thận rồi, làm cho Miêu Đồng bối nổi, đối với Thịnh Vui khoa học kỹ thuật lòng mang oán hận. Sau đó trọng môn khoa kỹ năng cho nàng tiền, mượn hơi nàng. Đúng là như vậy, Miêu Đồng nhất định sẽ đối với trọng môn khoa kỹ năng mang lòng cảm kích, kể từ đó, từ trong miệng nàng moi ra thành dưới đất tin tức sẽ không khó khăn. Tuân Dương hỏi, làm sao, người đối với kế hoạch không có chút nào biết đến sao? Giang Sách cố ý nói rằng, a hát, ta chính là cái phụ trách tính tiền, rất nhiều tỉ mỉ căn bản không nói với ta. Tuân Dương vui vẻ, trọng môn khoa kỹ năng cô nương kia chính là như vậy, đều đem chúng ta trở thành quân cờ, nghĩ thế nào điều động liền làm sao điều động, chưa bao giờ cố kỵ cảm thụ của chúng ta. Nếu như không phải ta cũng đủ thông minh, cũng bị nàng mông tại cổ lý, cũng không biết thì ra Giang Phó Đồng ngươi chính là đồng bạn của ta. Giang Sách nghe xong trong lòng cười trộm. Trên cái thế giới này sợ nhất sự tình, chính là từ làm thông minh. Kỳ thực Giang Sách chẳng qua là đúng dịp đoạt ở trọng môn khoa kỹ năng nhân trước, trả cho Liễu Miêu Đồng 5 triệu, kết quả Tuân Dương lại vì vậy đem Giang Sách trở thành đồng bạn. Thực sự là đã vừa bực mình vừa buồn cười. Giang Sách trong lòng cảm khái, nếu như không phải trọng môn khoa kỹ năng thần trợ công. Chính mình không biết từ lúc nào mới có cơ hội thu hoạch Miêu Đồng hảo cảm, hỏi ra thành dưới đất bí mật. Nhìn như vậy đứng lên. Trọng môn khoa kỹ năng tiền tiền hậu hậu bận rộn một đống lớn, cuối cùng lại cho Giang Sách hái rồi thắng lợi quả thực. Bọn họ sợ là muốn chọc giận chết a. Giang Sách mỉm cười cho Tuân Dương rót đầy một chén rượu. Nếu hiện tại rõ ràng các loại thân phận, chúng ta đây nên nhiều câu thông, miễn cho luôn là bị người khác mông tại cổ lý. Nói rất đúng, Tuân Dương nói rằng, ta với người ý tưởng giống nhau,
về sau nếu như trọng môn khoa kỹ năng có nữa cái gì mệnh lệnh, chúng ta liền bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau, như thế nào? Giang Sách miệng đầy bằng lòng, tán thành. Hai người giơ ly rượu lên đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Tuân Dương trong lòng vui vẻ, về sau nhiều Liễu Giang Sách cái này một cái đắc lực giúp đỡ, ở Thịnh Vui khoa học kỹ thuật hành động sẽ phương tiện nhiều. Mà Giang Sách trong lòng thầm vui. Bây giờ không có nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đã ăn cắp trọng môn khoa kỹ năng quả thực, lại moi ra đối phương nằm vùng, cái này khiến thật đúng là có ý tứ. Cái này vừa ra trò hay, có nhìn. Cũng trong lúc đó, ở trọng môn khoa kỹ năng chủ tịch bên trong phòng làm việc, Ngô lão gia đang ở quơ gôn bổng, đánh bên trong phòng gôn ngươi cầu. Môn đẩy ra, lao kéo khí cấp bại phôi đi đến, mỗi một bước đều đặc biệt dùng sức. Ngô lão gia liếc nhìn lao kéo, không cần hỏi, trong lòng cũng đã có đại khái. Lao kéo cùng Rip ở một phương diện khác là phi thường giống. Bọn họ đều rất thông minh, người thông minh liền khó tránh khỏi sẽ có chút tự phụ. Chỉ là lao kéo tương đối mà nói tương đối lãnh tính, bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài, không giống Rip xúc động như vậy mà thôi. Bất quá, lãnh tính thuộc về lãnh tính, không có nghĩa là lao kéo không có tính khí, không có tự phụ. Vừa vặn tương phản, hầu hết thời gian, lao kéo đều căn bản không đem người khác để vào mắt. Nàng chỉ có ở một loại dưới tình huống biết cực độ sức sống, vậy chính là mình ở mưu kế trên hoàn bại cho người khác. Xem ngày hôm nay cái dạng này, nhất định là miêu đồng sự kiện trên xảy ra trạng huống. Ngô lão gia mở miệng hỏi, làm sao thở phì phò a? Có phải hay không, Triệu An, miêu đồng thất bại a? Ân. Ngô lão gia nở nụ cười, cái kế hoạch này vốn là nhất định có phiêu lưu tính, biết thất bại cũng bình thường. Nói cho ta một chút, là Lưu Cảnh Minh phát hiện đầu mối, vẫn là miêu đồng dựa vào lý lẽ biện luận đem Tuân Dương cho bắt tới rồi. Đều không phải là. A hát, vậy có chút ý tứ a. Ngô lão gia dừng lại trong tay gôn cái. Dò hỏi, ta đây ngược lại muốn nghe một chút, là khâu nào xảy ra vấn đề a. Lao kéo khẽ cắn môi, tuyệt không tình nguyện nói rằng, tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của ta tiến hành, Tuân Dương thành công đem trách nhiệm đều giao cho Liễu Miêu Đồng. Mà Miêu Đồng cũng bởi vì không gánh nổi cách xù tiền bồi thường lâm vào gian khổ không giúp cảnh ngộ. Ngô lão gia gật đầu. Vậy không liền kết liễu, tìm người đi cho Miêu Đồng bỏ vào ít tiền, giúp nàng chặn kịp lỗ thủng, nàng không phải thành người của chúng ta. Vấn đề nằm ở chỗ nơi đây, lao kéo tức giận đều phải nhảy cờn lên, cái kia chết tiệt hỗn đản cư nhiên đoạt ở chúng ta trước cho Liễu Miêu Đồng tiền, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện tại, Miêu Đồng đã trở thành người của hắn rồi. Ngô lão ra ngây ngẩn cả người. Thứ này cũng ngang với bọn họ mang hoạt nửa ngày. Cuối cùng muốn hái trái cây thời điểm. Bị người khác đoạt trước. Thảo nào lao kéo sẽ như thế sức sống. Nếu đổi lại là Ngô lão gia chính mình gặp phải loại sự tình này, cũng phải tức giận giơ chân. Hắn hiếu kỳ hỏi, là tên khốn kiếp nào làm ra thứ chuyện thất đức này? Lưu Cảnh Minh, Thường Hướng Đông. Kỳ thực Ngô lão gia mình cũng biết không có thể là hai người kia. Lưu Cảnh Minh không có trợ giúp Miêu Đồng lý do, Thường Hướng Đông không có nhiều tiền như vậy. Hai người kia đều có thể bài trừ, nhưng trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra còn có người nào sẽ ra tay trợ giúp Miêu Đồng. Thẳng đến lao kéo nói ra danh tự của người đó. Là Giang Sách. Bá. Ngô lão ra sắc mặt lập tức liền trắng. Lúc đầu, hắn còn muốn khuyên lao lạp đại độ một điểm, thất bại thì thất bại rồi, không nên so đo nhiều lắm. Thế nhưng nghe được, Giang Sách, hai chữ sau đó, Ngô lão ra triệt để không bình tĩnh. Đáng chết này nam nhân phá hủy Ngô lão gia bao nhiêu sự tình. Hiện tại càng là làm tầm trọng thêm, đánh cắp thắng lợi quả thực. Ghê tởm đáng trách có thể giết. Rip thù vẫn chưa xong, hiện tại lại tăng thêm mới mâu thuẫn. Ngô lão gia tức giận trực tiếp đem gôn cái cho bẻ gãy, hung hãn nói, Giang Sách tên khốn kiếp này, lão tử không để yên cho hắn. Thở phào, hỏi hắn, biết Giang Sách trợ giúp Miêu Đồng lý do sao? Lao kéo nói rằng, căn cứ thám tử hội báo, nói là Giang Sách coi trọng Liễu Miêu Đồng, muốn nhân cơ hội này giữ lấy Miêu Đồng, trên thực tế Miêu Đồng cũng quả thực bởi vì 5 triệu mà khuất phục. Chỉ là, Lao kéo nói rằng, Giang Sách từ trước đến nay lấy nam nhân tốt hình tượng tự cho mình là, ta không quá tin tưởng hắn sẽ làm ra loại này bẩn thỉu sự tình. Ngô lão gia vui vẻ,
người đây không hiểu nam nhân. Trước đây hắn ở Giang Nam khu, lão bà mỗi ngày bên người, đương nhiên biết giả trang ra một bộ giếng nước yên tĩnh bộ dạng. Hiện tại đi tới kinh thành, lão bà căn bản không quản được hắn, vậy hắn bản tính còn không bạo lộ ra. Hoa nhà vậy có hoa dại hương, nam nhân mà, biết cõng lão bà trộm cái tinh cũng thuộc về bình thường. Ta chỉ là sinh khí, yên lành một viên thành quả thắng lợi, tiện nghi Liễu Giang Sách tên khốn kiếp kia. Liên tục thở dài mấy lần khí, Ngô lão gia lại hỏi, được rồi, Tuân Dương thân phận bại lộ sao? Tạm thời không có. Ân, xem như là trong bất hạnh vạn hạnh, Ngô lão gia nói rằng, đoạn thời gian gần nhất cũng không cần cùng Tuân Dương liên lạc, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, Giang Hàn không phải con cáo già kia nhất định sẽ có chút hoài nghi. Ngàn vạn lần không nên làm cho Tuân Dương bạo lộ ra, hắn đối với chúng ta còn rất hữu dụng. Lao kéo gật đầu, điểm ấy ta minh bạch, gia nghĩa phụ ngươi theo ta ở ngoài, tuyệt đối không có người thứ ba biết Tuân Dương thân phận nằm vùng, đủ để yên tâm. Buổi tối, trên bầu trời đầy đầy sao. Một chiếc đen nhánh xe con dừng ở một cái nhà dân cửa, cửa xe mở ra, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi ra. Miêu Đồng thì ở lại đây sao? Nhưng thật ra cố gắng u tĩnh. Giang Sách đóng cửa xe, cất bước hướng phía Miêu Đồng gia tộc cửa đi tới. Tựa như Giang Sách ngay từ đầu yêu cầu tốt như vậy, cửa cũng không có khóa trên, chỉ là khép hờ, Giang Sách tự tay đẩy liền cho đẩy ra. Hắn bước vào. Bên trong phòng đèn lớn giam giữ, là đốt ngọn đèn nhỏ. Có vẻ như vậy có một phen đặc biệt tư tưởng. Giang Sách tằng hắng một cái, dò hỏi, Miêu Đồng, ở đây không? Lúc này, chỉ thấy trong phòng cửa phòng mở ra, một đạo mỹ lệ đích thân ảnh đi ra, chính là Miêu Đồng. Thời khắc này Miêu Đồng, cùng ban ngày ở bộ nghiên cứu thấy tưởng như hai người. Nàng bây giờ, ăn mặc khêu gợi màu hồng váy liền áo. Đem nguyên bản là vóc người mê người hoàn mỹ hiện ra ở Giang Sách trước mặt, giống như là một bàn phong phú bữa cơm, cùng đợi Giang Sách tới thưởng thức. Đáng sợ nhất là, Miêu Đồng còn uống một điểm rượu. Điều này làm cho gò má của nàng nhìn qua có một chút ửng đỏ. Trong ánh mắt có chứa một chút xíu men say, nhìn qua càng thêm làm người ta thương tiếc. Thông thường nam nhân, ở vưu vật như thế trước mặt, căn bản không khả năng cầm giữ ở. Thế nhưng, Giang Sách tương đương lúng túng tằng hắng một cái, nói rằng, cái kia, Miêu Đồng, người ăn mặc như vậy là làm cái gì? Miêu Đồng ngồi ở trên ghế salon, hơi cúi đầu. Có chút xấu hổ nói rằng, đàn ông các ngươi không phải đều thích cái dạng này sao? Ngươi cho ta 5 triệu, đã cứu ta mệnh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, biết hết tất cả khả năng để cho ngươi niềm vui. Niềm vui cộng lông tuyến A. Giang Sách trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Không phải, ta cũng không muốn nếu như vậy. Miêu Đồng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Sách, a hát, ta hiểu được. Người không thích loại này chủ động yêu thương nhung nhớ đúng vậy. Có thể, người tới mạnh A, ta sẽ phối hợp ngươi diễn xuất. Cam đoan để cho ngươi thể nghiệm đến chân thật bá vương ngạnh thương cung cảm giác. Giang Sách một ngụm lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Chính mình tại Miêu Đồng trong lòng đều được cái gì? Hình tượng như vậy không chịu nổi một kích sao? Hắn thở dài, cầm lấy trên bàn ly nước rót chén nước, đưa cho Miêu Đồng, uống nước yên tĩnh một chút. Ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không phải là muốn với ngươi làm loại chuyện đó, mà là có những chuyện khác cũng muốn hỏi ngươi. À, Miêu Đồng trợn tròn mắt, ngươi có ý tứ, ban ngày ngươi không trả. Ban ngày nói như vậy, chỉ là vì làm cho Lưu Cảnh rõ ràng, thường hướng đông bọn họ không khả nghi tâm. Vẫn là câu nói kia, ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú gì. Miêu Đồng có chút vui vẻ, lại có chút thất vọng thương tâm. Vui vẻ. Đương nhiên là bởi vì mình không cần vì vậy mà mất đi trinh tiết, làm nữ nhân đương nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng nàng cũng rất thất vọng thương tâm. Chính mình cứ như vậy không có nữ nhân vị sao, đều như vậy chủ động, đối phương còn đối với mình một chút hứng thú cũng không có, thực sự là thất bại a. Nàng khí hanh hanh tiếp nhận ly nước uống một ngụm, hỏi, nói đi, người đến cùng muốn dựa dẫm vào ta thu được chỗ tốt gì? Giang Sách gật đầu. Rốt cục tiến nhập chánh đề. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi có quan hệ, thành dưới đất, sự tình, tiếp nhận liền nghe được cửa truyền tới một giọng của nữ nhân. Làm cái gì a? Lớn buổi tối cũng không đóng cửa, còn mở ngọn đèn nhỏ.
Miêu Đồng, người ở nhà làm cái gì máy bay à? Vừa nói, nữ nhân kia đem đèn lớn mở ra, vừa lúc cùng trong phòng khách đầu Giang Sách tới một bốn mắt nhìn nhau. Ở đáng kể sau khi trầm mặc, nữ nhân kia lớn tiếng hét dầm lên. A tương đương, tiểu thâu, bắt tiểu thâu a. Miêu Đồng đứng lên, câm miệng, Giang Sách không phải tiểu thâu, là ta xin hắn tới. Chứng kiến Miêu Đồng, nữ nhân kia thở phào nhẹ nhõm. Nàng xem Miêu Đồng bộ dạng, lại nhìn một chút Giang Sách, tựa hồ hiểu chút gì, cười đùa nói rằng yêu, chúng ta chính trực vô cùng Miêu Đồng đại cô nương, từ lúc nào cũng học được trộm tanh rồi. Lại còn đem dã nam nhân lãnh về ra, thực sự là không biết xấu hổ. Hắn không phải dã nam nhân. Vậy hắn là ai? Hắn là ta bạn mới nam bằng hữu, Giang Sách. Miêu Đồng cũng là bị buộc nóng nảy, không quan tâm, cũng không để ý Giang Sách có đồng ý hay không. Liền đem Giang Sách nhận định là nam bằng hữu. Nữ nhân kia liếc nhìn Giang Sách, cười lạnh một tiếng, yêu, hôm qua mới bị mụ mụ mắng một trận. Nói lớn tuổi như vậy rồi còn không ai thèm lấy, ngày hôm nay liền tìm một nam bằng hữu trở về. Miêu Đồng, người có phải hay không chó cùng rứt dậu, có điểm quá thảo suất ha. Coi như người muốn tìm một nam nhân, vậy cũng phải hơi chút chọn một cái a, ngươi xem ngươi tìm vị này, sách sách sách, không khỏi cũng quá xấu một điểm a. Cùng nhà chúng ta Âu Ba như thế nào so với a? Miêu Đồng tức giận ngực phập phồng bất định, hận không thể đi tới cho nàng hai bàn tay. Giang Sách cũng thuộc về bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ loại này hàng năm ở bên ngoài làm lính, trên lưỡi đao kiếm ăn, làm sao có thể cùng đẹp trai dính líu quan hệ rồi. Khi hắn tự nhận là cũng không coi là xấu a. Ai, vẫn là lần đầu tiên bị như vậy khinh bỉ. Giang Sách hiếu kỳ hỏi, nữ nhân này là? Miêu Đồng không vui nói, muội muội ta, Miêu San. Giang Sách gật đầu, a hát, là ngươi muội muội a, vậy khó trách. Đối diện Miêu San nhíu nhíu mày, mất hứng hỏi, vậy khó trách, thảo nào cái gì a? Giang Sách chỉ Miêu San, vừa chỉ Miêu Đồng, nói rằng ngươi là muội muội, niên kỷ còn nhỏ, cho nên thảo nào còn không có phát dục thành thục. Ngươi xem một chút ngươi na vóc người, cùng mặt bàn là giống nhau, phía trước theo sau mặt trên cơ bản không có phân biệt. Nhìn ngươi phía trước, không biết, còn tưởng rằng ngươi sau lưng đeo dài quá hai khỏa cái đinh. Nhìn lại tỉ tỉ ngươi, lửa này cay khêu gợi vóc người, là bao nhiêu ước mơ của nam nhân a. Ai, tiểu muội muội, mau vào phòng nhìn hớn hở a. Như thế này thúc thúc tới cho ngươi phụ đạo tác nghiệp, dạy ngươi làm sao giải khai hai nguyên tố một lần phương trình. Không thể không nói, Giang Sách cái miệng này, có đôi khi thực sự cố gắng ác độc. Nguyên bản Miêu Đồng còn tức giận muốn tạc, nghe xong Giang Sách lời nói này sau đó, trong nháy mắt bớt giận phân nửa, càng là nhịn không được lạc nở nụ cười. Còn như Miêu San, từ nàng ấy trương âm trầm đáng sợ khuôn mặt là có thể nhìn ra không có nhiều vui vẻ. Vóc người của nàng vẫn là không đành lòng đề cập đau nhức. Bây giờ bị Giang Sách trước mặt mọi người chế nhạo, làm nữ nhân, làm sao có thể chịu được kết quả như vậy? Ngươi! Tìm! Chết! Nói, Miêu San cầm điện thoại di động lên bấm một trận điện thoại. Uy, lão công, ta bị người khi dễ rồi, mau tới nhà của ta một chuyến, cho ta hết giận. Cúp điện thoại. Miêu San ngẩng đầu mắt lạnh nhìn về phía Giang Sách. Nhe răng trợn mắt nói, ta đã cho lão công gọi điện thoại, ngươi, chờ chết a. Miêu Đồng cũng luống cuống, nhanh lên đẩy một cái Giang Sách, ngươi đi mau, bạn trai nàng là luyện tán đả, thật động thủ ngươi không phải là đối thủ, nhanh, đi mau. Ai biết, Giang Sách chẳng những không đi, ngược lại đặt mông ngồi xuống, không có tim không có phổi nói rằng, tiểu hài tử nam bằng hữu, vậy khẳng định cũng là tiểu hài tử nha. Một đứa bé luyện tán đả. Có thể lợi hại đi nơi nào? Miêu Đồng, qua đây tọa, không cần hoang mang. Nghe Giang Sách lời nói, căn bản cũng không có đem Miêu San nam bằng hữu để vào mắt, dù sao ở Tu La chiến thần trong mắt, người bình thường còn không đáng cho hắn ngạc nhiên. Miêu Đồng cũng không nghĩ như vậy. Ở Miêu Đồng trong mắt, Giang Sách chính là một hoa hoa công tử, có hai cái tiền cũng không biết chính mình họ gì cái chủng loại kia. Nếu như không có một cái tốt cha, Giang Sách đoán chừng phải chết đói. Đây chính là Miêu Đồng trong lòng Giang Sách hình tượng. Cho nên Miêu Đồng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi qua kéo lại Giang Sách cánh tay,
một bên kéo vừa nói, ngươi không nên đánh mặt sưng sưng người rồi, bạn trai nàng Vương Mãnh rất lợi hại. Chức nghiệp luyện tán đả, đừng nói ngươi, rất nhiều luyện gia tử đều bị Vương Mãnh gây ô qua. Đi nhanh lên, nếu không, ngươi phải bị thua thiệt. Đang lúc bọn hắn hai cái lôi lôi kéo kéo trong quá trình. Một tiếng rồn rập xe minh thanh truyền vào. Theo sát mà truyền đến liên tiếp tiếng bước chân rồn rập. Khoan thai, ngươi không sao chứ? Tới chính là Miêu San Nam bằng hữu Vương Mãnh. Miêu Đồng che khuôn mặt, xong, không còn kịp rồi, hiện tại coi như là muốn đi đều đi chưa xong. Miêu San cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, ghé vào Vương Mãnh trong lòng, khóc sướt mướt nói rằng, lão công, ta bị người ta khi dễ rồi. Tên khốn kiếp nào? Miêu San chỉ Giang Sách, chính là hắn khi dễ ta. Hắn ỷ vào mình là nam sinh, liền các loại vũ nhục ta, mắng ta, đánh ta. Miêu Đồng không vui, Miêu San ngươi câm miệng. Giang Sách từ lúc nào đánh qua ngươi? Ngươi, câm miệng, Vương Mãnh hét lớn một tiếng, tốt, Miêu Đồng, người thân là tỷ tỷ lại lấy tay bắt cá a. Miêu San khóc nói rằng, đàn ông kia chính là nàng nhân tình, nàng đương nhiên hướng về kia nam nói. Vương Mãnh lạnh rên một tiếng, đồ đê tiện. Lão công, ngươi phải làm chủ cho ta, nếu không. Ta thực sự không mặt mũi thấy người. Yên tâm, ta hiện muộn nhất định phải cầm đôi cẩu nam nữ này dưới đồ ăn. Vương Mãnh làm cho Miêu San đứng ở một bên, sau đó một bên siết quả đấm vừa đi về phía Miêu Đồng, Giang Sách, trong ánh mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Mà Miêu San thì khóe miệng hơi nhếch lên. Dám mắng nàng. Ha ha, hiện tại sẽ các ngươi biết cái gì gọi là làm, họa là từ ở miệng mà ra. Giang Sách, Miêu Đồng, tối hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Miêu Đồng sợ hãi. Nàng dù sao chỉ là một tí tách tiểu thuyết cái cô gái yếu đuối, ở Vương Mãnh loại nghề nghiệp này luyện tán đả cường tráng trước mặt nam nhân, căn bản không đủ xem. Nhưng lệnh Giang Sách không có nghĩ tới là, Miêu Đồng ở sợ hãi như vậy dưới tình huống, cư nhiên chủ động chắn trước mặt hắn, giang hai cánh tay nói rằng, người muốn đánh đánh liền ta được rồi, là ta không quen nhìn Miêu San sở tác sở vi, mắng nàng, cùng Giang Sách không quan hệ. Giang Sách có chút giật mình. Dưới bình thường tình huống, nữ nhân không phải đều là trốn nam nhân phía sau sao. Miêu Đồng cư nhiên sẽ chủ động đứng ra. Phần dũng khí này cùng tâm ý, Giang Sách vẫn có chút cảm động. Có thể, Miêu Đồng chỉ là vì báo đáp Giang Sách na 500 vạn ân tình, nhưng bất kể nói thế nào, ở thời khắc nguy cấp không có đem Giang Sách làm bia đỡ đạn còn chủ động thay Giang Sách gánh chịu thương tổn, cái này rất giỏi rồi. Vương Mãnh cười nhạt, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Ta một cái cũng sẽ không buông qua. Thân là tỷ tỷ, nhưng không biết thương yêu muội muội, như người vậy đồ đê tiện chính là cần ăn đòn. Nói, hắn không chút nào nửa phần thương hương tiếc ngọc ý tưởng, cua đống cát lớn bằng nắm tay, dựa theo Miêu Đồng trên mặt của đánh. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, độ chặt chẽ chuẩn. Dù sao cũng là chức nghiệp luyện tán đả, một quyền này xuống phía dưới. Miêu Đồng coi như không chết cũng phải hủy dung. Đang ở quả đấm của hắn khoảng cách Miêu Đồng không đủ hai ngón tay độ rộng thời điểm, đột nhiên, Vương Mãnh cảm thấy một to lớn lực đạo, đưa hắn nắm đấm ngạnh sinh sinh đích ngăn lại. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái đại thủ chắn Miêu Đồng trước mặt, dám thay thế nàng gánh chịu một quyền này lực đạo. Là Giang Sách. Vương Mãnh có chút giật mình. Hắn quả đấm lực lượng cũng không nhỏ, Giang Sách dĩ nhiên có thể không di chuyển thanh sắc tiếp được, nói rõ Giang Sách khí lực vẫn rất lớn. Ha ha, thật sự có tài a. Nhưng ngươi cho rằng có thể nhận rồi ta mấy quyền. Vương Mãnh nắm đấm như mưa rơi thông thường đập về phía Miêu Đồng, tốc độ thật nhanh, đã đạt tới người bình thường con mắt theo không kịp tốc độ. Thế nhưng, Giang Sách nhanh hơn. Vương Mãnh mỗi một quyền đều bị Giang Sách ngăn cản xuống dưới. Thậm chí Vương Mãnh sinh ra một loại ảo giác, vậy chính là mình một quyền còn không có huy vũ đi ra ngoài. Giang Sách bàn tay to cũng đã tại nơi chờ. Nói cách khác, Giang Sách bằng vào lấy dự phán, liền đem Vương Mãnh hết thảy công kích cũng hóa thành hư vô. Cái này, Vương Mãnh lui lại một bước, không dám tin nhìn Giang Sách. Người này thân thủ không khỏi cũng quá xong chưa? Miêu San nóng nảy, lão công ngươi ở đây làm cái gì? Còn không mau một chút đem bọn họ đánh cho ta nằm xuống. Lão bà ngươi đều bị người khi dễ rồi.
ngươi làm sao còn có tâm tư theo chân bọn họ ma kỷ a? Cái chuôi này hỏa thiêu rất đúng lúc. Vương Mãnh tốt thắng tâm cùng lòng xấu hổ đồng thời kích phát, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, như điện chớp nhảy thoát lên rồi Giang Sách trước mặt, khuỷu tay, đầu gối đồng thời công kích. Người bình thường căn bản không khả năng ngăn cản được. Nhưng mà, Tu La Chiến Thần cũng không phải là người bình thường. Giang Sách hai cái tay một đôi một cái, đem Vương Mãnh cùi trỏ, đầu gối đều chặn lại. Tiếp lấy, Giang Sách hậu phát chế nhân, dùng đầu gối trực tiếp đụng vào Vương Mãnh bụng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Vương Mãnh bị kết kết thật thật đụng vào trên vách tường, phun phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này, coi như là kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được. Vương Mãnh căn bản thì không phải là Giang Sách đối thủ. Song phương, đẳng cấp, kém nhiều lắm. Miêu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào vừa mới Giang Sách không chịu đi, cảm tình Giang Sách thân thủ như thế được. Giờ khắc này, Miêu Đồng đối với Giang Sách ái mộ chi tình rất nhanh mạnh nổ. Nàng ý thức được chính mình nghiêm trọng hiểu lầm Giang Sách, người đàn ông này khả năng cũng không phải là nhìn bề ngoài cả lơ phất phơ. Hắn, có thực lực sâu không lường được. Miêu San cũng ý thức được sự tình không đúng, Vương Mãnh có bao nhiêu có thể đánh nàng là biết đến, nhưng dù cho như thế, hay là đang Giang Sách thuộc hạ đi bất quá ba chiêu. Đủ để nhìn ra Giang Sách lợi hại. Làm sao bây giờ? Miêu San gấp đến độ khóc lớn, lão công, ngươi làm sao vô dụng như vậy a? Ta thực sự là mắt bị mù mới có thể đi cùng với ngươi, ô ô ô tương đương tương đương. Vương Mãnh tựa ở tường, phi thường cật lực đứng lên. Hắn cắn răng nói rằng, hảo tiểu tử, ngươi thủ đoạn đủ cứng, ta thừa nhận đánh không lại ngươi. Nhưng ở trên cái thế giới này, không phải có thể đánh là được, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi đánh ta, biết sẽ có cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng sao? Giang Sách khẽ cười một tiếng, đi tới một cước đá vào Vương Mãnh trên bụng của, khinh thường hỏi, thật ngại quá, ta lại đạp một cước, sẽ có hậu quả gì a? Vương Mãnh cố nén đau đớn lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức phát ra một cái tin nhắn ngắn, Giang Sách cứ như vậy nhìn, căn bản không có ngăn cản. Tin nhắn ngắn phát ra ngoài sau, Vương Mãnh cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi nhất định phải chết. Không ngại nói cho ngươi biết, ta, ban đêm cầm nhân. Đắc tội đêm cầm, ngươi không có sống. Đêm cầm, kinh thành thế lực dưới đất một trong, tác phong làm việc ngang ngược bá đạo, bình thường dân chúng có thật giật mình, đụng cũng không dám đụng tồn tại. Miêu Đồng làm sao cũng không nghĩ ra, Vương Mãnh cư nhiên sẽ là đêm cầm một thành viên. Giang Sách, đi mau. Lần này Miêu Đồng là nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đem Giang Sách đẩy ra phía ngoài. Giang Sách lại, không có tim không có phổi, nói, ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi, sự tình không hỏi xong, ta tại sao có thể đi. Miêu Đồng đều nhanh vội muốn chết, ngươi có vấn đề gì về sau hỏi lại không được sao. Lập tức đêm cầm nhân sẽ tới. Ngươi đi nhanh lên, không phải, ta cảm thấy cho ngươi đứng ở kinh thành cũng không an toàn rồi, nhanh lên mua phiếu ly khai kinh thành. Đi những thành thị khác tạm lánh phong ba a. Giang Sách nghi ngờ nói, vì sao? Còn hỏi vì sao, đây chính là đêm cầm, ta ác bá đạo thế lực dưới đất, bị bọn họ để mắt tới người, không có một có kết quả tốt. Giang Sách, ta van cầu ngươi không muốn khoe tài, đi nhanh đi. Trễ một bước mệnh cũng bị mất. Nhưng mà, Giang Sách không chút nào không thèm để ý. Hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, tự mình đến rồi vài chén trà. Ta cảm thấy cho ngươi nói không đúng. Ta nghe nói a, nhân gia đêm cầm đã rửa tay chậu vàng, thay đổi triệt để rồi. Như thế này chờ bọn hắn tới, ta xin mời bọn họ uống chén trà, đại gia giữ cửa thể nói một chút, bọn họ sẽ cảm thấy ta là có đạo lý. Sẽ không làm gì ta. Vài người khác nghe được Giang Sách nói như vậy, cũng không biết nên hắn ngây thơ tốt còn là nói hắn ngu xuẩn mới tốt. Cùng đêm cầm nhân giảng đạo lý. Nếu như đêm cầm nhân biết giảng đạo lý, các lão bách tính còn có thể sợ hãi như vậy bọn họ sao? Miêu Đồng gấp đến độ đều phải khóc, Giang Sách, ta van cầu ngươi đi nhanh đi, hoặc là ngươi nhanh lên cho ngươi ba Giang chủ tịch gọi điện thoại, làm cho hắn sắp xếp người bảo hộ ngươi. Bằng không ngươi đêm nay nhất định không sống được. Giang Sách nhẹ nhàng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn Miêu Đồng, từ tốn nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Ngươi có cái gì đúng mực? Ngươi tin tưởng ta sao? À,
Miêu Đồng đều ngu, này cũng lúc nào, Giang Sách còn hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Ta hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Cái gì gọi là tin tưởng ngươi sao? Ngươi chỉ cần trả lời tin tưởng hoặc là không tin. Ta, Miêu Đồng cắn môi một cái, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Giang Sách nở nụ cười, nếu Tuyển Trạch tin tưởng ta, vậy ngồi xuống theo ta uống trà, chậm rãi các loại đêm cầm nhân tới là được rồi. Xem bộ dáng như vậy, Giang Sách vô luận như thế nào đều là không tính đi. Miêu Đồng thở dài một hơi, trực tiếp ngồi ở Giang Sách bên người. Ai mặc nói, trốn ước đoán cũng là trốn không thoát đâu, tốt, ta đây liền theo ngươi cùng chết, làm một đôi số khổ uyên ương. Giang Sách lắc đầu cười khổ. Cái này Miêu Đồng, thực sự là tâm tư đơn thuần khả ái. Không riêng đơn thuần, còn rất hiền lành. Bên kia Vương Mãnh thở hổn hển mấy cái, khôi phục một điểm khí lực, hướng về phía Giang Sách nói rằng, tiểu tử, ngươi còn rất có can đảm, biết đêm cầm nhân tới cư nhiên không trốn. Tuy là ngươi trốn cũng không còn có tác dụng gì. Chờ xem, chờ ta lão đại phi kê tới, ngươi cũng biết cái gì gọi là, muốn sống không được rồi. Hắn đi trở về đến mầm san bên người. Thân ái, ta nói rồi giúp ngươi hết giận liền nhất định sẽ giúp ngươi hết giận. Ta cam đoan với ngươi, đôi cẩu nam nữ này khẳng định sống không quá đêm nay. Mầm san gật đầu, tốt, ta đây sẽ chờ xem cuộc vui. Không đến 15 min, hàng loạt xe minh thanh truyền đến, tiếp theo là liên tiếp tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân kia cũng biết tới được có 20, 30 người. Ban đêm cầm. Miêu Đồng sợ đến toàn thân run. Nàng chưa từng có đụng phải chuyện như vậy, một người bình thường công ty viên chức. Cùng thế lực dưới đất đêm cầm đối kháng. Ha ha, nhất định sẽ chết rất là thảm. Nếu như cho một thống khoái hoàn hảo, sợ là sợ. Phải biết rằng, Miêu Đồng vóc người tương đương nóng bỏng, liền đêm cầm này xúc sinh nhìn, có thể không ý nghĩ kỳ quái. Đến lúc đó nếu như bọn họ thú tính quá độ, Miêu Đồng nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến đây, Miêu Đồng nước mắt rơi xuống, nàng tự tay cầm một bả dao gọt trái cây, trong lòng hạ quyết tâm, nếu như đêm cầm nhân muốn vũ nhục nàng, nàng sẽ trước giờ tự sát, miễn cho chịu tội. Nhưng là, Giang Sách nhẹ nhàng cầm tay nàng, từ tốn nói, có ta ở đây, hết thảy đều biết không có chuyện gì, tin tưởng ta. Tin tưởng ta, thật đơn giản ba chữ, lại mang đến vô cùng ấm áp. Giang Sách, thật có thể tin tưởng sao? Đối phương nhưng là đêm cầm, phải như thế nào tin tưởng Giang Sách có thể đối phó đêm cầm. Hắn thân thủ là rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, có thể một cái đánh hai ba chục cái. Không thực tế. Nguyên man suy nghĩ chi tế. Đêm cầm nhân đã vào phòng. Đêm cầm lão đại phi kê liếc nhìn vết thương chằng chịt Vương Mãnh, giọng nói lạnh lùng nói ra, là người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ấu đả thủ hạ của ta. Vương Mãnh chỉ trên ghế salon Giang Sách, chính là tên khốn kiếp kia. Lão đại, hắn thân thủ không tệ, ngài cẩn thận một chút. Thân thủ không tệ, ha ha, thân thủ cho dù tốt, có thể một cái đánh hai ba chục cái. Phi kê phất ống tay áo một cái, trực tiếp hướng phía phòng khách sofa đi tới, phía sau những thủ hạ kia mỗi một người đều diêu đầu hoảng não, một bộ cứng cứng bộ dạng. Yêu, còn mang theo một cái cây cô nàng a. Các huynh đệ, các ngươi đêm nay thật có phúc. Phi kê câu nói đầu tiên đem đêm cầm đám người kia dục hỏa đều cho đốt, từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Phi kê, đã lâu không gặp a. Ân, người nào? Thanh âm vì sao quen thuộc như thế? Phi kê sửng sốt một chút, hướng phía trên ghế salon tên nam tử kia nhìn sang. Hắn phát hiện. Không riêng gì thanh âm quen thuộc, ngay cả thân hình của đối phương cũng rất quen thuộc, đến khi Giang Sách đem ngay mặt lộn lại nhìn về phía hắn thời điểm, phi kê huyết dịch cả người đều đọng lại, lạnh từ đầu đến chân. Ầm một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong tay tên chuyện này rất xa cút một bên. Là hắn, là cái kia địa ngục tới ác ma. Nhớ kỹ lần trước phi kê dẫn dắt giúp một tay xuống phía dưới tửu điếm tìm hắn để gây sự. Kết quả mấy chục người bị Giang Sách một người tất cả đều cho chỉnh thành tàn phế. Phi kê tức thì bị Giang Sách hung hăng dạy dỗ một trận, đem 10 triệu tiền mặt từ tửu điếm tay không dọn đi ngân hàng cất đứng lên. Vì thế, phi kê còn trở thành kinh thành một đại chê cười.
Trong khoảng thời gian này Phi Kê một lần nữa chiêu binh mãi mã, thật vất vả đem ban đầu trò hề cho che đậy một điểm, Đêm Cầm cũng khôi phục một điểm khí thế, lại tuyệt đối không ngờ rằng vừa vặn không khéo, lại gặp cái địa ngục này Tu La. Cái này, chính là mệnh. Lão đại, ngài đây là thế nào? Vương Mãnh qua đây nâng Phi Kê. Tiểu Mạnh A, chính là người này khi dễ ngươi sao? Đúng vậy, lão đại, chờ ngươi giúp ta hả giận. Tốt, lão đại xả giận cho ngươi. Phi Kê đứng lên, sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hắn giơ tay thì cho Vương Mãnh một cái tát, kết kết thật thật phiến ở tại Vương Mãnh trên mặt của. Trong nháy mắt, mặt sưng phù lên. Vương Mãnh bụng mặt hỏi, lão đại, ngài làm cái gì vậy nha? Phi Kê nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, làm cái gì? Thanh lý môn hộ. Cái quái gì liền thanh lý môn hộ? Không riêng Vương Mãnh vẻ mặt mộng bức, ngay cả Miêu Đồng, Miêu San cùng với Phi Gà một đám thủ hạ, mỗi người đều cảm giác chóng mặt. Phi Kê là uống lộn thuốc hay là thế nào? Không đối đầu à? Vương Mãnh bụng mặt hỏi, lão đại, ngài đây là nói lời gì à? Phi Kê đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, người biết, ngồi ở đây cái này một vị, là hiện thời anh hùng hào kiệt. Là ta đời này kiếp này sùng bái nhất tôn kính nhất đại hiệp. Hắn làm sao có thể vũ nhục ngươi? Rõ ràng là ngươi muốn khi dễ người khác hay sao, ngược lại bị nhân giáo dạy dỗ. Kết quả ngươi còn chẳng biết xấu hổ để cho ta tới báo thù cho huynh. Ha ha, như ngươi vậy rác rưởi, nên tẩy rửa ra chúng ta Đêm Cầm đội ngũ. Chúng ta Đêm Cầm, đây là vì dân chúng làm việc, hỗ trợ lẫn nhau yêu, thiện lương chất phác đội ngũ. Làm sao có thể cho phép như ngươi vậy con sâu làm dầu nồi canh gia nhập vào. Cho nên, ta muốn thanh lý môn hộ. Vương Mãnh cùng một đám thủ hạ đều ngu nhãn. Phi Kê sẽ không phải là thực sự uống lộn thuốc chứ. Nói cái gì hỗ trợ lẫn nhau yêu, thiện lương thuần phác. Ha ha, bọn họ trước đây gia nhập vào Đêm Cầm thời điểm. Không phải nói toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, thần cản giết thần Phật ngăn cản giết Phật, ai cũng không để vào mắt sao. Tôn chỉ hoàn toàn sai lệch à. Lão đại, ngài đầu óc xảy ra vấn đề sao? Vương Mãnh hỏi. Ra vấn đề là ngươi. Phi Kê cầm lấy một cây bổng cầu côn, hướng về phía Vương Mãnh chính là một trận đánh đau, đánh Vương Mãnh gào khóc trực khiếu. Thủ hạ khác vẻ mặt mộng bức, lại không dám tiến lên khuyên can. Cứ như vậy ước chừng đánh được có 10 min, đánh Vương Mãnh nằm trên mặt đất, máu me khắp người. Được rồi. Không cần đóng kịch, qua đây ngồi xuống. Giang Sách từ tốn nói. Ôi chao, tới. Phi Kê giống như là một cái tiểu người hầu, ném xuống bổng cầu côn, hấp ta hấp tấp đi tới Giang Sách trước mặt, cũng không dám tỏa. Cứ như vậy ngồi xổm Giang Sách bàn bên cạnh. Uống trà, Giang Sách đem cái chén giao cho hắn. Phi Kê bưng lên uống một ngụm, a, Giang tiên sinh trà chính là uống ngon, thanh lương cam thuần. Miêu Đồng ở một bên nhìn không biết nên nói cái gì cho phải, người trước mắt thật là Đêm Cầm lão đại sao? Vì sao thái độ như vậy khiêm tốn, cùng một tiểu tạp mao giống nhau? Một điểm lão đại khí thế cũng không có. Giang Sách cũng không ngẩng đầu lên nói, lần trước ta đã nói với ngươi lời nói, chỉ có qua đây vài ngày, ngươi liền quên hết rồi. Chưa, không dám quên. Chưa, như vậy bang nhân lại là chuyện gì xảy ra? Cái này. Phi Kê cắn răng, tiểu nhân biết sai rồi, ta ngay lập tức sẽ đem bọn họ cho đuổi đi, sau đó ta tìm một chỗ đi làm, cũng không dám. Nữa tổ kiến thế lực. Lợi hại. Vẻn vẹn một câu nói, liền sợ đến Phi Kê muốn đem Đêm Cầm cho giải tán rơi. Phần này năng lực, há là một người như vậy có thể so với được. Miêu Đồng tin tưởng, trước đây đối với Giang Sách cách nhìn tuyệt đối là sai lầm, tìm một nam nhân. Có cùng biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng ngạnh thực lực. Nhưng vì cái gì Giang Sách còn muốn giả bộ sâu như vậy? Nhất định có bí mật. Giang Sách thở dài, tiếp tục nói, Giang Sơn dễ đổi, để cho ngươi giải tán đội ngũ, đàng hoàng đi làm, ước đoán cũng là không thể. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, như vậy đi, Đêm Cầm không cần giải tán, còn từ ngươi quản lý, chỉ bất quá về sau lại cũng không cho phép vào nhà cướp của, khi dễ thiện lương. Ngạch, Phi Kê có chút hơi khó. Hoặc là tiếp tục làm nguyên lai việc, hoặc là thẳng thắn giải tán, như thế duy trì cũng không nhường ra đi làm việc nhi. Như vậy một nhóm lớn người ăn gì uống gì.
Giang Sách liếc mắt liền nhìn ra nghi ngờ của hắn, bình tĩnh nói, từ nơi này tháng bắt đầu, ta cho ngươi một cái địa chỉ. Mỗi tháng 10 hào ngươi đi lãnh lương, dựa theo đầu người coi là, mỗi người lương tháng 2 V kép khối. Ngươi thân là người quản lý, tiền lương cho ngươi gấp đôi, 4 V kép. Còn bà nó, có cái này chuyện tốt. Đầu năm nay là hắn nhóm bằng cấp, tư lịch, đến đâu tìm cái này tiền lương cao việc. Coi như là mang theo các huynh đệ khắp nơi khi dễ người. Một tháng cũng kiếm không đến nhiều như vậy. Còn muốn thời thời khắc khắc để phòng cảnh sát. Giang tiên sinh, ngài đối với chúng ta không khỏi cũng quá xong chưa? Giang Sách giơ tay lên, đình, ta không phải đơn thuần đối với các ngươi tốt, lĩnh tiền lương của ta, về sau sẽ thay ta làm việc. Từ giờ trở đi, công việc của các ngươi chính là giữ gìn khu vực này trị an. Đụng tới này người khi dễ, ăn cắp cướp bóc, toàn bộ đều từ các ngươi quản. Nói cách khác, Giang Sách cho đêm cầm giặt trắng cơ hội. Dùng tiền nuôi bọn họ, sau đó để cho bọn họ mỗi ngày thâm nhập quần chúng, đi chợ giúp dân chúng bình thường, bảo hộ bọn họ an toàn. Đây coi là được là một chuyện tốt. Phi Kê kích động nói, Giang tiên sinh, ngài thật đúng là Bồ Tát sống a. Được rồi, người lui xuống đi a. A hát, được rồi, giống như vương mãnh như vậy, cũng không cần ở lại đêm cầm rồi, tựa như ngươi nói, đội ngũ hay là muốn quét sạch một cái. Là, Phi Kê lập tức đứng dậy, khiến người ta mang theo vương mãnh đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, cái kia làm hại nhất phương đêm cầm không còn tồn tại, có. Chỉ là người dám hộ nhóm an toàn thiện lương đêm cầm. Cãi nhau, chung quy bình tĩnh. Nhìn thời gian một chút, đã là 1 giờ sáng nhiều. Bọn họ cái này nháo trò, làm hơn 3 giờ. Giang Sách thở dài một hơi, nhìn về phía bên kia Miêu San. Lại nhìn một chút Miêu Đồng, hỏi, phòng này là của ai? Miêu Đồng nói rằng, ta dùng tiền cho thuê. Thế nhưng nàng ỷ vào vương mãnh, ở chỗ này của ta ăn không ở không, ta lại không dám nói thêm cái gì. Giang Sách gật đầu, đối với Miêu San nói rằng, cho ngươi thời gian 1 tiếng, thu dọn đồ đạc cút đi. Miêu San khuôn mặt đều sợ trắng, mặc dù không biết Giang Sách đích thực thật thân phận, nhưng chứng kiến Phi Kê đối đãi thái độ của hắn, cũng biết Giang Sách nhất định thật không đơn giản. Hơn nữa, Giang Sách thân thủ cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Miêu San ngay từ đầu còn khinh thường tỷ tỷ Miêu Đồng, cho rằng tìm một kẻ bất lực nam bằng hữu, bây giờ mới biết thì ra tỷ tỷ tìm một cái mạnh mẽ như vậy nam nhân làm chỗ dựa vững chắc. Mình đời này sợ rằng đều không đuổi theo kịp tỷ tỷ. Miêu San không dám trễ nãi, rất nhanh trở về gian phòng thu dọn đồ đạc, dọn nhà ly khai. Công phu này, Giang Sách mở điện thoại di động lên, chọn lựa mấy bộ phòng ở cho Miêu Đồng xem. Những thứ này phòng ốc ngươi xem một cái, thích cái nào bộ, ta liền mua lại tặng cho ngươi, về sau không cần lại mướn phòng ở. Miêu Đồng thụ sủng nhược kinh, không phải, không cần, ta còn thiếu ngươi 500 vạn ân tình không trả rồi. Không cần khách khí, chọn A. Miêu Đồng nhìn một chút trong điện thoại di động phòng ốc hình ảnh, nhịn không được hỏi, Giang Sách, ngươi rốt cuộc là người nào A? Nếu như chỉ là Giang chủ tịch con trai, không có khả năng lợi hại như vậy. Giang Sách mỉm cười, những thứ này, ngươi không cần biết. Miêu Đồng lại hỏi, vậy ngươi đối với ta tốt như vậy, còn không ham muốn thân thể của ta, vậy ngươi đến tột cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Ta đã nói với ngươi lời nói thật, ta cũng không có cái gì chân quý đồ gia truyền, không có thứ tốt tiễn ngươi. Giang Sách thu hồi nụ cười, dùng cực kỳ nghiêm túc giọng, ta trợ giúp ngươi, chỉ vì từ ngươi nơi đây hỏi rõ có chút sự tình. Chuyện gì? 3 chữ, thành dưới đất. Đang nghe, mà hạ thành, 3 chữ sau đó, rõ ràng có thể cảm giác được Miêu Đồng thân thể run một cái. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Giang Sách. Ngươi là từ nơi nào nghe tới đây một chuyện? Mà hạ thành là thịnh nhạc khoa kỹ năng nhiệt hạch tâm kim mật, toàn bộ công ty ngoại trừ số ít mấy người nắm giữ ở ngoài, phần lớn người ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là va chạm vào rồi. Bình thường trong công ty, đại gia cũng đều sẽ không nói chuyện luận chuyện này. Cho nên, dưới tình huống bình thường Giang Sách là căn bản không thể nào biết mà hạ thành sự tình. Giang Sách mắt sáng như đuốc, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được chuyện này, nhưng tựa hồ toàn bộ công ty cũng không có mấy người biết mà hạ thành tồn tại. Đương nhiên, Miêu Đồng vươn một tay, dứt bỏ chủ tịch không nói chuyện,
biết chuyện này tổng cộng cũng chỉ có 5 người. A hát, ta, Tuân Dương, thâm niên kỹ thuật viên từ nghi ngờ chung, chủ quản thường hướng đông, cùng với tổng giám đốc Lưu Cảnh rõ ràng. Giang Sách gật đầu, hỏi, cho nên ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là dạng gì nhiệt hạch tâm kim mật, sẽ làm công ty cẩn thận như vậy cẩn thận. Miêu Đồng không có gấp trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Giang Sách, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Đối mặt ánh mắt như thế, người bình thường là không ngồi yên. Nhưng Giang Sách giống như là một pho tượng vậy, không nhúc nhích, không có bối rối chút nào. Miêu Đồng hiếu kỳ nói rằng, người không bình thường. Nơi nào không bình thường? Giang Sách, người ở đây trong công ty mỗi tiếng nói cử động đều có vẻ nhẹ như vậy di chuyển, lại tát, một bộ điển hình phú nhị đại con nhà giàu. Nhưng là bây giờ ngươi, để cho ta cảm động khủng bố. Rõ ràng ngươi có một thân bản lĩnh, cũng không lộ vẻ sơn bất lộ thủy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Sách cười cười, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Ta chính là đối với chuyện của công ty cảm thấy hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện hỏi một chút, hoa 500 vạn giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Tự tay giải quyết hết đêm cầm, ngươi cho ta làm nhiều như vậy, biết chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Miêu Đồng rất nghiêm túc dò hỏi, thành thật mà nói, ngươi, đến cùng là đúng hay không con trai của chủ tịch? Ân, Giang Sách nhíu mày, ngươi có ý tứ. Miêu Đồng nói rằng, chủ tịch có xấp xỉ 10 năm chưa từng thấy qua con trai, ai biết con của hắn lớn lên thành hình dáng ra sao, có phải hay không còn sống. Hơn nữa ngươi chính là chủ động đưa tới cửa, khó tránh khỏi sẽ cho người đem lòng sinh nghi. Ta cuối cùng cảm giác ngươi cái này đại thiếu gia là giả, ngươi chính là công ty khác phái tới nằm vùng, muốn đánh cắp Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhiệt hạch tâm kim mật, đả khoa Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Có phải hay không? Không thể không nói, cô nàng này đầu óc thật đúng là có thể miên man suy nghĩ. Giang Sách khoát tay áo, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta minh bạch nói cho ngươi biết, ta thật là Giang Hàn Phi con trai. Mà hỏi mà hạ thành loại này nhiệt hạch tâm kim mật, tự có đạo lý của ta. Cũng không phải là vì đả khoa Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Hắn nói không sai. Hắn đúng là Giang Hàn Phi con trai, thế nhưng thay diện thượng cái này Giang Hàn Phi có phải là thật hay không đang Giang Hàn Phi, vậy khó nói. Miêu Đồng nói rằng, kỳ thực ngươi nếu như thực sự giống như đối phó Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, ta cũng không cái gọi là, ta đã đối với công ty này hết sức thất vọng rồi. Đi, ngươi không phải là muốn biết mà hạ thành sự tình sao? Ta cho ngươi biết. Nàng từ tốn nói, mà hạ thành, lại nói tiếp rất đơn giản, chính là cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hợp tác một nhà nghiên cứu công ty. Nghiên cứu công ty? Không sai, tuy là chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bộ nghiên cứu môn đã rất mạnh rồi, nhưng mà hạ thành thực lực nếu so với chúng ta mạnh hơn. Không nói gạt ngươi, công ty chúng ta tuyệt đại bộ môn hạch tâm sản phẩm, đều là do mà hạ thành nghiên cứu ra. Không có đất hạ thành, sẽ không có Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. A hát, cái này rất có ý tứ. Nếu như mà hạ thành thực lực mạnh mẽ như thế, vậy tại sao không phải chính mình đơn? Hà tất ký thác với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, cái này không phù hợp lẽ thường. Miêu Đồng nhìn thấu Giang Sách nghi hoặc, nói rằng, kỳ thực ta cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy. Nhưng thế giới to lớn vô kỳ bất hiểu, mà hạ thành chính là một chỉ chuyên chú với làm nghiên cứu công ty, cái khác hết thảy mặc kệ. Thậm chí trên thị trường đi hỏi thăm, cũng sẽ không thám thính được bất luận cái gì có quan hệ mà hạ thành tin tức. Giang Sách hỏi, công ty kia các ngươi phải làm cái gì? Miêu Đồng nói rằng, mỗi khi mà hạ thành bên kia có mới nghiên cứu hạng mục qua đây, ta, Tuân Dương, từ nghi ngờ chung cũng sẽ bị mỗi người phân công phụ trách trong đó một bộ phận, trợ giúp bọn họ cùng nhau nghiên cứu. Ba người chúng ta người sẽ bị an bài đến đơn độc mật thất đi công tác. Không mang theo bất kỳ vật gì đi vào, cũng không mang bất kỳ vật gì đi ra. Cộng thêm ba người chúng ta phụ trách đồ đạc mỗi người không giống nhau, còn cấm nói ra. Cho nên, chúng ta coi như làm đến chết, cũng không biết mình làm những gì. Coi như không cẩn thận trợ giúp mà hạ thành len lén nghiên cứu ra bom nguyên tử, chúng ta sẽ không biết. Giang Sách gật đầu. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ở phương diện này cũng là phi thường cẩn thận. Coi như là tự mình tham dự vào nhân viên, đều không thể dò thám biết hạng mục toàn cảnh. Miêu Đồng các nàng giống như là dây chuyền sản xuất lên lắp ráp công phu, mỗi người phụ trách một bộ phận. Đối với toàn bộ bộ môn toàn cảnh, bọn họ căn bản là không thể nào biết được.
thủ đoạn thật là lợi hại. Miêu Đồng nói rằng, Thường Hướng Đông chủ yếu phụ trách giám sát chúng ta, hắn còn không bằng chúng ta biết đến sinh ra. Còn như Lưu Cảnh rõ ràng, hắn có thể là ngoại trừ chủ tịch ở ngoài, duy nhất một cái biết toàn bộ hạng mục toàn cảnh người. Kỳ thực ta cũng rất tò mò, đến cùng chúng ta nghiên cứu ra cái gì? Chúng ta nghiên cứu đồ đạc lại bị đưa cho nơi nào? Cái kia mà Hạ Thành lại là cụ thể ở nơi nào công tác? Là một công ty, vẫn là một công việc thất. Hầu hết thời gian, ta thực sự rất muốn biết một chút về cái kia mà Hạ Thành nhân. Nghe xong Miêu Đồng tự thuật, Giang Sách cơ bản trong lòng hiểu rõ. Xem ra, hắn cách cùng phụ thân gặp mặt, lại tiến một bước. Nếu như Giang Sách đoán được không có sai, phụ thân của hắn Giang Hàn Phi ở nơi này cái mà Hạ Thành trong. Thậm chí, mà Hạ Thành trong khả năng cũng chỉ có Giang Hàn Phi một người. Nếu không, cũng sẽ không cần Miêu Đồng bọn họ tới hiệp trợ hỗ trợ. Bây giờ vấn đề mấu chốt là, như thế nào tìm xuất địa Hạ Thành vị trí? Giang Sách suy nghĩ khoảng khắc, đối với Miêu Đồng nói rằng, người lần gần đây nhất trợ giúp mà Hạ Thành nghiên cứu là lúc nào? Ngày hôm trước, nghiên cứu kết thúc rồi à? Còn không có, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc. Tốt, Nam Miêu Đồng, người sẽ giúp ta một chuyện, giúp ta đem một vật bỏ vào mà Hạ Thành. Miêu Đồng lắc đầu, chuyện này người đừng suy nghĩ, mỗi một lần công tác đều phải kiểm tra, căn bản không mang vào đi nhận chức cần gì phải đồ đạc. Giang Sách suy nghĩ một chút, vậy ngươi có thể đem lần gần đây nhất nghiên cứu hạng mục thư, viết chính tả một phần cho ta không? Miêu Đồng vui vẻ. Hừ hừ, vừa nhìn ngươi chính là hiểu công việc. Giống chúng ta loại thiên tài này khoa học gia, há là không cho mang ra khỏi đồ đạc liền thực sự mang không ra được ngạch. Này nghiên cứu hạng mục đồng hồ, tất cả đều ở trong đầu của ta từng cái ghi chép. Ngươi chờ, đêm nay ta liền viết một phần cho ngươi. Suốt cả một buổi tối, Miêu Đồng đem lần này nghiên phát hạng nhãn thư đều viết chính tả rồi đi ra, giao cho Giang Sách. Đến rồi sáng sớm, Miêu Đồng đều nhanh muốn mệt gục xuống. Mệt mỏi quá nha, không muốn đi đi làm. Miêu Đồng nằm trên ghế salon nói rằng. Vậy ngươi đang ở ra nghỉ ngơi, ta giúp ngươi xin nghỉ. Thích hợp sao? Đương nhiên, như vậy ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy càng chân thật. Ta ở chỗ này một cái buổi tối, ngươi vừa mệt được với không được tiểu đội. Không sẽ làm cho công ty những người đó yên tâm hơn rồi không? Miêu Đồng sắc mặt trở nên hồng, hanh, cư nhiên dùng của ta trinh tiết tới giúp ngươi diễn kịch. Giúp một chuyện a? Biết rồi. Được rồi, Giang Sách từ trong điện thoại di động chọn một tấm hình, ta đã giúp ngươi chọn xong một bộ biệt thự, ngày hôm nay liền sắp xếp người đi mua xuống tới, ngươi về sau ở bên trong an tâm làm việc, ta cũng sẽ phái người bảo hộ ngươi. Miêu Đồng thụ sủng nhược kinh, ngươi đối với ta cũng quá xong chưa? Phải. Có thể hay không tìm ra mà Hạ Thành, có thể hay không cùng cha đẻ gặp mặt, toàn bộ đặt ở Miêu Đồng trên người, không tốt đều không được. Giang Sách vội vã rời đi. Hắn trực tiếp về tới tại sao Tây Nhai 556 hào biệt thự. Vừa đi vào đại môn, mặc cho Chỉ Lan đi liền đi lên hỏi, Sách Nhi. Ngươi tối hôm qua cả đêm không có trở về, có thể lo lắng hư ta, ngươi đi đâu vậy nha? Mặc cho A Di. Ta đi ra ngoài làm chút chuyện, thu hoạch đến rồi tin tức trọng yếu. A hát. Lập tức, Giang Sách liền đem cừu trắng cùng cự giải hô qua đây, đem tối hôm qua từ Miêu Đồng bên kia lấy được tin tức đều nói cho bọn họ. Cuối cùng, Giang Sách phân tích nói, dựa theo suy đoán của ta, cái này hay là mà Hạ Thành, căn bản cũng không phải là một cái thực sự là tồn tại công ty hoặc là phòng làm việc, vô cùng có khả năng chính là giam giữ ta phụ thân Lao Lung. Cha ta bị giam trên mặt đất Hạ Thành, bị dược vật điều khiển, thay Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nghiên cứu làm khoa học kỹ thuật sản phẩm, lớn mạnh Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thực lực. Mặc cho Chỉ Lan nghe xong, sau lưng đều cảm giác lạnh cả người. Nàng nói rằng, Sách Nhi, ý của ngươi là thai diện thượng cái này Giang Hàn Phi là giả, là một không có bất kỳ nghiên cứu năng lực phiến tử. Chân chính Giang Hàn Phi bị hắn nhốt đứng lên, đồng thời bị dược vật thao túng, thay hắn nghiên cứu sản phẩm. Đúng là như vậy. Mặc cho Chỉ Lan nuốt nước miếng một cái. Cái suy đoán này thật là gan quá lớn rồi, nhưng là từ trước mắt manh mối đến xem. Loại khả năng này lại thị phi thường có sức thuyết phục. Nàng hỏi, Na Sách Nhi,
người vội vàng đem Hàn Phi cấp cứu đi ra a. Giang Sách trầm mặc, Cửu Trắng thay hắn giải thích, mặc cho A Di, cứu người cũng không phải là dễ dàng như vậy. Từ trước mắt manh mối đến xem, chỉ là nghiên phát hạng nhãn đều phải phân công cho bất đồng ba người tới chấp hành, cũng đủ để nhìn ra cái này hàng giả có bao nhiêu cẩn thận một chút. Na mà Hạ Thành đích thực thực địa chỉ, sợ rằng ngoại trừ hàng giả bản thân ở ngoài, ngay cả Lưu Cảnh rõ ràng cũng không nhất định biết bên ngoài chỗ. Tìm không được quan nhân địa phương, sẽ không có biện pháp cứu người. Đây là một cái lớn vô cùng vấn đề. Cũng là Giang Sách trầm mặc nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không nói, từ trước mắt tình huống đến xem, muốn từ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thu hoạch mà Hạ Thành đích thực thực địa chỉ, căn bản làm không được. Được rồi, Cửu Trắng đột nhiên nói rằng, thống suất, người ngay từ đầu không phải đã nói, chúng ta đều có thể làm chỉ có một việc các loại. Đến khi chân chính Giang Hàn Phi bệnh nặng rồi, khi đó hàng giả thì không khỏi không tìm ngươi đi thay hắn chữa bệnh. Đúng vậy. Na, có khả năng hay không làm cho mà Hạ Thành trong chân chính Giang Hàn Phi trước giờ bệnh nặng? Đây là một cái cực kỳ lớn mật đích ý tưởng. Giang Sách hé mắt, đem miêu đồng hạng mục đồng hồ đem ra, đặt lên bàn. Ta cũng đã nghĩ như vậy, đem một vài thôi hóa bệnh tình dược vật để vào trong đó, mang tới mà Hạ Thành đi. Thế nhưng hàng giả phi thường cẩn thận, mỗi một lần miêu đồng công tác đều phải kiểm tra. Căn bản vô tòng hạ thủ. Cửu Trắng nói rằng, Na thống suất, có khả năng hay không không chung sinh hữu. Có ở đây không mang bất kỳ vật gì dưới tình huống, làm cho Giang Hàn Phi bệnh tình nặng thêm. Có điểm đạo lý. Giang Sách đưa ánh mắt đặt ở hạng mục trong sách, đối với cự giải nói rằng, người có biện pháp nào không đối với hạng mục thư tiến hành sửa chữa. Khiến cho công năng bất tiện điều kiện tiên quyết, ở nghiên cứu trong quá trình sản sinh một ít đặc thù khí thể. Khó khăn, bất quá, có thể thử một lần, cự giải nói rằng. Tốt, Giang Sách ở trên tờ giấy trắng viết xuống một loại khí thể giao cho cự giải. Cự giải nhíu nhíu mày, ta tận lực thử xem, nhìn phải như thế nào sửa chữa mới tốt. Lúc này, Giang Sách nhận được đến từ Tuân Dương điện thoại của. Hắn đánh như thế nào tới? Giang Sách tiếp thông điện thoại. Uy, Giang Phó Đồng, tối hôm qua còn thuận lợi à? Giang Sách trong lòng cười nhạt, cái này tự cho là đúng ngu ngốc chủ động đưa tới cửa, vì vậy làm bộ hưng phấn nói, đã làm xong, tra xét ra rất nhiều tin tức. Chúng ta đây hẹn thời gian gặp mặt, bù đắp nhau. Có thể. Cúp điện thoại, Giang Sách đối với cự giải nói rằng, người trước giúp ta đem phần này hạng mục thư sửa chữa một cái, lộng một phần nhìn qua là thật. Trên thực tế là sai lầm hạng mục là không thành vấn đề, 10 min. Rất nhanh, cự giải trước hết làm ra một cái phần giả hạng mục đồng hồ cho đến Liễu Giang Sách. Giang Sách cầm giả hạng mục đồng hồ, trước một bước đứng dậy rời đi, ở một nhà quán mì gặp được Tuân Dương. Giang Phó Đồng, đến tới, vị trí đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Tuân Dương lập tức an bài Giang Sách ngồi xuống, trả lại cho điểm tràn đầy một bàn rượu và thức ăn. Hắn vui vẻ hỏi, Giang Phó Đồng, người đều thám thính xảy ra điều gì tin tức hữu dụng a? Giang Sách cố ý không nể mặt. Không phải nói tốt bù đắp nhau sao? Làm sao, người thầm nghĩ đòi lấy, không muốn cho dư sao? Tuân Dương khoát tay lia lịa, không phải, làm sao có thể sự tình sao? Giang Sách nói rằng, ta cũng không gạt ngươi, đêm qua ta hao hết miệng lưỡi. Cuối cùng từ miêu đồng nơi đó thu hoạch đến rồi mà Hạ Thành mới nhất nghiên phát hạng nhãn thư. A hát, Tuân Dương con mắt đều tái rồi, hưng phấn nói, đất này Hạ Thành nghiên phát hạng nhãn là cả Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cơ mật trọng yếu. Nếu như có thể đem tất cả nghiên phát hạng nhãn thư đều tập trung lại, nặng như vậy môn khoa học kỹ thuật thì có thể đi trước một bước nghiên cứu cũng đăng ký. Chặt đứt Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mạch máu. Hắn trơ mắt nhìn Giang Sách, Giang Phó Đồng, hắc hắc, ngài. Giang Sách khoát tay áo, ta biết người muốn nói gì, không phải là muốn ta đem hạng mục thư giao cho ngươi sao? Ngươi nguyện ý không? Giang Sách nói rằng, loại này nghiên cứu phương diện sự tình, ta lại không hiểu, giữ lại hạng mục thư cũng không dùng, vốn là chuẩn bị nộp lên, ngươi đã muốn liền cho ngươi được rồi. Bất quá! Tuy nhiên làm sao? Bất quá, ngươi có thể cho đến ta chỗ tốt gì? Tuân Dương hỏi, cái này nhìn ngươi nghĩ muốn cái gì rồi? Giang Sách hỏi hé mắt, mỉm cười nói, ta cũng không cần thứ quý trọng gì,
chỉ là muốn ngươi ở đây tiếp thu tiếp theo nhiệm vụ thời điểm có thể trước giờ cho ta biết một tiếng, đừng làm cho ta giống như một kẻ ngu si giống nhau bị mông tại cổ lý. Ha 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 ha, cái này đơn giản. Tuân Dương vỗ bộ ngực nói rằng, một ngày có nhiệm vụ mới, ta trước tiên thông chi ngươi. Nói thật, ta cũng không thích bị lao kéo nữ nhân kia thao túng. Lao kéo. Giang Sách yên lặng đem điều này tên ghi lại. Hắn nhớ kỹ, tên này từng tại trên phi cơ nghe qua. Thực sự là xảo a. Kết quả là, Giang Sách đem giả hạng mục thư giao cho Tuân Dương, cũng dặn dò, ngươi cũng phải cẩn thận coi chừng. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ, bằng không ngươi ta tính mệnh kham ưu a. Yên tâm đi, ta ai cũng sẽ không nói cho. Ân, ta còn có việc, đi trước một bước. Không uống nhiều hai chén. Không được. Giang Sách đứng dậy rời đi. Tuân Dương âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giang phó đồng thật trưởng nghĩa a. Đồ quý trọng như vậy đưa cho ta, về sau ta nên hảo hảo báo đáp nhân gia. Nói, hắn nhẹ nhàng mở ra một phần hạng mục đồng hồ, càng xem càng vui vẻ. Có phần này hạng mục đồng hồ, lại nghĩ biện pháp từ từ nghi ngờ chung trong miệng moi ra cuối cùng một phần hạng mục đồng hồ. Đem ba phần đóng lại, là hắn có thể nghiên cứu ra làm khoa học kỹ thuật sản phẩm, đến lúc đó hiến cho trọng môn khoa học kỹ thuật, còn sợ không thể trở thành trọng môn khoa học kỹ thuật nồng cốt một trong sao. Chỉ sợ đến lúc đó lao kéo thấy hắn, cũng phải cúi đầu khom lưng. Phát tài lạc tương đương. Đang làm mộng đẹp, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, chính là lao kéo đã gọi tới. Tuân Dương yên lặng thu hồi hạng mục thư, tiếp thông điện thoại, uy, lao kéo, tìm ta có chuyện gì a? Nhiệm vụ mới. A hát. 5.000 trò chuyện, lao kéo đem nhiệm vụ mới tỉ mỉ rõ ràng nói cho Tuân Dương. Cuối cùng, lao kéo đặc biệt dặn dò, nhiệm vụ lần này không tầm thường. Ngươi tuyệt đối không thể làm cho bất luận kẻ nào biết, dành thời gian làm. Minh bạch. Lạch cạch, lao kéo cúp điện thoại. Tuân Dương đưa điện thoại di động đặt lên bàn, uống một hớp rượu, trong mắt quay tròn loạn chuyển. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ đến, nhiệm vụ của lần này Giang Phó Đồng khẳng định không biết, một phần vạn đang thi hành trong quá trình cùng Giang Phó Đồng có ma sát cũng không tốt, hơn nữa, ta mới vừa bằng lòng nhân ra, có cái gì nhiệm vụ mới đều phải nói với hắn. Người không thể không giữ lời hứa không phải. Kết quả là, Tuân Dương cầm điện thoại di động lên bất đồng liễu Giang Sách điện thoại của. Vài tiếng tiếng chuông qua đi, truyền đến Giang Sách thanh âm, Tuân Dương, tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Giang Phó Đồng, có đột nhiên tình huống. A hát, ta đã nói với ngươi A, đang ở ngươi vừa ly khai, lao kéo đáng chết kia nữ nhân liền gọi điện thoại tới cho ta cũng hạ hạng nhất nhiệm vụ mới, ngươi nhất định không biết A. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc vài giây. Ta hoàn toàn không biết. Khẳng định, lao kéo nữ nhân kia chính là thích chơi người. Bất quá Giang Phó Đồng ngươi yên tâm, chúng ta là hảo huynh đệ, có cái gì tin tức, chúng ta nên bù đắp nhau, ta hiện tại liền đem cụ thể nhiệm vụ tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Kế tiếp 10 phút, Tuân Dương đem lao kéo nhiệm vụ tỉ mỉ nhất ngũ nhất thập toàn bộ đều nói cho Liễu Giang Sách. Không chỉ có như vậy, còn đem mình một ít ý tưởng. Phải như thế nào chấp hành đều nói cho Liễu Giang Sách nghe. Không rõ chi tiết, rất sợ Giang Sách nghe không rõ. Cuối cùng nói không thể nói chỉ có cúp điện thoại. Bên kia, Giang Sách ngồi ở trong xe, dương mắt nhìn chúng trong tay điện thoại di động, dở khóc dở cười. Cái này lao kéo tâm tư thật đúng là ác độc a. Nếu như không phải Tuân Dương trước giờ cho ta biết, ta còn thực sự không nghĩ tới lao kéo cư nhiên sẽ như vậy làm. Lần này, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sợ là phải tao ngộ đại phiền toái rồi. Giang Sách trong lòng yên lặng tính toán, chính mình có muốn hay không ra tay trợ giúp Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ngăn cản lúc này đây lao kéo thế tiến công, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bị đánh lén. Trọng môn khoa học kỹ thuật, chủ tịch phòng làm việc. Lao kéo để điện thoại xuống, thở thật dài, thì thào nói rằng, so với việc lần trước, một lần này kế hoạch càng thêm mạo hiểm. Muốn duy nhất bắt Miêu Đồng, từ Hoài Trung hai người, độ khó khá lớn, thậm chí có thể ngay cả Tuân Dương đều phá tan lộ. Ngô lão gia khẽ cười nói, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Mọi việc có được tất có mất, người muốn lấy được càng nhiều, thế tất yếu gánh chịu lớn hơn phiêu lưu. Lao kéo nắm chặt nắm tay, đều do Giang Sách tên khốn kia, nếu như lần trước không phải hắn thừa lúc vắng mà vào,
ta cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy. Vậy ngươi lúc này đây làm xong ứng đối Giang Sách chuẩn bị sao? Ân, lúc này đây ta an bài người tùy thời chờ, chỉ cần Tuân Dương bên kia vừa có kết quả, ta bên này lập tức hành động, không để cho Giang Sách bất luận cái gì tận dụng mọi thứ cơ hội. Ngô lão gia gật đầu, như vậy tốt nhất, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận Giang Sách. Nếu hắn là Giang Hàn không phải là con trai, vậy khẳng định sẽ trợ giúp Giang Hàn không phải làm việc. Ta sẽ chú ý. Nói, Lao kéo đem một phần khoa học kỹ thuật triển lãm đồng hồ để lên bàn. Nàng nói rằng, chiều nay, chính là một năm một lần. Trong khi một tuần khoa học kỹ thuật triển lãm tuần ngày đầu tiên. Ta muốn ở ngày mai hội triển lãm trên, yên lành giết một giết thịnh vui khoa học kỹ thuật uy phong. Đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta trọng môn khoa học kỹ thuật bên này không thành vấn đề, thì nhìn Tuân Dương biểu hiện. Một ngày đi qua, ngày kế. Giang Sách thật sớm đi tới công ty, phát hiện nghiên phát bộ thành viên khác toàn bộ đều đến đông đủ. Ngay cả thân thể tương đương mệt mỏi Miêu Đồng cũng chạy tới công ty. Yêu, đại gia tới đều thật sớm a. Miêu Đồng nói rằng, ngày hôm nay nhưng là triển lãm tuần ngày đầu tiên, chuyện liên quan đến trọng yếu, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi cả ngày không trợ lý, cũng biết chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm a. Giang Sách có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trải qua lần trước sự kiện, Miêu Đồng còn có thể phối hợp như vậy hắn diễn kịch. Như vậy cũng sẽ không bại lộ Giang Sách đích thực thật mục đích. Hắn bất cần đời hai chân chéo nguẩy, ngáp hỏi, cái quỷ gì triển lãm tuần A? Có trọng yếu như vậy sao? Một bên nghiên cứu nhân viên từ Hoài Trung nói rằng, đương nhiên trọng yếu. Triển lãm thứ hai năm một lần, sẽ đem toàn bộ kinh thành hơn 10 gia mới nhất sản phẩm triển lãm đi ra. Đây là công ty thực lực một loại tượng trưng. Hàng năm lúc này, đều là chúng ta thịnh vui khoa học kỹ thuật đại phát thần uy thời điểm. Chỉ là năm nay, từ Hoài Trung sắc mặt trầm xuống, năm nay nghiên cứu có chút không phải thuận, trên tay hạng mục luôn là kém cửa ải cuối cùng làm khó dễ, ai? Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới, ngày hôm nay chỉ có thể trên một ít dự bị sản phẩm. Tuy là không có trở ngại, nhưng khẳng định không đủ kinh diễm. Ước đoán cũng bị trọng môn khoa học kỹ thuật cho hung hăng nhục nhã một trận, đây là từ Hoài Trung sở không muốn thấy. Giang Sách nhún vai, không được là không được thôi, có cái gì tốt thương tâm. Ngươi thả cái gì dám rồi, từ Hoài Trung không vui nói, ngươi cho rằng mỗi người đều với ngươi giống nhau, đối với công tác như vậy lỗ mảng, không nghiêm túc sao. Không biết vì sao, trước đây đối với Giang Sách không thèm để ý chút nào từ Hoài Trung. Ngày hôm nay như là ăn thuốc nổ giống nhau, chứng kiến Giang Sách liền đổi. Nói xong, từ Hoài Trung vô tình hay cố ý liếc nhìn Miêu Đồng, sau đó xoay người rời đi. Giang Sách bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, là ghen tị. Từ Hoài Trung hơn 30, còn chưa có kết hôn, cũng không có nữ bằng hữu, đương nhiên sẽ đối với làm đồng sự cùng nhau làm nghiên cứu Miêu Đồng có ý tứ. Hết lần này tới lần khác, lúc này Giang Sách chặn ngang một cước. Ngày hôm trước còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi dụng 5 triệu mạnh mẽ đoạt lấy Miêu Đồng cả đêm. Từ Hoài Trung thích Miêu Đồng, tự nhiên tuyệt không cam tâm tình nguyện chứng kiến xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng hắn không tiền không thế, ngoại trừ sức sống lại không thể làm gì. Giang Sách cố ý đối với Miêu Đồng nhỏ giọng nói rằng, uy, na họ từ tốt giống như đối với ngươi có ý tứ a. Miêu Đồng nhíu nhíu mày, hắn a, làm việc cổ hủ, tính cách keo kiệt. Người giúp ta bỏ đi hắn tạp niệm cũng tốt, sẽ không đối với ta có cái gì ý đồ không an phận rồi. Giang Sách vẻ mặt đau khổ nói rằng, sách sách sách, người thật đúng là sẽ làm bị thương lòng người. Nói đến phân nửa, Giang Sách bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng, ngày hôm nay mặc kệ Tuân Dương nói với người cái gì, người cũng không muốn tiếp thu, nghe rõ chưa? Ân, Miêu Đồng hiếu kỳ hỏi, hắn sẽ đối với ta nói cái gì? Mặc kệ nói cái gì? Cũng không muốn tiếp thu. A hát, kỳ thực lần trước bị Tuân Dương hại qua một lần sau đó, Miêu Đồng cũng đã đối với Tuân Dương không có bất kỳ hảo cảm. Không cần Giang Sách nói, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Lúc này, Tuân Dương đi lặng lẽ đến rồi từ Hoài Trung bên người, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói rằng, lão từ, người gần nhất hạng mục có phải hay không còn kém một hơi thở a? Từ Hoài Trung không vui nói, lời nói nhảm, chuyện này ngươi không biết sao. Tuân Dương cười hắc hắc, nếu như ta nói,
ta đã tìm được biện pháp giải quyết, ngươi tin không? Từ Hoài Trung hai mắt trừng lớn, thực sự. Tuân Dương từ trong túi quần móc ra một phần văn kiện đặt lên bàn, nơi này có giải quyết ngươi hạng mục cửa ải cuối cùng kỹ năng thuật chi cầm, đừng nói làm huynh đệ không giúp ngươi a. Từ Hoài Trung không dám tin đem văn kiện mở ra, một bên xem một bên hỏi, cái này kỹ năng thuật chi cầm ngươi là từ đâu nhi lấy được? Nâng một người bạn nghiên cứu. Bằng hữu gì lợi hại như vậy? A hát, là một bạn học cũ, ta giúp hắn giải quyết rồi một vấn đề, để hắn cũng giúp ta giải quyết một vấn đề. Thế nào, lão Từ, ta đối với ngươi rất tốt a. Tốt, thật tốt quá, ta đều không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Tuân Dương vỗ vai hắn một cái bàng, báo đáp gì không báo đáp, yên tâm sử dụng a. Nói, Tuân Dương yên lặng đi ra. Đưa lưng về phía Từ Hoài Trung, Tuân Dương lộ ra gian trá nụ cười giảo hoạt. Dùng a. Cái này một phần kỹ năng thuật chi cầm, sẽ làm ngươi trả giá giá thê thảm. Lặng lẽ, Tuân Dương lại tới Miêu Đồng trước mặt, Miêu Đồng để ý cũng không muốn để ý đến hắn. Trực tiếp đem khuôn mặt xoay qua một bên. Tuân Dương tằng hắng một cái, niên muội a, ta biết lần trước sự tình là ta không đúng. Thế nhưng tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, có phải hay không? Nếu như không phải có lần trước sự tình, người sao lại thế cùng Giang Phó Đồng cùng một chỗ đâu? Người xem lão Từ, đều tức giận râu mép đều trắng. Nhắc tới cái này, Miêu Đồng gương mặt vi vi phiếm hồng. Ai, nếu quả như thật cùng Giang Sách cùng một chỗ thì tốt rồi, đáng tiếc chỉ là che giấu tai mắt người mà thôi. Nàng thu hồi nụ cười, không khách khí hỏi, người đến cùng có chuyện gì? Có chuyện nói mau có dám mau thả. Tuân Dương lúng túng lắc đầu, từ miệng túi lại lấy ra một phần văn kiện bày trên bàn. Niên muội, ta biết ngươi nghiên cứu hạng mục còn kém một miếng cuối cùng khí. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi kỹ năng thuật chi cầm, có thể giải quyết ngươi trước mắt nan đề. A, à, Miêu Đồng có chút hưng phấn. Nếu như là thực sự... Nàng là có thể đem trên tay hạng mục lập tức nghiên cứu thành công, đi tham gia buổi chiều hội triển lãm. Nàng kích động đưa tay đặt ở trên văn kiện, không kịp chờ đợi muốn mở ra. Tuân Dương cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười tà ác. Chính là đây giống như ác ma vậy nụ cười, trong nháy mắt làm cho Miêu Đồng từ bị cám dỗ trong trạng thái tỉnh táo lại, nàng lập tức hồi ức bắt đầu vừa mới Giang Sách đã nói. Mặc kệ Tuân Dương cấp cho nàng cái gì, cũng không muốn tiếp thu. Tuy là phần này kỹ năng thuật chi cầm rất mê hoặc, thế nhưng, Tuân Dương cái này nhân loại không đủ tin. Miêu Đồng đã ăn xong một lần thua thiệt, không thể liên tục ăn hai lần thua thiệt, lần trước nàng không tin Giang Sách, tuyển trạch tin tưởng Tuân Dương. Kết quả cấp lại 500 vạn, lúc này đây, nàng dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch tin tưởng Giang Sách. Nàng rất quả quyết đem văn kiện đẩy trở về. Hảo ý lòng ta lĩnh. Không phải tự ta nghiên cứu kết quả, bằng đạo văn. Đây đối với ta tới nói là một loại nhục nhã, ta sẽ không tiếp nhận, ngươi đi đi. Tuân Dương ngây ngẩn cả người, đây là cái gì ngụy biện từ? Hắn nói lần nữa, ta biết ngươi còn đang là sự tình lần trước giận ta, cho nên ta mới cho phép bị rồi phần văn kiện này tới xin lỗi, ngươi không thu, ta rất khó làm a. Khó làm, Miêu Đồng cười ha ha, ngươi không nên ép ta, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tính khí này quật cường nữ nhân, một ngày quyết định sự tình, cũng sẽ không sửa lại. Tuân Dương cũng là bất đắc dĩ. Xem ra, nhiệm vụ của lần này chỉ có thể hoàn thành một nửa. Không quan hệ, ngược lại Miêu Đồng hạng mục thư đã từ Giang Sách bên kia chiếm được, Tuân Dương cũng không nhất định cần phải thu phục Miêu Đồng. Không muốn cũng không cần. Xong rồi. Tuân Dương thu hồi văn kiện, khí hanh hanh ly khai phòng làm việc. Đang ở Tuân Dương chân trước vừa ly khai, Giang Sách liền lắc lư đến rồi Từ Hoài Trung trước mặt, hữu ý vô ý nói rằng, vừa mới Tuân Dương cho ngươi một phần đồ đạc a. Từ Hoài Trung ha hả cười nhạt, làm sao? Chúng ta nghiên cứu nhân viên sự tình, ngươi cũng hiểu. Nghiên cứu sự tình ta không hiểu, thế nhưng lòng người ta hiểu một chút. Thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, Tuân Dương không thể tin, hắn vật ngươi tốt nhất đừng thu. Đúng là thiện ý nhắc nhở. Giang Sách trước giờ biết Tuân Dương kế hoạch, vì không cho vô tội Từ Hoài Trung thiệt thòi lớn, mới có thể mạo hiểm qua đây nhắc nhở. Nhưng là, hảo tâm không có hảo báo. Từ Hoài Trung ha hả cười nhạt, ta theo Tuân Dương là bao nhiêu năm lão bằng hữu,
lão đồng nghiệp. Hắn không thể tin, người có thể tin. Giang Sách, người chính là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp cháy nhà hôi của lão lưu manh. Ta phát thệ, người thêm ở miêu đồng vết thương trên người, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chờ xem ngươi. Giang Sách bất đắc dĩ a, cái này từ Hoài Trung đã hoàn toàn bị cửu hận che đôi mắt. Hắn thật là nhớ nói hắn cùng miêu đồng kỳ thực không có gì. Bất quá, mặc dù hắn nói từ Hoài Trung cũng sẽ không tin tưởng a. Dù sao cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoác cùng tồn tại một phòng. Biết cái gì chưa từng phát sinh, ngày hôm qua miêu đồng mà là bởi vì, thân thể không khỏe, xin nghỉ một ngày, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại mọi người trong công ty đều cho rằng Giang Sách lợi dụng 500 vạn mua miêu đồng một đêm. Hết đường chối cãi. Ai, người có thể chán ghét ta, nhưng không thể không tin ta à? Từ Hoài Trung, có một số việc không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt, Tuân Dương Văn Kiệt, người thực sự không thể nhận. Từ Hoài Trung nở nụ cười, người không cần nhiều phí miệng lưỡi, cái gì là đối với cái gì là sai, ta xem nhất thanh nhị sở. Giang Sách, người không phải sợ ta hôm nay đại xuất danh tiếng, sẽ đoạt trở về miêu đồng sao? Nói cho người biết, ta còn đoạt định rồi. Giang Sách một tay nâng trán, đã không lời nào để nói. Lúc này, Tuân Dương một lần nữa đi trở lại phòng làm việc, Giang Sách thấy tình thế không ổn, nhanh lên lắc lư đi ra. Từ Hoài Trung hứ một ngụm, thấp giọng mắng, đồ dê con mất dịch, muốn lừa gạt lão tử. Người còn nộn rồi. Nửa ngày thời gian đi qua rất nhanh, miêu đồng hạng mục vẫn là như cũ, cắm ở cửa ải cuối cùng làm khó dễ. Trái lại từ Hoài Trung, bởi vì chiếm được Tuân Dương thần trợ công, trực tiếp độ kiếp thành công, hoàn thành hạng mục. Xế chiều hôm nay hội triển lãm, thế tất yếu rực rỡ hào quang. Miêu đồng chu mỏ một cái, có điểm không vui. Nếu như nàng cũng tuyển trạch tin tưởng Tuân Dương, lúc này ước đoán cũng có thể hoàn thành hạng mục. Vấn đề là, nàng lại một lần nữa nhìn về phía Giang Sách. Dựa theo Giang Sách thuyết pháp, Tuân Dương cái này nhân loại không thể tin, nhìn bề ngoài là chuyện tốt. Trên thực tế như thế nào cũng không biết. Bất kể nói thế nào, tuyển trạch tin tưởng Giang Sách chắc là sẽ không sai. Miêu đồng cùng từ Hoài Trung, đối với chuyện này đứng ở hoàn toàn đối lập với nhau phương hướng. Một cái vô điều kiện hoàn toàn tin tưởng Giang Sách, một cái đối với Giang Sách không có chút nào tín nhiệm. Kết quả như thế nào, còn chờ sự thực để chứng minh. Rốt cục, hội triển lãm bắt đầu rồi. Ngày hôm nay, Kinh Thành Khoa học Kỹ thuật trong quán hướng toàn thể thị dân mở ra, chỉ cần mua phiếu có thể vào quán quan sát tại chỗ. Ở khoa học kỹ thuật trong quán Trần Liệt Kinh Thành hơn 10 công ty mấy trăm món tác phẩm. Mỗi một năm lúc này, đều là Kinh Thành một lần buổi lễ long trọng. Đại công ty bày ra tự thân hùng hậu thực lực, công ty nhỏ nhân cơ hội kéo vào tay người đầu tư ánh mắt, có dã tâm công ty tìm cướp đoạt thị trường. Mỗi một nhà công ty đều đối với tự thân có rất rõ ràng định vị. Bất quá, hết thảy đều phải dựa vào tác phẩm nói. Hội triển lãm chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay, Thịnh Nhạc Khoa Kỹ năng phá lệ coi trọng, từ Tổng Giám đốc Lưu Cảnh Minh tự mình dẫn đội. Trọng môn khoa kỹ năng phương diện thì từ Lao kéo dẫn đầu. Song phương ở khoa học kỹ thuật trong quán chạm mặt. Hai nhà công ty mặt đối mặt, có một cái to lớn biểu diễn khu vực, cái này một mảnh cũng chỉ có hai nhà bọn họ, những công ty khác đều tự nhận thực lực không đủ, nhượng bộ lui binh. Không dám theo chân bọn họ khoe sắc. Lưu Cảnh Minh hướng phía Lao kéo chắp tay. Hồi lâu tìm không thấy, Lao kéo tiểu thư càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lao kéo ngẩng đầu lên khinh thường nói, nhiều ngày tìm không thấy, ngươi chính là một dạng khiến người ta nhìn đã cảm thấy ác tâm. Lưu Cảnh Minh sắc mặt trầm xuống. Mặc dù biết Lao kéo tính khí không tốt, nhưng như vậy trước mặt mọi người nhục mạ hắn, vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn đang muốn phản bác hai câu, nhưng mà Lao kéo căn bản không có cho hắn cơ hội, trực tiếp đi liền mở. Song phương đội ngũ gặp thoáng qua thời điểm. Lao kéo hai mắt chăm chú nhìn trong đám người Giang Sách, nhất khắc cũng không rời. Giang Sách nhưng thật giống như không biết nàng giống nhau, chỉ lo cúi đầu chơi điện thoại di động. Hanh! Lao kéo lĩnh người đi đến công ty bọn họ triển lãm vị, bố trí. Lưu Cảnh Minh cũng không cam chịu lạc hậu, bắt đầu sắp xếp người bố trí nơi sân. Trong quá trình,
Miêu Đồng tò mò đối với Giang Sách nói rằng, cái kia lao kéo dường như nhận thức ngươi ai, vừa mới nhìn chằm chằm ngươi xem thật lâu. A hát, Giang Sách nhún vai, có lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai. Để cho nàng động tâm a. Miêu Đồng đảo cặp mắt trắng dã, đừng xú mỹ. Toàn bộ kinh thành người nào không biết lao kéo ghét nhất nam nhân. Còn để cho nàng động tâm, trừ phi ngươi là thiên thần hạ phàm, đại la kim tiên. Lời là nói như vậy. Bất quá Miêu Đồng cũng là thật sự rất tốt kỳ, vì sao lao kéo biết như vậy quan tâm Giang Sách. Luôn cảm giác bọn họ hai người trong lúc đó có cái gì liên lụy. Hội trường bố trí hừng hực khí thế, rất nhanh, hết thảy công ty sản phẩm đều bố trí thỏa đáng, kéo khách nhóm nhao nhao bằng vào vé vào cửa đi đến, đều đâu vào đấy quan sát tại chỗ mỗi một nhà tác phẩm. Này công ty nhỏ tác phẩm rất hấp dẫn trong mắt, lúc đầu bị rất nhiều người nhìn kỹ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại lần nữa về tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng Trọng Môn khoa kỹ năng trên người. Tất cả mọi người biết, hai nhà này mới là quyết định tương lai một năm kinh thành khoa học kỹ thuật công ty đi hướng then chốt. Nhà khác cũng chỉ là vô giúp vui. Kết quả là, hai nhà này biểu diễn khu, kéo khách càng ngày càng nhiều. Khoa học kỹ thuật quán nhân viên công tác hiển nhiên là ngay từ đầu liền dự liệu được loại cục diện này, đã sớm chuẩn bị đại lượng bao la giải đất. Lấy cung kéo khách quan xem. Đồng thời còn có người đặc biệt viên duy trì trật tự. Đây là những công ty khác đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Hôm nay Trọng Môn khoa kỹ năng mang tới tác phẩm rất là chấn động, tất cả mọi người có chút chìm đắm trong đó. Trái lại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, bởi vì lúc trước đem đại lượng tinh lực đầu nhập vào thành dưới đất, đưa tới lần này hội triển lãm tác phẩm đều là được tuyển chọn phương án. Quan cảm còn kém một mảng lớn. Bất quá, vẫn có ngoại lệ. Đó là cái gì? Một gã kéo khách chỉ vào Thịnh Nhạc khoa kỹ năng một món trong đó tác phẩm, lớn tiếng hét dầm lên. Cái này một tiếng nói, trực tiếp đem hết thảy lãm khách ánh mắt đều hấp dẫn tới. Cái này, thật bất khả tư nghị a. Không hổ là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, thực lực chính là so với những công ty khác cường một mảng lớn. Bọn họ nhìn, chính là từ từ hoài trung sáng tạo tác phẩm, cũng là lần này Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cường điệu biểu diễn nhất kiện tác phẩm. Tuy là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng những phương diện khác cũng không bằng Trọng Môn khoa kỹ năng, thế nhưng không quan hệ, chỉ cần có Tử Hoài Trung món này tác phẩm ở, là có thể triệt để ngăn chặn Trọng Môn khoa kỹ năng. Nghe mọi người khích lệ, Tử Hoài Trung có chút kiêu ngạo dương đầu lên. Lưu Cảnh Minh cũng cao hứng tán dương, lão Tử, người một mực nói khả năng không kịp ở hội triển lãm trước nghiên cứu chế tạo thành công, không nghĩ tới tối hậu quan đầu lại đột phá, thực sự là không đơn giản a. Từ Hoài Trung đắc ý nói, đa tạ Lưu kinh lý khích lệ. Kỳ thực, cái này ít nhiều Tuân Dương thần trợ công, nếu như không phải Tuân Dương phần kia kỹ thuật chống đỡ, hắn ước đoán chí ít lại hoa 2 tháng mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Thực sự là đủ hiểm. Từ Hoài Trung trong lòng âm thầm may mắn, may mà không có tin tưởng Giang Sách, tên khốn kiếp kia chính là không thể gặp người khác tốt, cho nên mới phải vẫn nói Tuân Dương nói bậy. Nếu như tin Giang Sách, hắn Tử Hoài Trung bây giờ còn có thể uy phong như vậy sao? Ha ha, Giang Sách cái rác rưởi, lần này rốt cục có thể yên lành ngay trước Miêu Đồng mặt của, hung hăng làm nhục hắn một trận. Tử Hoài Trung cố ý nói rằng, Miêu Đồng, ngươi thấy được a, chỉ có chúng ta loại này làm đến nơi đến chốn, chăm chú làm việc, mới được mọi người nhất trí khen ngợi. Không giống có chút đầu cơ trục lợi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ. Vừa gặp phải sự tình thì nhìn không đến người. Nếu như công ty tất cả đều là người như vậy, sợ là liền đi tới đầu. Từ Hoài Trung thực sự là uy phong lẫm lẫm. Trong lòng hắn vui mừng được ngay, ngày hôm nay như thế làm náo động, tin tưởng chỉ cần Miêu Đồng không mù. Nhất định sẽ thích hắn. Đáng tiếc, Miêu Đồng càng xem càng cảm thấy ác tâm, làm ra vẻ, thậm chí còn không tự chủ được với hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Càng như vậy, Từ Hoài Trung đối với Giang Sách hận lại càng sâu. Lẽ nào, Miêu Đồng bởi vì mất đi trinh tiết, bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục. Giang Sách ngươi một cái vương bát đản. Trong lòng hắn đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên, một nhà tên là Quang Vinh Á khoa học kỹ thuật, công ty nhỏ quản lý đã đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Từ Hoài Trung tác phẩm xem đi xem lại, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Ở trước mặt tất cả mọi người, hắn nổi giận nói tốt.
đường đường kinh thành đệ nhất khoa học kỹ thuật công ty, cư nhiên cũng làm lên cướp gà trộm chó sự tình tới. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Lưu Cảnh Minh sửng sốt một chút, người có ý tứ. Có ý tứ, Quang Vinh Á khoa học kỹ thuật quản lý chỉ vào Từ Hoài Trung tác phẩm, các ngươi cái này tác phẩm sở áp dụng kỹ thuật, là chúng ta công ty gần nhất mới vừa thân thỉnh độc quyền. Còn chưa đối ngoại công khai. Xin hỏi, các ngươi nếu như không phải ăn cắp đoạt được, lại là từ đâu sử dụng? Vinh Á khoa kỹ năng quản lý làm cho hiện trường nóng ran đoàn người, lập tức liền yên tĩnh lại, mỗi người đều trợn to mắt nhìn Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhân viên công tác, chuyện này không sẽ là thật sao? Nếu như Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thực sự làm ra đạo văn những công ty khác thành quả loại sự tình này, na Thịnh Nhạc khoa kỹ năng danh tiếng khả năng liền triệt để thúi. Lưu Cảnh Minh ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, đối với Vinh Á khoa kỹ năng quản lý nổi giận nói, xin ngươi chú ý lời nói của mình. Loại chuyện như vậy là có thể tùy tiện nói lung tung sao? Nói lung tung, Vinh Á khoa kỹ năng quản lý cười lạnh một tiếng, phất phất tay, để cho mình một gã nhân viên công tác đã đi tới, cái này một vị là chúng ta công ty nghiên cứu nhân viên, làm cho hắn liếc mắt nhìn. Cũng biết các ngươi món hàng này đến cùng là đúng hay không lấy trộm làm bọn chúng ta đây công ty mới vừa ghi danh kỹ thuật mới. Tên kia công nhân không dám buông lỏng, loại chuyện như vậy không được phép nửa phần qua loa. Hắn thận trọng đối với Từ Hoài Trung tác phẩm tiến hành rồi toàn phương vị kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận là, chỉ có một bước cuối cùng là lấy trộm rồi công ty bọn họ kỹ thuật. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực, Lưu Cảnh Minh. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Hiện trường lập tức liền tạc lật nồi. Này nguyên bản đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tràn ngập mong đợi kéo khách, lúc này hết sức thất vọng. Chính là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tốt nhất tác phẩm, lại là lấy trộm những công ty khác thành quả nghiên cứu, ha ha, như vậy rèm pha bạo đi ra, thế tất yếu đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng danh tiếng sản sinh không thể đo lường ảnh hưởng nghiêm trọng. Lưu Cảnh Minh sắc mặt thay đổi liên tục. Đè ép đè tay, nói rằng, về chuyện này, công ty chúng ta nhất định sẽ cho đại gia một hợp lý giải thích. Đoàn người không bình tĩnh. Muốn giải thích ngay bây giờ giải thích, đừng lôi lôi kéo kéo. Nói mau, các ngươi là làm sao trộm cướp nhân gia kỹ thuật. Trừ cái này món tác phẩm, những tác phẩm khác có phải hay không cũng đều lấy trộm nhân gia kỹ thuật a? Thua thiệt ta còn đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đầy cõi lòng chờ mong, hiện tại ha ha. Ta đối với trọng môn khoa học kỹ thuật ôm chờ mong tương đối kháo phổ. Lập tức, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thật vất vả kinh doanh tốt danh tiếng, trong nháy mắt đổ nát. Lưu Cảnh Minh hung tợn nhìn chằm chằm Từ Hoài Trung, chất vấn, nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ Hoài Trung cứng họng, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Tác phẩm là hắn đương nhiên phải bị trách nhiệm chủ yếu. Nhưng một bước cuối cùng. Từ Hoài Trung đột nhiên đem bàn tay hướng về phía Tuân Dương, là hắn cung cấp cho ta một bước cuối cùng kỹ thuật chống đỡ, đều là hắn cái hố ta. Tuân Dương cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, ai nha lão Từ, ngươi làm sao cẩu nóng nảy cắn bậy người. Ta từ lúc nào trợ giúp qua ngươi trộm cướp người khác kỹ thuật. Ngươi có cái gì chứng cứ, lấy ra a? Chứng cứ. Từ Hoài Trung bối rối. Hắn đang hoàn thành tác phẩm sau đó. Dựa theo Tuân Dương yêu cầu, đem phần kia kỹ thuật ủng hộ văn kiện trả lại cho Tuân Dương, hiện tại khẳng định bị xử lý xong. Cửa chống không bằng. Từ Hoài Trung nói cái gì, chỉ cần Tuân Dương chết không thừa nhận. Vậy hắn cũng không có biện pháp. Thực sự là câm điếc ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Từ Hoài Trung toàn thân run rẩy, dùng tay chỉ Tuân Dương, ba lần bốn lượt muốn mở miệng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Mắng hắn hai câu. Không có gì dùng. Từ Hoài Trung hối hận a, nếu như hắn ngay từ đầu chợt nghe Giang Sách lời nói, không nên tin nhận trước này cái gian trá tiểu nhân, cũng sẽ không đến tai bước này. Tuân Dương, thật là xấu đến nhà. Lưu Cảnh Minh gật đầu, Từ Hoài Trung, xem ra ngươi không có gì đáng nói. Tại loại này thời khắc mấu chốt, Lưu Cảnh Minh phi thường hiểu được lấy hay bỏ, hiểu được cái gì gọi là thí tốt đảm bảo xe. Hắn đối với Vinh Á khoa kỹ năng quản lý nói, tựa như người xem đến. Trong chuyện này, chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hoàn toàn không biết chuyện, tất cả đều là Từ Hoài Trung vì danh tiếng của mình.
mà không cố pháp luật pháp quy trộm quý công ty kỹ thuật. Vì thế, ta thâm biểu tiếc nuối. Bất quá xin ngài yên tâm, từ Hoài Trung tác phẩm chúng ta sẽ lập tức hạ giá, đồng thời biết phối hợp quý công ty, đối với từ Hoài Trung tiến hành khởi tố. Lưu Cảnh Minh phân phó Thường Hướng Đông, lập tức báo nguy, đem từ Hoài Trung bắt. Là, Thường Hướng Đông không chút do dự báo cảnh sát, đem tất cả trách nhiệm đều giao cho từ Hoài Trung. Mặc dù mọi người đều cảm thấy từ Hoài Trung chỉ là một kẻ chết thay, hung thủ thật sự do người khác, nhưng ít ra hiện nay thai diện thượng xem, từ Hoài Trung là duy nhất đầu sỏ gây nên. Rất nhanh, cảnh sát thì đến hiện trường đem từ Hoài Trung cho bắt đi. Đang bị nắm lúc đi, từ Hoài Trung la to, bệnh tâm thần, trước đây không lâu còn đường làm quan rộng mở chính hắn, làm sao sẽ nghĩ đã có thời khắc này tràng cảnh. Hắn không ngừng mắng, cũng hối hận. Nhìn từ Hoài Trung bị bắt đi thời điểm thất thố, Miêu Đồng vỗ ngực một cái, cảm thấy sợ. Thật là quá kinh hiểm. Sáng sớm hôm nay nếu như không phải Giang Sách cấp cho nàng lời khuyên, nàng kia tuyệt đối không chạy thoát Tuân Dương mê hoặc. Như vậy, lúc này bị cảnh sát mang đi khả năng liền không chỉ là từ Hoài Trung một người. Miêu Đồng vì mình tránh thoát một kiếp mà cảm thấy may mắn. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Sách, nhỏ giọng nói rằng cảm tạ. Giang Sách vẻ mặt mờ mịt, thật giống như cái gì cũng không biết giống nhau, đối với Miêu Đồng cảm tạ làm bộ không nghe thấy. Miêu Đồng biết, Giang Sách đây là đang diễn kịch. Trên người người đàn ông này có quá nhiều bí mật, hắn là làm sao biết Tuân Dương kế hoạch, cùng với Giang Sách ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mục đích, những bí mật này làm cho người đàn ông này có vẻ càng thêm có mị lực. Bí mật làm cho nữ nhân trở nên mỹ lệ hơn. Những lời này cũng tương tự thích hợp với nam nhân. Một hồi sao động sau đó, kéo khách chúng ta đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hết sức thất vọng, nhao nhao hùng hùng hổ hổ ly khai bọn họ triển lãm khu, đi đối diện trọng môn khoa học kỹ thuật. Lúc đầu ngày hôm nay Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cũng không sao đem ra được tác phẩm. Tốt nhất nhất kiện, còn bị chứng thực đạo văn sao chép, ha ha, công ty như vậy còn có cái gì có thể đáng giá chú ý. Không thể nghi ngờ, ngày hôm nay hội triển lãm, lớn nhất người thắng là trọng môn khoa học kỹ thuật. Đã bao nhiêu năm, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lần đầu tiên như vậy mất mặt thảm bại tại người khác trong tay. Lao kéo tại đối diện hơi hơi hí mắt, tự tiếu phi tiếu. Đây hết thảy toàn bộ đều ở kế hoạch của nàng trong, kỳ thực, kế hoạch của nàng chung ngay cả Miêu Đồng cũng sẽ bị cùng nhau mang đi, hiện tại chỉ đem đi từ Hoài Trung chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa công tác. Bất quá, cũng đủ rồi. Hung hăng giết giết Thịnh Nhạc khoa kỹ năng uy phong, tranh đoạt thị trường, còn có cơ hội mượn hơi từ Hoài Trung. Đã rất hoàn mỹ rồi. Lao kéo cùng Lưu Cảnh Minh liếc nhau, ánh mắt của song phương trong tia lửa văng gắp nơi. Sau đó, Lao kéo lại nhìn một chút Giang Sách. Cái này nguyên bản thông minh tháo vát nam nhân, lúc này lại chơi bời lêu lổng cúi đầu chơi game, tựa hồ tất cả không có quan hệ gì với hắn. Giang Sách, ta xem ngươi còn muốn chứa từ lúc nào. Lao lôi đi đến một góc hẻo lánh, lập tức cho mình thủ hạ Dư Mẫn Giai bấm điện thoại. Từ Hoài Trung đã bị cảnh sát mang đi, dựa theo kế hoạch, lập tức chấp hành bước tiếp theo. Tốc độ nhanh, lúc này đây, có thể ngàn vạn lần chớ lại để cho Giang Sách đoạt trước. Bót cảnh sát, mở tối gian phòng nhỏ. Từ Hoài Trung mới vừa bị bắt tới, đã có người thăm tù, mấu chốt là, người này còn chưa phải là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhân, mà là đối thủ một mất một còn trọng môn khoa kỹ năng nhân. Nhìn trước mắt nữ nhân xa lạ, Từ Hoài Trung cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Trọng môn khoa kỹ năng, bộ nhân viên chủ quản Dư Mẫn Giai. Trọng môn khoa kỹ năng, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chế giễu. Dư Mẫn Giai cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ vì chuyện nhàm chán như vậy tình đặc biệt chạy tới một chuyến sao? Hôm nay tới nơi đây, ta là muốn với ngươi đạt thành một khoản hợp tác. Từ Hoài Trung lạnh rên một tiếng, chúng ta nhưng là đối thủ một mất một còn. Có cái gì có thể hợp tác? Ngươi cút đi. Dư Mẫn Giai có chút không vui, nhưng vẫn là cảnh chịu ở lửa giận trong lòng, tiếp tục nói, hiện tại mặt ngươi trước khi là thương nghiệp kỹ thuật trộm cướp khởi tố, chứng cứ vô cùng xác thực, một khi bị hình phạt, 7 năm khởi bước. Từ Hoài Trung, ngươi hy vọng chính mình tại trong ngục giam vượt qua 7 năm sao? Giới lúc đến khi ngươi đi ra, ngươi bao nhiêu tuổi? Hơn nữa thanh danh của ngươi cũng sẽ thúi,
liền tại xã hội thượng sinh tồn đều trắc trở tột cùng. Ngươi thực sự nguyện ý như vậy? Từ Hoài Trung trầm mặc. Nào có người nguyện ý ngồi chồm hổm ngục giam, có thể sự tình đến trình độ này, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự trách mình quá ngây thơ, lên người khác làm. Dư Mẫn Giai tiếp tục nói, ta muốn với ngươi nói hợp tác, chính là giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, không cần ngồi chồm hổm ngục giam. Công ty chúng ta cùng Quang Vinh Á khoa học kỹ thuật vẫn hợp tác ăn ý, bọn họ trên nhiều khía cạnh đều có cầu ở chúng ta. Cho nên, chỉ cần chúng ta chủ tịch mở miệng, thỏa mãn bọn họ một ít thỉnh cầu, bọn họ có thể đối với ngươi trộm cướp hành vi không đáng truy cứu. Bọn họ không truy tố, ngươi cũng không cần ngồi tù. Minh Bạch, Từ Hoài Trung hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như trọng môn khoa kỹ năng chủ tịch đồng ý giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là tốt. Vấn đề là, trên đời này nào có bữa trưa miễn phí? Từ Hoài Trung hỏi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Gia nhập liên minh. Chúng ta trọng môn khoa kỹ năng vô cùng coi trọng nhân tài, giống như ngươi vậy nhân tài ưu tú, chúng ta hy vọng có thể biến thành của mình. Chỉ cần ngươi bằng lòng ly khai Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, gia nhập liên minh chúng ta trọng môn khoa kỹ năng, chúng ta đây chính là mình người, chúng ta chủ tịch tự nhiên sẽ vì mình người ra mặt ra sức bảo vệ. Từ Hoài Trung cảnh giác. Hắn nói rằng, vì sao ta có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Thật giống như các ngươi cùng Quang Vinh Á khoa học kỹ thuật liên thủ lại hãm hại ta. Dư Mẫn Giai nở nụ cười, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Từ Hoài Trung, ngươi bây giờ tình cảnh nào chính mình không có điểm số? Ngươi có tuyển trạch sao? Nàng xem nhìn đồng hồ đeo tay. Lần này nói chuyện với nhau tổng cộng chỉ có 5 min, bút thú đảo bây giờ còn lại 40s không đến. Tuyển trạch hợp tác. Đang ở trên hợp đồng ký tên, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi liền nhất định phải ngồi chồm hổm đại lao. Dư Mẫn Giai đem hợp đồng cùng màu đen bút đặt ở Từ Hoài Trung trước mặt. Từ Hoài Trung cau mày, do dự mà. Hắn cảm giác mình như là một cái để tuyến con rối, bị người ta đùa bỡn xoay quanh, tuyệt không muốn ký phần này hợp đồng. Có thể không phải ký, hắn phải ngồi tù. 40S đi qua rất nhanh. Cảnh viên đẩy cửa ra nói rằng. Đã đến giờ, Dư tiểu thư, mời trở về đi. Dư Mẫn Giai thở dài, xem ra chúng ta không có cộng sự duyên phận, Từ Hoài Trung, tái kiến. Đang ở nàng chuẩn bị thu hồi hợp đồng thời điểm, Từ Hoài Trung một bả đoạt lại. Cầm lấy trên bàn màu đen bút, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, thật nhanh ở tính danh nam một cột ký xuống tên của mình. Ta nguyện ý gia nhập liên minh trọng môn khoa kỹ năng, cũng xin quý công ty toàn lực cứu ta. Ta không muốn ngồi tù. Dư Mẫn Giai rất hài lòng thu hồi hợp đồng. Hiện tại chúng ta là đồng nghiệp, chuyện của ngươi chính là trọng môn khoa kỹ năng chuyện, nhất định toàn lực cứu. Ngươi an tâm ở bên trong ở mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Dư Mẫn Giai cầm hợp đồng lên ly khai. Đi về trên xe, nàng cho Lao Kéo phát một cái tin nhắn ngắn, hai chữ OK. Thu được tin nhắn ngắn Lao Kéo căng tâm vui mừng. Một lần này kế hoạch thi hành tương đương thành công, không có bất kỳ người nào đi ra làm dối, cuối cùng là thành công hòa nhau một thành. Lao Kéo dài ra một hơi thở, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, ta xem ngươi còn có vài ngày có thể nhảy nhót. Hội triển lãm ngày đầu tiên kết thúc. Nguyên bổn định triển lãm 7 ngày Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, lại lựa chọn lâm thời rút lui đài, vẻn vẹn một ngày liền không nữa triển lãm rồi. Cái này trở thành nghiệp giới chê cười. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nội bộ, chủ tịch phòng làm việc. Giang Hàn Phi ngồi ở ghế trên, mặt trầm như nước, đối diện Lưu Cảnh Minh một mực cung kính đứng. Ban ngày chuyện đã xảy ra, Giang Hàn Phi đã toàn bộ đều đã biết, bọn họ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lúc này đây nhưng là mất mặt vứt xuống nhà. Giang Hàn Phi hết sức thất vọng. Hắn giọng nói bất thiện hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Hoài Trung làm sao có thể sẽ phạm cấp thấp như vậy sai lầm? Lưu Cảnh Minh nói rằng, đúng vậy, Từ Hoài Trung là công nhân viên kỳ cựu rồi, tác phong ta cũng biết, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này, ta đoán. Công ty ra nằm vùng. Giang Hàn Phi hỏi, người nào? Tuân Dương, Lưu Cảnh Minh thôi chắc nói, căn cứ Từ Hoài Trung bị bắt phía trước ngôn luận, hắn là bị Tuân Dương hại, mặc dù không có chứng cứ, nhưng này bị cái hố tuyệt vọng biểu tình không làm giả được. Còn có lần trước Miêu Đồng sự kiện. Căn cứ Miêu Đồng tiết lộ,
kỳ thực trách nhiệm chủ yếu đã ở Tuân Dương. Giang Hàn Phi nói rằng, nói cách khác, cái này Tuân Dương cố ý phân hóa trong công ty chúng ta bộ phận. Lưu Cảnh Minh gật đầu, không chỉ có như vậy, căn cứ cơ sở ngầm hội báo, Từ Hoài Trung đã bị trọng môn khoa kỹ năng bắt. Nói cách khác, Tuân Dương đem chúng ta công ty kỹ thuật nồng cốt nhân viên ép đi, từ trọng môn khoa kỹ năng tiếp nhận. Cái này rất xấu rồi. Giang Hàn Phi hé mắt, thực sự là ác độc kế sách ha, Ngô lão gia con kia chết tiệt cáo giả, khắp nơi đều ở đây nhằm vào ta, xử ra đều là một ít thấp hèn thủ đoạn. Lưu Cảnh Minh nhắc nhở, hơn nữa chủ tịch, mục tiêu của bọn họ là Từ Hoài Trung, Miêu Đồng, cùng với sớm đã bị xúi dục Tuân Dương, người không cảm thấy quá xảo hợp rồi không? Giang Hàn Phi tỉnh ngộ lại. Ngươi là nói, Ngô lão gia đã theo dõi mà hạ thành. Là. Giang Hàn Phi nói rằng, ba người này vẫn tham dự mà hạ thành công tác. Mặc dù đối với tình hình thực tế hoàn toàn không biết, nhưng nói như thế nào cũng là có tham dự. Ngô lão gia đem bọn họ ba cái đều lộng tẩu lời nói, mà hạ thành sự tình thật vẫn được phòng một phòng. Mà hạ thành là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạch tâm. Chỉ cần mà hạ thành vẫn tồn tại, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cũng sẽ không rồi ngã xuống. Cho nên, Giang Hàn Phi quyết không thể làm cho mà hạ thành bí mật bị trọng môn khoa kỹ năng đào đi. Hắn nói rằng, hiện nay mà hạ thành mới nhất nghiên cứu đã tiến vào tối hậu quan đầu. Các loại lần này nghiên cứu kết thúc, liền tạm thời đóng cửa một đoạn thời gian. Dưới lúc, đem Miêu Đồng, Tuân Dương đều giải quyết rơi, người một lần nữa xem xét mới nghiên cứu nhân viên. Lưu Cảnh Minh lĩnh mệnh, thuộc hạ minh bạch. Hắn vừa mới chuẩn bị đi, Giang Hàn Phi gọi hắn lại, dò hỏi, còn có một việc, Giang Sách gần nhất thế nào? Lưu Cảnh Minh hồi đáp, như cũ, cả ngày chơi bời lêu lổng không có chuyện gì, thường hướng đông dựa theo yêu cầu của ta đem Giang Sách cho giá không. Hắn muốn làm cũng không làm được cái gì. Gần nhất hắn càng là buồn chán đã có rồi chút đặc thù ham mê, si mê Miêu Đồng, không nhìn ra còn là một sắc phôi. Giang Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm, như vậy tốt nhất, tiếp tục mất quyền lực hắn, không nên để cho hắn có bất kỳ tham dự thực sự cơ hội. Minh bạch. Nói xong, Lưu Cảnh Minh xoay người rời đi. Bên trong phòng làm việc, Giang Hàn Phi một thân một mình ngồi ở ghế trên, tự lẩm bẩm, Giang Sách a Giang Sách, nếu như ngươi thực sự thông minh. Vẫn bảo trì hiện trạng là được rồi. Ta quản ngươi ăn bất kể ngươi ở, không muốn ngươi công tác trả lại cho ngươi một số tiền lớn, hảo hảo hưởng thụ thời gian là được rồi. Nếu như ngươi dám ở nói lý ra gây sự tình, vậy cũng trách ta thủ đoạn độc ác. Tại sao Tây Nhai 556 hào, biệt thự? Đêm khuya, Giang Sách về đến nhà, ngồi ở trên ghế salon, đem ban ngày chuyện đã xảy ra cùng Mặc Cho Chỉ Lan, Cửu Trắng tự thuật qua một lần. Mặc Cho Chỉ Lan liên tục lấy làm kỳ, không nghĩ tới a, Lưu Cảnh Minh thông minh như vậy nhân cũng sẽ bị hãm hại. Giang Sách nói rằng, Lưu Cảnh Minh thông minh, lao kéo cũng không phải tỉnh du đích đăng, huống chi trong công ty ra nằm vùng, Lưu Cảnh Minh càng thêm khó lòng phòng bị. Lúc này đây sẽ bị đón đầu thống kích cũng không kỳ quái, bất quá, tin tưởng Lưu Cảnh Minh cũng đã ý thức được Tuân Dương thân phận nằm vùng rồi. Hắn sẽ đối với Tuân Dương động thủ đi. Đây cũng không phải là ta muốn quan tâm. Giang Sách nói rằng, hiện tại Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cùng trọng môn khoa kỹ năng đấu rất lợi hại, Lưu Cảnh Minh, lao kéo cùng thi triển thần thông, như vậy thì sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người ta, cũng thuận tiện ta làm chuyện của mình. Đang nói, Cự Giải hưng phấn đi ra. Thông suốt, hoàn thành. Nhanh như vậy. Ân. Lần trước, Giang Sách đem Miêu Đồng viết chính tả hạng mục thư giao cho Cự Giải. Làm cho hắn tiến hành một ít sửa chữa, ở đại cương không đổi dưới tình huống, có thể chế tạo một ít đặc thù khí thể, do đó nặng thêm cái kia chân chính Giang Hàn Phi bệnh tình. Cự Giải không có nhục sứ mệnh, rốt cục hoàn thành. Hắn đem mới hạng mục thư để lên bàn, thông suốt, đây chính là mới hạng mục sách, dựa theo phía trên này yêu cầu đi làm, tuyệt đối có thể đạt được mục đích của ngươi. Tin tưởng rất nhanh người kia bệnh tình sẽ nặng thêm. Dưới lúc, ngươi thì có cơ hội cùng thực sự phụ thân gặp mặt. Giang Sách cầm lấy trên bàn mới hạng mục thư, khó nén kích động trong lòng cùng vui sướng, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục trông. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều chiếm cứ. Kế hoạch chính thức khai triển. Thừa dịp Lưu Cảnh Minh cùng lao kéo chiến đấu vui vẻ thời điểm, ta muốn quanh co đánh thọc sườn.
cho Lưu Cảnh Minh cùng với cái kia hàng giả một cái to lớn kinh hỉ. Nói, Giang Sách lập tức cho Miêu Đồng bấm một trận điện thoại. "Uy, Miêu Đồng, đã ngủ chưa?" "Còn không có, mới vừa tắm rửa xong, trễ như thế gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" "Ân, có chút việc." "Chuyện gì?" "Ta, nhớ ngươi, tưởng niệm ngươi na đầy áp khêu gợi thân thể, hận không thể hiện tại lập tức đi với ngươi gặp mặt, có thể chứ?" Bên đầu điện thoại kia trầm mặc hồi lâu. "Giang Sách, ngươi lại muốn tìm ta hỗ trợ cái gì?" "Ha ha, cái này Miêu Đồng xem ra rốt cục khai khiếu." Giang Sách chăm chú nói rằng, "Ta đối với ngươi lần trước hạng mục thư tiến hành rồi một điểm sửa chữa, hy vọng ngươi có thể đủ ở sau này mà hạ thành hạng mục nghiên cứu trung tâm, dựa theo yêu cầu của ta đi làm." "Hành, ta cũng biết, ngươi tìm ta chuẩn bị xong sự tình. Cho ngươi 30 min chạy tới, thời gian qua bản cô nương sẽ rất ngủ." Liền tới. Ngày kế, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bộ nghiên cứu. Toàn bộ bộ môn nằm ở một loại vô cùng khẩn trương nghiêm túc trong không khí, bởi vì từ nghi ngờ chung sai lầm, đưa tới toàn bộ ngành người bị liên lụy. Chủ tịch đã ra lệnh, trong khoảng thời gian này biểu hiện không tốt, liền cuốn gói rời đi. Đồng thời chế định tương đương nghiêm khắc KPI, không hoàn thành cũng muốn rời đi. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Giang Sách. Thường Hướng Đông vẫn là dựa theo Lưu Cảnh Minh chỉ thị, không để cho Giang Sách bất kỳ công tác, cô lập hắn, mất quyền lực hắn, làm cho hắn trở thành một có tiếng mà không có miếng phó đồng. Giang Sách cũng vui vẻ tự tại, nhìn qua quả thực không quản không hỏi, cái gì cũng không quan tâm. Đang lúc mọi người đều công tác như hỏa như đồ thời điểm. Thường đi Hướng Đông đến rồi Miêu Đồng bên người, nói với nàng rồi vài câu, sau đó Miêu Đồng liền vội vã ly khai. Người khác không biết, nhưng Giang Sách rõ ràng, mà hạ thành nhiệm vụ mới tới. Giang Sách tuy là biểu hiện ra bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng khẩn trương không ngớt, đêm qua hắn đã đem mới nhất hạng mục thư cho đến rồi Miêu Đồng. Miêu Đồng có thể hay không hoàn toàn tiếp thu, Lưu Cảnh Minh bọn họ có thể hay không phát hiện cái gì cạm bẫy, những thứ này đều là ẩn số. Có thể hay không nhìn thấy phụ thân, thì nhìn Miêu Đồng biểu hiện. Chờ đợi quá trình là dày vò. Hầu như cả ngày, Miêu Đồng cũng không có trở lại bộ nghiên cứu. Về nhà Lạc Tương Đương. Tại hạ ban thời điểm, Giang Sách lười biếng hai tay cắm ở trong túi đi ra. Ngày hôm nay, Miêu Đồng biểu hiện sẽ như thế nào? Trong lòng hắn không đứng ở hỏi. Mãi cho đến. Leng keng. Làm Giang Sách đi xuống lầu, đi tới xe mình bên cạnh bên thời điểm, bị một cái đến từ Miêu Đồng tin nhắn ngắn, nội dung rất đơn giản. Chính là một câu nói, người tiễn ta bánh gato ăn xong lạp. Đây là một câu tiếng lóng. Bánh gato, chỉ chính là hạng mục thư. Ăn xong rồi, cũng liền ý nghĩa Miêu Đồng đã hoàn toàn dựa theo Giang Sách chỉ thị đi làm. Toàn bộ kế hoạch mới đầu xem như là hoàn thành, kế tiếp, sẽ nhìn xuống đất hạ thành bên kia. Giang Sách cất điện thoại di động, lái xe về nhà. Đêm nay, đã định trước khó có thể ngủ. Đêm khuya vô cùng. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch Giang Hàn Phi đang ở trong nhà của mình ngồi, một tay bưng chén trà, một tay cầm điều khiển từ xa tùy ý phát hình tin tức. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên, còn rất gấp gáp. Đã trễ thế này, sẽ là ai? Lão Ôn, đi xem. Quản gia Lão Ôn đi mở cửa, chứng kiến Lưu Cảnh Minh vẻ mặt khẩn trương đứng ở cửa, từng ngụm thở hổn hển. Lưu Kinh Lý, lớn buổi tối sao ngươi lại tới đây? Ta tìm chủ tịch có việc gấp. Giang Hàn Phi đã nghe được Lưu Cảnh Minh thanh âm, nhíu mày. Hắn lúc ở nhà phi thường chán ghét có người quấy rối, đặc biệt chuyện công tác, càng là không muốn nói. Lưu Cảnh Minh không phải là không biết điểm này. Nhưng hắn vẫn phải tới, cái này nói rõ công ty nhất định gặp lớn vô cùng phiền phức. Vào đi. Lưu Cảnh Minh nhanh lên tiểu bào đi tới Giang Hàn Phi trước mặt, thở không ra hơi nói rằng, không xong chủ tịch. Xảy ra chuyện lớn. Vội cái gì? Giang Hàn Phi vẻ mặt không vui hỏi, xảy ra đại sự gì? Ngô lão gia vẫn là lao kéo lại làm yêu. Đều không phải là, tất nhiên hạ thành đã xảy ra chuyện. Ân, Giang Hàn Phi lập tức trở nên khẩn trương, vội hỏi, nói, xảy ra chuyện gì? Mà hạ thành chính là cái kia người bệnh tình nặng thêm, ngất đi. An bài vài tên bác sĩ toàn bộ đều thúc thủ vô sách. Thậm chí để cho chúng ta có thể chuẩn bị hậu sự rồi.
Cái gì? Giang Hàn Phi triệt để không còn cách nào giữ được tỉnh táo rồi. Hắn không hiểu hỏi, mấy ngày hôm trước không phải cũng khỏe tốt sao? Làm sao lại đột nhiên bệnh tình tăng thêm? Không phải để cho ngươi khống chế lượng thuốc sao? Lưu Cảnh Minh vẻ mặt vô tội, ta đã rất khống chế lượng thuốc. Thế nhưng chủ tịch, ngươi không phải là không biết, là hắn thân thể kia, vốn là không thể tiếp tục uống thuốc. Lúc nào cũng có thể bỏ mạng, đây hoàn toàn là đột nhiên tình trạng A. Giang Hàn Phi cắn răng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mà Hạ Thành chính là cái kia người đối với hắn cực kỳ trọng yếu, đã không có hắn, giống như là ô tô mất đi động cơ, Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng tuyệt đối muốn bại liệt. Lúc đầu gần nhất cũng bởi vì hội triển lãm sự tình, Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng danh tiếng đã rất thúi rồi. Nếu như mất đi nữa máy này, động cơ, na Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng làm sao còn cùng trọng môn khoa học kỹ thuật đấu? Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Lưu Cảnh Minh nói rằng, có thể sinh tử có số, mời thầy thuốc tới đều thúc thủ vô sách, làm sao bây giờ? Giang Hàn Phi khẽ ngẩng đầu lên, không phải, còn có một cái bác sĩ. Năng lực của hắn có thể cứu được người kia. Lưu Cảnh Minh đương nhiên biết người thầy thuốc này là ai. Chỉ có Giang Sách. Hắn lắc đầu liên tục, chủ tịch, người không thể làm cho Giang Sách cùng người kia gặp mặt. Quá nguy hiểm, một ngày Giang Sách phát hiện bất kỳ đầu mối nào, vậy không quang Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng, thậm chí tánh mạng của ngươi đều sẽ chịu đến uy hiếp. Ta đương nhiên biết, nhưng bây giờ ngoại trừ Giang Sách, không ai có thể bảo trụ người kia mệnh. Giang Hàn Phi ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, do dự mãi, nghĩ biện pháp, ở tận khả năng an toàn dưới tình huống, để cho bọn họ gặp mặt. Lưu Cảnh Minh mặt ủ mày trao. Cái này quá khó khăn. Giang Sách vốn là thông minh tuyệt đỉnh, muốn đã lừa gạt hắn không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đùa mà thành thật. Chủ tịch, làm phiền ngài phối hợp một chút, Lưu Cảnh Minh nói rằng. Có thể. Đêm khuya biệt thự, Giang Sách lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, trắng đêm không ngủ. Hắn đang đợi một trận điện thoại, một trận không gì sánh được trọng yếu điện thoại, nếu như đêm nay tiếp không được, na. Không phải, nhất định sẽ nhận được. Chờ a chờ. Ở Hưng Đông tiếng chuông gõ 12 xuống thời điểm, rốt cục, hắn chờ đến na thông đến chậm điện thoại của. Đinh linh linh, đinh linh linh. Giang Sách tâm chợt nói lên. Nhưng lập tức liền như thế kích động, hắn vẫn kiềm chế bất động, cho cừu trắng một ánh mắt nêu lên. Cừu trắng ngầm hiểu, đi tới tiếp thông điện thoại, một bên ngáp một bên lười biếng hỏi, uy, người nào nha? Đêm hôm khuya khoác gọi điện thoại qua đây. Là ta, Lưu Cảnh Minh. Lưu Kinh Lý A, trễ như thế đánh tới có chuyện gì không? Ta tìm Giang Phó Đồng, có việc gấp, nhanh, nhanh làm cho hắn nghe điện thoại. A hát, chờ. Cừu trắng nhìn về phía Giang Sách, hô một tiếng, Giang thầy thuốc, Lưu Kinh Lý điện thoại của, tìm ngươi có việc gấp. Giang Sách thở ra một hơi dài. Hắn chậm rãi đi tới nghe điện thoại, một bước mới vừa tỉnh ngủ khẩu khí, hỏi, Lưu Kinh Lý, lớn buổi tối tìm ta có chuyện gì không? Ta đều vây. Giang Phó Đồng, xảy ra chuyện lớn. Phụ thân của ngươi, cũng chính là chủ tịch, hắn bệnh tình nặng thêm, hôn mê đi. Bên này bác sĩ toàn bộ đều thúc thủ vô sách, chủ tịch tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc a. Ta biết y thuật của ngươi rất cao, mau tới đây nhìn. Giang Sách lập tức thay một bộ khẩn trương giọng nói, tốt, ta lập tức liền tới, ngươi đem cho ta địa chỉ, ta sẽ đi ngay bây giờ đi qua. Cúp điện thoại, Giang Sách lập tức bỏ vào đến từ Lưu Cảnh Minh gửi đi địa chỉ. Đây là Giang Hàn Phi gia. Nhìn trong tay địa chỉ. Giang Sách trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kỳ vọng. Đêm nay đem nhìn thấy, là hàng giả vẫn là chính phẩm. Đáng để mong chờ a. Lưu Cảnh Minh hôn lái xe tới đến rồi Giang Sách ở biệt thự, mang theo hắn đi trước chủ tịch Giang Hàn Phi chỗ ở. Dọc theo đường đi, Lưu Cảnh Minh trầm mặc ít nói. Từ hắn thần sắc khẩn trương cũng có thể thấy được lần này sự kiện nghiêm trọng tính. Không sai biệt lắm 20 phút thời gian, đậu xe rồi. Giang Phó Đồng, chủ tịch hắn thì ở lại đây, chúng ta vào đi thôi. Tốt. Lưu Cảnh Minh mang theo Giang Sách hướng biệt thự phương hướng đi tới. Còn chưa tới cửa, liền thấy quản gia tới lui lui đạp bộ, thần sắc khẩn trương không ngớt. Ai yêu, Lưu Kinh Lý ngươi trở lại rồi,
người mang tới chưa? Quản gia hỏi. Mang đến, cái này một vị chính là y thuật cao siêu Giang Sách Giang Phó Đồng. Cũng là chủ tịch đại công tử, Lưu Cảnh Minh nói rằng. Quản gia kích động vô cùng đi tới cầm Giang Sách tay, đại thiếu gia, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở đây dạng dưới tình huống với người gặp mặt. Lão thân ta theo chủ nhân gần 10 năm, thực sự không thể gặp chủ nhân bộ dáng này, người nhanh mau cứu hắn a. Giang Sách khẳng định hồi đáp, yên tâm đi, đó là của ta phụ thân, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu chữa. Không nói nhiều nói, quản gia mang theo Giang Sách, Lưu Cảnh Minh đi vào trong. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, chứng kiến vài vị bác sĩ chân mày không phải phát triển ngồi ở trên ghế salon, đang ở thảo luận kịch liệt cứu trợ biện pháp. Từ bọn họ khẩn trương bộ dáng gấp gáp có thể nhìn ra được, cũng không có tính ra cái gì biện pháp hữu hiệu. Chủ nhân ở lầu 2 ngọa thất. Quản gia mang theo Giang Sách đi tới cửa phòng ngủ, Lưu Cảnh Minh đứng lại không hướng đi vào trong rồi, mà là đang cửa chờ. Giang Sách một mình mang theo cái hòm thuốc, theo quản gia đi vào trong. Bên trong phòng ngọn đèn có chút hôn ám. Quản gia giải thích, chủ nhân hắn đã bệnh nặng đến mất đi ý thức, ngất đi, bác sĩ nói tia sáng biết kích thích thân thể hắn, nặng thêm bệnh tình, cho nên liền tạm thời đem ngọn đèn đánh tối sầm điểm. Tia sáng biết kích thích thân thể. Ha ha, Giang Sách trong lòng cười, hắn cũng không biết có cái chủng này thuyết pháp. Nghe, giống như là vì đem ngọn đèn cho đánh ám một điểm mà tìm mượn cớ, càng như vậy, thì càng khả nghi. Chủ nhân liền nằm ở trên giường. Quản gia cũng đứng lại, không hề đi vào trong. Giang Sách một thân một mình đi tới bên giường, ngồi xuống ghế, nhìn nằm trên giường bệnh Giang Hàn Phi. Nhịp tim của hắn cực nhanh gia tốc. Đơn giản là, lúc này nằm ở trên giường có thể là chân chính Giang Hàn Phi. 3. Giang Sách ở trong lòng nặng nề hô một tiếng. Bất quá, hắn vẫn kềm chế rồi tâm tình, dùng hơi có chút tay run rẩy, đem chăn trên giường xốc lên. Lúc này nằm, cùng cái kia hàng giả dáng dấp hầu như giống nhau như đúc. Bất quá, cái này Giang Hàn Phi hai tay của tràn đầy vết chai, xù xì rất. Vừa nhìn chính là quanh năm suốt tháng làm việc đưa đến. Cùng trước cái kia tế bị nộn nhục hàng giả không hề cùng dạng. Có thể khẳng định, cái này chính là chân chính Giang Hàn Phi. Lần này, Giang Sách nghi vấn liền giải quyết triệt để rồi. Hắn sở suy đoán đều là chính xác. Hàng giả đem chân chính Giang Hàn Phi cho nhốt ở thành dưới đất, đồng thời dùng dược vật khống chế được, làm cho hắn cho mình nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao, do đó làm lớn thịnh vui khoa học kỹ thuật cái này phẩm bài. Kết quả chân chính Giang Hàn Phi bởi vì quanh năm suốt tháng dùng dược vật, đưa tới thân thể triệt để báo hỏng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không phải mầm đồng trợ giúp, đến bây giờ Giang Sách ước đoán đều không thể nhìn thấy chân chính Giang Hàn Phi. Na, hàng giả đi nơi nào? Giang Sách suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, ước đoán cái kia hàng giả là muốn Giang Sách xuất thủ cứu trợ chân chính Giang Hàn Phi, cho nên mới tới rồi cái kim thiền thoát xác. Hắn đem thực sự Giang Hàn Phi, thả, rồi đi ra. Chính mình trốn đi. Kể từ đó, thai diện thượng vẫn cũng chỉ có một Giang Hàn Phi, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra kẽ hở. Đến khi Giang Sách cứu được rồi cái này chân chính Giang Hàn Phi. Như vậy, hàng giả liền ra tới một lần nữa thay thế hắn, dưới lúc, Giang Sách lại sẽ không thấy được phụ thân mặt. Lựa chọn như thế nào? Hiện tại liền mang theo phụ thân xông ra. Không được. Thời khắc này phụ thân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Giang Sách đầu tiên phải làm là cứu trợ phụ thân, mà không phải mang theo phụ thân xông ra. Chính hắn chống lại làm lại nhiều lần, nhưng phụ thân không chịu nổi. Hơi chút dập đầu lấy đụng đều có thể ra đại sự, sơ sót một cái, sẽ muốn phụ thân mệnh, hơn nữa nơi này là kinh thành, hàng giả mạng lưới quan hệ rất khổng lồ, lại có một trong tam đại gia tộc Đàm gia làm chỗ dựa vững chắc. Coi như mang theo phụ thân chạy đi, muốn bình an ly khai. Cũng cơ hồ không có khả năng. Giang Sách thở ra một hơi dài. Hiện tại, vẫn không thể sằng bậy. Trước cứu trợ phụ thân, làm cho bệnh tình của hắn ổn định lại, sau đó tìm một người thích hợp thời cơ đem phụ thân cấp cứu đi ra, vạch trần hàng giả đích thực diện mục. Xác định rõ lộ tuyến phương châm, Giang Sách không do dự nữa. Hắn móc ra biển thước thần châm, bắt đầu cho phụ thân chữa bệnh. Bệnh của phụ thân quả thực rất nghiêm trọng, so với lần trước cứu trị người tuổi trẻ kia còn nghiêm trọng hơn,
không phải một chốc có thể làm được. Giang Sách tuyển trạch trước hết để cho bệnh tình ổn định lại, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Ở dài đến 3 giờ ghim kim, dùng thuốc sau đó, Giang Hàn Phi tình huống rốt cục ổn định lại, thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, đã có thể tự do hô hấp. Chỉ là, về sau không thể lại dùng loại thuốc kia vật. Thiên, tảng sáng. Giang Sách hướng về phía nằm trên giường bệnh phụ thân nhỏ giọng nói rằng, ba, người trước đi thành dưới đất tu dưỡng một đoạn thời gian. Con trai cam đoan với ngươi, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem ngươi cứu ra. Nói xong, hắn lau mồ hôi, hướng phía cửa phòng đi tới. Quản gia cùng Lưu Cảnh Minh đồng thời tiến lên đón, dò hỏi, thế nào, chủ tịch bệnh của hắn khỏe chưa? Giang Sách hồi đáp, đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Nhưng tình huống như cũ không cần lạc quan, ta sẽ mở một bộ dược đơn, đồng thời mở một phần thực đơn, các ngươi dựa theo thuốc của ta đơn cùng thực đơn. Nghiêm ngặt khống chế hắn mỗi ngày dùng thuốc theo vào thực, cấm ăn bất kỳ vật gì khác. Nếu không, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cũng nữa không cứu sống. Lưu Cảnh Minh cùng quản gia đồng thời gật đầu. Hiểu. Được rồi, đi theo ta. Giang Sách mang theo bọn họ đi xuống lầu, sau đó khai xuất dược đơn cùng thực đơn, nhiều lần căn dặn sau đó, từ chuyến đặc biệt tài xế phụ trách đuổi về biệt thự. Lúc rời thời điểm, Giang Sách cuối cùng nhìn thoáng qua. Ngày hôm nay, là hắn cùng phụ thân ở trong vòng 10 năm lần đầu tiên gặp mặt, tuy là phụ thân không có mở mắt ra nhìn hắn, nhưng ít ra Giang Sách có thể xác định, phụ thân còn sống. Chỉ cần còn sống, thì có cứu. Rất nhanh, Giang Sách về tới biệt thự, mặc cho Chỉ Lan vội vàng đem hắn nâng đến phòng khách sofa ngồi xuống, liền vội vàng hỏi thế nào, gặp được sao? Giang Sách khẳng định gật đầu. Là thật sao? Ân. Nghe được trả lời như vậy, mặc cho Chỉ Lan kích động nước mắt hầu như đều phải ngã xuống, nàng tự tay che miệng, mừng đến chảy nước mắt. Cừu Trắng hỏi, Na Thống Suất, ngươi chuẩn bị làm sao đem lệnh tôn cứu ra? Mặc cho Chỉ Lan xoa xoa nước mắt, cũng nói thật, đúng vậy, hiện tại Hàn Phi hắn bị giam dưới đất thành, chúng ta được mau sớm động thủ, nếu không, Hàn Phi rất có thể sẽ tao ngộ bất trắc. Đối mặt bọn hắn truy vấn, Giang Sách trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Giang Sách nói rằng, trước không nóng nảy động thủ cứu người, đợi một đoạn thời gian lại nói. Vì sao, Nhâm Chỉ Lan tuyệt không lý giải. Ba ta hắn bệnh rất nặng, cần tĩnh dưỡng. Giang Sách giải thích, nếu như bây giờ vội vội vàng vàng đem người cứu ra, thứ nhất chúng ta không có thời gian tinh lực đi cho đến hắn rất tốt chiếu cố, thứ hai còn muốn đối mặt hàng giả liều mạng làm khó dễ, ngược lại bất lợi cho ba của ta khôi phục. Cho nên... chẳng làm cho hàng giả thay thế chúng ta chiếu cố một đoạn thời gian, chúng ta nhân cơ hội trong khoảng thời gian này nghĩ ra vạn toàn giải cứu phương án. Nhâm Chỉ Lan hỏi, Na hàng giả có thể hay không đối với Hàn Phi bất lợi a? Sẽ không, Giang Sách nói rằng, ba của ta nghiên cứu năng lực là thịnh vui khoa học kỹ thuật cường thịnh động lực hạt nhân, hàng giả tuyệt đối sẽ không cho phép phụ thân gặp chuyện không may. Cho nên trong khoảng thời gian này nhất định sẽ đem hết toàn lực chiếu cố phụ thân. Cộng thêm ta mở ra dược đơn cùng thực đơn, tin tưởng không ra một tuần, phụ thân thì sẽ khôi phục cái ba, bốn thành. Dưới lúc, chính là chúng ta động thủ cứu người thời cơ tốt nhất. Nói cách khác, thời gian định ở không sai biệt lắm một tuần sau đó. Cừu Trắng khẽ nhíu mày, vươn hai ngón tay, hiện tại có hai điểm phiền toái nhất. Đệ nhất, chúng ta không biết hạ thành cụ thể địa chỉ, đệ nhị, cứu ra nhóm người sau. Ứng đối ra sao hàng giả thậm chí đàm ra truy sát. Hai chuyện này quả thực tương đương phiền phức. Giang Sách không có trực tiếp trả lời, mà là từ hắn sách trong hòm thuốc lấy ra một cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, bên trong là một cái thủy tinh trong suốt hộp, đi qua thủy tinh có thể chứng kiến ở bên trong có một như là trùng nhộng một dạng đồ đạc, đồng thời ở trong hộp có màu sắc phi thường diễm lệ đóa hoa. Trùng nhộng đi qua hút đóa hoa tinh túy thu được trưởng thành. Đây là, Cừu Trắng xem không hiểu. Cổ. Giang Sách chỉ nói một chữ, để Cừu Trắng cùng Nhâm Chỉ Lan sắc mặt cũng thay đổi. Cổ. Loại vật này chỉ ở tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình kịch bên trong thấy qua, chưa từng có ở trong hiện thực sinh hoạt thấy qua. Không biết Giang Sách tại sao muốn dùng cổ. Nhâm Chỉ Lan hỏi, Sách Nhi, ngươi là cần cổ đi đối phó hàng giả sao? Giang Sách lắc đầu. Giải thích ta cũng sẽ không dùng cổ tới hại nhân, cái này cổ thuật là từ trong nghiên tập có được,
là cứu người cổ. Trước đây Tân Kỳ sáng tạo, từ bỏ thiên kiến bè phái, lấy bọn họ Tân gia y thuật làm căn cơ, tập mỗi bên ra sở trường. Cái này cổ, cũng bị Tân Kỳ thu vào trong sách. Đem cổ cùng khí châm thuật hợp lại làm một, có thể trị một ít bệnh dử. Cửu Trắng cùng Nhâm Chỉ Lan đều nghe kiến thức nửa vời. Bọn họ đối với y thuật sốt đặc cán mai, cho nên lúc này vẻ mặt dấu chấm hỏi, căn bản không biết Giang Sách dụng ý. Giang Sách khẽ cười một tiếng, tận khả năng dễ hiểu nói rằng, đơn giản mà nói, cổ trùng là thông qua ăn cơm có độc vật tới thu được trưởng thành. Tựa như ta đút cho con này cổ trùng độc hoa giống nhau. Ở ba của ta trong cơ thể có đại lượng dược vật cặn, độc hại tính rất mạnh. Đối với người mà nói, đó là độc, thế nhưng đối với cổ trùng mà nói, đó chính là thức ăn tươi ngon. Ta ở phụ thân trong cơ thể gieo một con cổ trùng, đồng thời dùng khí châm dẫn đạo nó ăn cơm phương hướng. Một tuần lễ, cũng đủ con kia cổ trùng ăn xong phụ thân độc trong người làm. Cửu Trắng xem như là hiểu. Đây chính là lấy độc trị độc A. Vấn đề là, thông suốt, độc một ngày ăn xong rồi, na cổ trùng không sẽ bởi vì đói bụng mà ăn uống nhân huyết nhục rồi không? Là, Nhâm Chỉ Lan nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Đây không phải là biến khéo thành vụng, hại chết Hàn Phi rồi không? Giang Sách mỉm cười, chỉ vào lọ thủy tinh trong cổ trùng, cho nên, liền cần một cái này cổ trùng đến giúp đỡ rồi. Hắn giải thích, ta ở phụ thân trong cơ thể chồng đây chẳng qua là giống cái cổ trùng, mà trước mặt chúng ta một cái này, là hùng tính. Đến khi hai cổ trùng trưởng thành đến giai đoạn nhất định, sẽ phá kén thành bướm. Dưới lúc, giống được cổ trùng vì tìm kiếm phối ngẫu, sẽ thông qua phương thức đặc thù tìm được giống cái cổ trùng vị trí, cũng bay đến sống mái cổ trùng bên người. Cửu Trắng nghe xong, mừng rỡ. Nói cách khác, đến lúc đó chúng ta chỉ cần theo giống được cổ trùng, nhìn hắn bay đi nơi nào, là có thể rõ ràng biết mà hạ thành vị trí cụ thể. Giang Sách mỉm cười nói, chính xác, kể từ đó, liền giải quyết rồi ngươi nói lên vấn đề thứ nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không chỉ như vậy, giống cái cổ trùng ở cảm giác được giống được cổ trùng đến sau đó, biết kích động từ thân thể người bên trong bay ra, hoàn thành giao phối. Đến lúc đó liền giải quyết rồi giống cái cổ trùng ăn cơm cha ta máu thịt vấn đề, nhất tiễn xong điêu. Nói cách khác, con này giống được cổ trùng đồng thời giải quyết rồi, tìm được mà hạ thành địa chỉ, cùng, dẫn giống cái cổ trùng, hai cái gian khổ vấn đề. Này trùng, cực kỳ trọng yếu. Nhâm Chỉ Lan mắt nhìn ba ba nhìn con kia vẫn là trùng nhộng cổ trùng, chắp hai tay nói rằng, cổ trùng a cổ trùng, Hàn Phi có thể hay không mạng sống, có thể hay không cứu ra, liền đều xem của ngươi. Giang Sách cùng Cửu Trắng cũng đồng thời nhìn về phía con kia cổ trùng. Đúng vậy, bọn hắn bây giờ hy vọng toàn bộ đều đặt ở con này cổ trùng trên người. Cửu Trắng hỏi tiếp, na thống suất chuẩn bị như thế nào giải quyết vấn đề thứ hai? Cứu ra nhóm người sau, như thế nào cam đoan an toàn, ứng phó như thế nào truy sát? Giang Sách ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra một quật cường. Hắn tự tốn nói, người thay thế ta liên hệ Mộc Dương một. Đem còn dư lại 11 hoàng kim toàn bộ tụ họp lại, tùy thời đợi điều khiển. Sốt cục, 12 hoàng kim nếu một lần tập thể xuất động. Cửu Trắng kích động nói, tuân mệnh. Có 12 hoàng kim, mặc dù là thiên quân vạn mã, cũng không nói chơi. Giang Hàn Phi trong nhà, các thầy thuốc bị toàn bộ phân phát ly khai. Lầu 2 phòng họp. Môn thật chặt giam giữ, hàng giả Giang Hàn Phi ngồi ở ghế trên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Quản gia cùng Lưu Cảnh Minh phân trái phải hai bên. Hồi lâu sau, Giang Hàn Phi hỏi, người đàn ông kia bệnh tình như thế nào? Quản gia hồi đáp, hô hấp đều đặn, tỉnh lại, đã có thể bình thường giao lưu, ăn cơm, hảo hảo điều dưỡng, tin tưởng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Có thể a, Giang Hàn Phi bội phục nói, không nghĩ tới Giang Sách y thuật mạnh như vậy. Nhiều như vậy bác sĩ đều không giải quyết được nghi nan tạp chứng, đến rồi trên tay của hắn liền nghênh nhận nhi giải, người nam nhân kia thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt. Dừng một chút, hắn tiếp tục hỏi, các ngươi đem hắn làm sao an trí? Lưu Cảnh Minh hồi đáp, vẫn là đuổi về tới đất Hạ Thành. Giang Hàn Phi nhíu nhíu mày, không thích hợp. Không thích hợp. Ân, Giang Sách làm người cực kỳ gian trá, có thể sẽ trong quá trình cứu trị lưu lại ký hiệu gì gì đó.
Các ngươi đem hắn đưa đi mà hạ thành, bằng bại lộ mà hạ thành vị trí, không thích hợp. Lưu Cảnh Minh hỏi, thật là đưa đi địa phương nào? Giang Hàn Phi suy nghĩ một chút, như vậy, trước đối với người nam nhân kia tiến hành toàn thân lớn kiểm tra, đem hắn quần áo trên người toàn bộ đổi, thân thể cũng cho rửa một điểm, để ngừa Giang Sách cho hắn sức loại thuốc nào. Kiểm tra không có lầm sau đó, lại đưa đi đồ dự bị địa điểm. Lưu Cảnh Minh hỏi, hiện nay mà hạ thành hạng mục mới còn kém một điểm cuối cùng sẽ hoàn thành, cấp cho hắn tiếp tục dùng dược vật, hoàn thành nghiên cứu sao? Cái này, Giang Hàn Phi ngón tay gõ mặt bàn tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng, dĩ nhiên tại ánh mắt của hắn trong hiện lên một tia nhu tình, tựa hồ. Hắn đối với người nam nhân kia còn có mang một loại đặc thù nào đó tình cảm. Hắn lắc đầu, không cần. Tựa như Giang Sách nói, nếu như cho hắn thêm uống thuốc, biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, triệt để không cứu sống. Trong khoảng thời gian này cũng không để cho hắn công tác. Đem hết toàn lực trợ giúp hắn khôi phục, mặt khác, Giang Sách lái phương thuốc cùng thực đơn, phải nghiêm khắc chấp hành, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Còn như mà Hạ Thành mới nhất nghiên cứu hạng mục, Giang Hàn Phi hé mắt, để lộ ra vẻ hàn quang, liền giao cho Miêu Đồng đi chấp hành a. Lưu Cảnh Minh thất kinh, Miêu Đồng, vậy không khác nào đem toàn bộ mà Hạ Thành bí mật đều tiết lộ cho nàng. Giang Hàn Phi nở nụ cười, người chết mà thôi, có gì phải sợ. Lưu Cảnh Minh trong nháy mắt hiểu, Giang Hàn Phi đây là chuẩn bị thanh lý đội ngũ, đem phía trước nghiên cứu nhân viên toàn bộ đều giải quyết rơi nhịp điệu. Tam đại nghiên cứu nhân viên. Hiện nay, từ Hoài Trung bị trọng môn khoa kỹ năng hợp nhất, Tuân Dương 100% nhất định là nằm vùng. Miêu Đồng tuy là người đang thịnh vui khoa học kỹ thuật, nhưng trải qua lần trước sự kiện, ước đoán cũng là đang ở Tào Doanh lòng đang hán. Ba người này, sớm muộn cũng phải giải quyết hết. Từ Hoài Trung không còn cách nào sử dụng, Tuân Dương không thể sử dụng, chỉ có Miêu Đồng còn có thể sử dụng khả năng cùng giá trị. Cho nên Giang Hàn Phi lựa chọn Miêu Đồng. Làm cho Miêu Đồng để thay thế người nam nhân kia hoàn thành sau cùng nghiên cứu, sau đó sẽ đem Miêu Đồng giải quyết hết. Tuy là nàng sẽ biết mà hạ thành bí mật, nhưng là không thể nào để lộ ra ngoài rồi. Tận lực bồi tiếp Từ Hoài Trung cùng Tuân Dương. Lưu Cảnh Minh dò hỏi, phải như thế nào đối phó hai người khác? Ám sát. Giang Hàn Phi suy nghĩ một chút, tha cho ta nghĩ lại, ám sát loại sự tình này, ở bây giờ cái niên đại này có thể không dùng cũng không cần dùng. Đã biết, Lưu Cảnh Minh đột nhiên nghĩ tới một việc, nhắc nhở, chủ tịch. Còn có một chuyện khác ta muốn hướng ngài hội báo. Từ Hoài Trung tên khốn kiếp kia đã đem chúng ta nghiên cứu hạng mục thư giao cho trọng môn khoa kỹ năng, cộng thêm Tuân Dương phần kia, bọn họ đã có hai phần hạng mục thư. Nếu để cho bọn họ tái được Miêu Đồng hạng mục thư, rất có thể sẽ đoạt ở chúng ta phía trước làm ra sản phẩm, dưới lúc, chúng ta liền nằm ở bị động. Vốn là bởi vì hội triển lãm quan hệ, công ty chúng ta hình tượng xuống dốc không phanh. Nếu như trọng môn khoa kỹ năng nhân cơ hội này nghiên cứu ra công nghệ cao hàm lượng sản phẩm, dù cho chỉ là khái niệm sản phẩm, chúng ta đều sẽ đối mặt rất nguy hiểm tình cảnh a. Quả thực, bởi vì người nam nhân kia đột nhiên bệnh nặng, làm cho lúc đầu thuận lợi nghiên cứu hạng mục lâm vào đình trệ. Mặc dù làm cho Miêu Đồng tới đón, có thể có mấy thành phần thắng cũng không có thể đoán. Giang Hàn Phi thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là chọn nhanh an bài Miêu Đồng tiếp nhận người nam nhân kia, đồng thời ở Miêu Đồng hoàn thành hạng mục trước, đối với nàng tiến hành 24 giờ toàn phương diện bảo hộ, cấm trọng môn khoa kỹ năng nhân tới gần nàng. Đến khi giá trị của nàng ép khô, liền lập tức giải quyết hết. Sau đó đoạt ở trọng môn khoa kỹ chi trước, đem sản phẩm mới làm được, truyền cho chúng nhân. Dưới lúc, là có thể vãn hồi tổn thất. Chúng ta bây giờ phải làm cũng chỉ có 3 chữ đoạt thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.